Nhao tổ trên mình hóa cốt sương mù, lập tức tiêu tán, liền hắn ra thịt, cũng tóe ra vạn trượng kim mang, tựa như thành kim cương bất phôi thể vậy. Nguyện vọng thiên tinh, không hổ là hỗn độn cửu tinh đứng đầu. Thật là cường hãn thần thông. Tô Mạch Hàn thấy vậy, vậy sắc mặt không khỏi biến hóa. Viên này nguyện vọng thiên tinh, tín ngưỡng nguyện lực quá đáng sợ, truyền thuyết là nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, đơn giản là vô địch. Nếu như là người bình thường, đột nhiên gặp phải Tô Mạch Hàn pháp bảo tập kích, bị hóa cốt khói mù dây dưa tới, không chết cũng phải lột một lớp da, nhưng Nho Tổ, nhưng là ung dung hóa giải. Hơn nữa, hóa giải thủ đoạn, cũng là vô cùng cao minh, không phải dùng đan dược gì y thuật, lọc sạch thần thông các loại, mà là trực tiếp cầu nguyện, dùng nguyện vọng lực lượng, thay đổi thực tế quy luật, để cho thân thể đạt tới kim cương bất phôi bước. Vậy thì tiếp ta một chiêu nữa, Vân Yên Phúc Nhật Trận. Tô Mạch Hàn quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên gian, Tê Vân Thiên Tinh mây mù cổn đáng, rất nhiều cung điện kiến trúc bên trong, một cái người nữ đệ tử hiển hiện ra, cùng kêu lên ngâm sướng cổ xưa thần chú. Vù vù, một cái trận pháp thật to, bỗng nhiên hạ xuống xuống. Trận pháp này, tràn đầy ngàn vạn nắng mây khói sương mù, trùng trùng mây mù che khuất bầu trời, tiêu diệt thương khung, hơi thở vô cùng khủng bố. Đây là Tô Mạch Hàn bố trí một cái kỳ trận, tập hợp môn hạ tất cả đệ tử linh lực, điều động Tê Vân Thiên Tinh năng lượng cốt lõi, vô cùng khói mù bao phủ xuống, không chỉ là hóa cốt như thế đơn giản, liền tinh thần đều có thể tan rã, vô cùng là cường hãn. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, lập tức bay đến Tê Vân Thiên Tinh đi lên, đứng ở trận pháp trong một cái góc, khởi động cả người linh khí, một đầu chu tước bay lên trời, kết hợp Vân Yên Phúc Nhật trận lực lượng, giết hướng Nho Tổ. Nho Tổ mới vừa cho phép một lần nguyện, tạm thời không thể lại dùng nguyện vọng thiên tinh, cho nên đây là tốt nhất phản kích cơ hội. Sư phụ, ta cũng tới giúp ngươi. Thái Thượng Thiên Kiếm Đạo. Ngụy Dĩnh cũng vội vàng bay đi lên, sừng sững ở trận pháp bên trên, thả ra Thái Thượng Đạo Pháp, một chuôi tuyệt hàn cự kiếm bạo đánh ra, chém thẳng Nho Tổ. Nho Tổ, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Một bên Khúc Trầm Vân, thấy phản kích có hy vọng, cũng là bay đến Tê Vân Thiên Tinh trên, vung đao cắt phá bàn tay, trái tự thân máu tươi, dùng để đề thăng trận pháp lực lượng. Nho Tổ trước mắt, chính là phơi bày ra vô cùng một màn nguy nga. Ngàn vạn nắng khói mù, che khuất bầu trời, cuộn sạch mưa gió, ở trên trời không ngừng xoay tròn, hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy lớn, giống như hắc động vậy, thả ra vô cùng đáng sợ uy nghiêm. Kỷ Tư Thanh rực cháy thiên chu tước, Ngụy Dĩnh tuyệt hàn cự kiếm, cũng xen lẫn trong vạn nặng trong mây mù, điên cuồng chém xuống. Tô Mạch Hàn duy trì trận pháp vận chuyển, nàng là tuyệt đối hạch tâm, nàng linh lực, toàn bộ dung nhập vào vô cùng khói mù bên trong, mỗi một tia khói mù, đều mang nàng sát khí. Lão Tổ chú ý, Chí Huyền Hòa Thượng thấy một màn này, chỉ hù được tâm đảm câu liệt. Tô Mạch Hàn, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân, Ngụy Dĩnh bốn nữ liên thủ, bộc phát ra uy lực, chân thực quá kinh khủng. Nếu như hắn bị công kích được, vậy khẳng định là muốn tan thành mây khói. Nho Tổ trong mắt trầm xuống, cũng là cảm thấy vô cùng là khó giải quyết. Nếu như cưỡng ép cử động nữa dùng nguyện vọng thiên tinh mà nói, hắn có thể sẽ bị cắn trả, cùng trăm ngày ước hẹn bắt đầu, nhất định bất lợi. Tô Mạch Hàn, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, chúng ta đi. Trong chớp mắt, Nho Tổ nhanh chóng làm ra phán đoán, lắc người một cái, nhảy đến nguyện vọng thiên tinh trên. Rồi sau đó, nguyện vọng thiên tinh kịch liệt thu nhỏ lại, trong chớp mắt, biến thành một viên vi trần, vèo một tí, phá vỡ hư không, hoàn toàn chạy trốn xa đi. Tô Mạch Hàn Vân Yên Phúc Nhật Trận, hạ xuống, làm được bốn phía đỉnh núi rừng rậm, vạn dặm sơn hà, đều phải thất thủ tiêu diệt, thành một mảnh phế tích. Nhưng, Nho Tổ đã chạy khỏi, cũng không có bị tổn thương chút nào. Đối mặt Tô Mạch Hàn bốn nữ phản kích. Nho Tổ làm ra nhất quyết định chính xác, hắn cũng không có lãng phí khí lực ngăn cản, mà là trực tiếp rời đi. Hắn muốn đi, Tô Mạch Hàn còn thật không giữ được hắn. Đầy trời mây khói, hu hu tản đi. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân ba người, từ Tê Vân Thiên Tinh trên dưới tới. Ngụy Dĩnh nói, sư phụ, lão nhân kia chạy. Tô Mạch Hàn im lặng gật đầu một cái, nói, Nho Tổ thực lực không phải chuyện đùa, có thể đẩy lui hắn cũng đủ rồi. Tư Thanh, ngươi không có sao chứ? Kỷ Tư Thanh hoảng hốt vội nói, cảm ơn tiền bối cứu giúp, ta không có sao. Tô Mạch Hàn nói, cũng cùng ta trở về đi thôi,
tương lai còn có một tràng ác chiến, các ngươi tốt nhất tu luyện thêm chút nữa. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân cùng kêu lên kêu, Lập tức ba phụ nữ đi theo Tô Mạch Hàn, bay đến Tê Vân Thiên Tinh trên, vậy rời đi. Nho Tổ bị đẩy lui, trở lại thần điện bên trong. Chí Huyền có vẻ không cam lòng, nói, Lão Tổ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nho Tổ nói, lần này Tô Mạch Hàn xuất hiện, ta cũng là rất là chấn động bất ngờ, bất quá nàng dám hiện thân, rất có thể liên lụy Nhâm Phi Phàm, để cho Nhâm Phi Phàm bại lộ nhân quả, ha ha, lần này tuy không bắt được con tin, nhưng tóm lại là chúng ta thắng. Chí Huyền nói, Nhâm Phi Phàm là ai? Nho Tổ nói, được rồi, này các đại nhân vật cảnh giới, không phải ngươi có thể hiểu, ngươi chỉ cần biết, tương lai trăm ngày ước hẹn, chúng ta nguy hiểm cực lớn. Chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi, người đi gọi Huyền Cơ Nguyệt tới đây, ta muốn cùng nàng nói một chút. Chí Huyền không dám hỏi nhiều, lúc này đi ra ngoài điều động nguyện vọng thiên tinh năng lượng, cầu thông thượng giới, kêu gọi Huyền Cơ Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, Huyền Cơ Nguyệt bóng người, bắt đầu từ nguyện vọng thiên tinh bên trong, hiện ra. Ha ha, Nho Tổ, liền nguyện vọng thiên tinh cũng đối với ta mở cửa, người ngược lại là rất tin tưởng ta. Huyền Cơ Nguyệt cười nhạt. Bay xuống, bước vào Nho Tổ thần điện bên trong, trực diện Nho Tổ. Nho Tổ cũng là cười một tiếng, nói, nữ hoàng đại nhân, ta muốn cùng ngươi liên thủ, dĩ nhiên là phải xuất ra điểm thành ý. Huyền Cơ Nguyệt cười nói, trước đó cam kết coi như đếm. Nho Tổ nói, tự nhiên định đoạt, chỉ cần ở trăm ngày ước hẹn bên trong, ngươi chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, ta có thể đem nguyện vọng thiên tinh cho ngươi mượn, để cho ngươi theo dõi Long Uyên thiên kiếm rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt mỉm cười nói, như vậy quá tốt. Nho Tổ nói, Chí Huyền, cho nữ hoàng dâng trà. Chí Huyền dâng lên nước trà, cung kính nói, nữ hoàng mời dùng trà. Huyền Cơ Nguyệt nhận lấy ly trà, nhẹ khẽ gật đầu, nhưng cũng không uống. Nho Tổ cười tủm tỉm nhìn nàng, biết nàng dã tâm cực lớn, lần này trăm ngày ước hẹn, chỉ sợ là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, thậm chí là muốn nhìn hắn chết, cướp lấy hắn nguyện vọng thiên tinh. Còn có Nho Tổ thần điện hết thảy. Bất quá, Nho Tổ cũng không phải đèn cạn dầu, lần này có tốt như vậy cơ hội, hắn hồi nào lại không muốn giết chết Huyền Cơ Nguyệt, cướp lấy thần La Thiên Kiếm. Cùng trăm ngày ước hẹn bắt đầu, xin nữ hoàng mang theo thần La Thiên Kiếm, tự mình hạ xuống, có thể đừng chỉ là phái ít cao thủ tới cũng được đi. Nho Tổ nhắc nhở, Huyền Cơ Nguyệt nói, đây là tự nhiên, ta sẽ đích thân tới áp trận, chỉ cần ngươi không nuốt lời. Nho Tổ cười nói, lấy thiên đạo quy tắc đã thề, sao dám nuốt lời. Huyền Cơ Nguyệt nói, rất tốt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ngoài mặt một đoàn hòa khí, bắt đầu thương lượng kết minh chi tiết, nhưng đều là tất cả mang ý xấu, hận không được nuốt trọn đối phương. Mà lúc này, huyết tử ngục bên kia. Huyết Long đã thu xếp ổn thỏa, sống hay chết, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Huyết tử ngục bầu trời bên trong. Diệp thần và huyết thần cư ngụ ở một tòa phù không hòn đảo bên trong. Từ nơi này phù không đảo, có thể mơ hồ thấy tù ma hạp vị trí. Diệp thần trong mắt híp lại, có thể loáng thoáng thấy huyết long bị nhốt bóng người, trong lòng không khỏi một hồi lo âu, chỉ sợ huyết long lần này không chịu nổi. Nếu như chịu đựng bất quá, huyết long sẽ bị triệu long hồn oán niệm đoạt xác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu như chịu đựng qua, huyết long sẽ hết đếm thừa kế long chiến giã tu vi đạo thống, khí vận phúc trạch, đó đúng là gần như nghịch thiên lột xác. Diệp thần, chớ suy nghĩ quá nhiều, sự việc đến ngày hôm nay tình cảnh này, chỉ có thể xem huyết long mình. Huyết thần đi tới Diệp thần bên người, nói. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu. Trăm ngày ước hẹn càng ngày càng gần, ta muốn mang ngươi đi một nơi bí mật chi địa, tiến hành sau cùng tu luyện và đột phá. Huyết thần lời nói vừa chuyển, nói. Diệp thần nói, đi nơi nào? Thiên huyết hồ. Huyết thần chậm rãi thổ lộ ra một chỗ tên. Thiên huyết hồ. Diệp thần nhướng mày một cái, mơ hồ tới giữa, bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở. Huyết thần nói, cái này thiên huyết hồ, tin đồn là một vị đến từ thái thượng thế giới máu cường giả hội tụ mà thành, đối với thân xác gân cốt, nội tức linh khí, đều có vô cùng cường đại rèn luyện hiệu quả. Năm đó ta tham gia chúng thần cuộc chiến trước, là ở chỗ đó chuẩn bị trăm năm. Diệp thần nói, thái thượng cường giả máu tươi hối tụ thành địa phương sao? Ngươi muốn cho ta ở bên kia tu luyện. Huyết thần nói, không sai. Ta là bất tử bất diệt huyết mạch,
hơn nữa tu vi đã gặp phải những ràng buộc, vậy thiên huyết hồ đối với ta mà nói, không tác dụng gì, nhưng đối với ngươi mà nói, lại có đặc biệt rõ rệt rèn luyện hiệu quả. Huyết thần năm đó đỉnh cấp cảnh giới tu vi, ước chừng đạt tới thái chân cảnh cửu tầng thiên, vô cùng lợi hại, hiện tại hắn thực lực, khôi phục 10/8, cũng có thái chân cảnh 7 tầng thiên tiêu chuẩn. Vậy thiên huyết hồ, đối với hắn mà nói, tự nhiên mất đi rèn luyện hiệu quả, bất quá đối với Diệp thần, nhưng là thật tốt tu luyện sân. Tốt lắm, ngươi mang ta đi qua. Diệp thần ánh mắt hơi sáng lên, nếu quả thật có loại địa phương này, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Được. Huyết thần gật đầu đáp ứng, phân phó xong huyết tử ngục bên trong rất nhiều cường giả, chăm sóc tốt huyết long, sau đó cưỡi kim nghê thú, mang Diệp thần phá vỡ hư không, trực tiếp đi thiên huyết hồ. Suy. Hư không biến dạng, hai người đi tới liền một phiến hồ bầu trời. Tốt nồng đậm mùi máu tanh. Diệp thần trong lỗ mũi, đánh hơi được một hồi vô cùng kích thích mùi máu tanh. Đi xuống vừa thấy, chỉ gặp phía dưới là một phiến nho nhỏ hồ, phơi bày một phiến đỏ tươi màu sắc, tựa hồ là dùng máu tươi ngưng tụ mà thành, nước hồ vô cùng sền sệt dày đặc, sôi trào để gặp có huyết phao hiện lên, cô lỗ lỗ vang dội, còn có tất cả cá sấu, con thằn lằn vân. Vân quái vật, ngồi xổm nằm ở trong hồ, mắt lom lom. Ta vạn năm không trở về, chỗ này cũng nảy sinh ra hung thú. Huyết thần nhìn trong hồ cá sấu con thằn lằn, khẽ cười khổ than thở một tiếng, rất có năm tháng thổn thức cảm giác. Huyết thần tiền bối, ta liền tiếp tục như vậy tu luyện sao? Diệp thần nhìn trong hồ hung hãn sinh vật, chân mày cũng là nhíu một cái. Đừng nóng, kim nghê lão tổ. Huyết thần vỗ vỗ kim nghê thú sống lưng. Kim nghê thú hội ý, chợt dương ra cổ họng, hống ních một tiếng gầm thét, tràn đầy chiến trận sát phạt sóng âm, mãnh liệt truyền ra ngoài, chấn động được nước hồ oanh đáng, khơi dậy thiên trọng huyết lãng. Những cái kia cá sấu con thằn lằn cùng quái dị hung thú, bị chiến hống kích thích, rối rít sợ vỡ mật, vô cùng chật vật chạy ra khỏi máu hồ, chạy đến bốn phía trong rừng cây đi. Tốt lắm, lần này an tĩnh. Huyết thần vỗ tay một cái, nói. Đa tạ. Diệp thần khẽ mỉm cười, liền bay xuống đi xuống. Huyết thần dưới háng đầu kia kim nghê thú, nắm giữ thái thượng thiên hống đạo, có thể nói vô cùng thực dụng, một tiếng chiến hống gầm hét lên, có thể chấn nhiếp rất nhiều hung thú, giảm bớt không thiếu phiền toái. Diệp thần hạ xuống bờ hồ, nhìn ừng ực bất chấp huyết phao nước hồ, trong lỗ mũi có thể ngửi được càng mùi máu tanh nồng nặc. Huyết thần vậy đáp xuống, đứng ở bên bờ, nhìn thiên huyết hồ vùng lân cận phong cảnh, ánh mắt bình tĩnh bên trong mang một chút thổn thức. Diệp thần nói, huyết thần tiền bối, vậy ta đi xuống. Huyết thần nói, ừ, cẩn thận một chút, cái này thiên huyết hồ năng lượng, vô cùng là bàng bạc, dẫu sao là thái thượng cường giả máu tươi biến thành, ngươi nếu như không chịu nổi, liền trước thời hạn rời đi, ngàn vạn không nên cậy mạnh. Ta biết, yên tâm đi. Diệp thần đáp một tiếng, liền nhảy đến thiên huyết hồ bên trong, ngâm ở trong đó. Bích thủy khảm linh châu, bảo vệ. Vì cẩn thận để gặp, Diệp thần cũng không có trần thân ngâm, mà là thả ra bích thủy khảm linh châu, trước tiên ở thân thể mình trên, hình thành một tầng tị thủy vòng bảo vệ. Ở tầng này vòng bảo vệ hạ, chung quanh máu loáng, cũng dính không tới Diệp thần trên mình. Rồi sau đó, Diệp thần một chút xíu tháo ra vòng bảo vệ, để cho máu năng lượng của nước đánh vào tới đây. Rào, rào, rào. Nhất thời gian, hàng loạt máu loãng xông về Diệp thần, bên trong hàm chứa khí tức cuồng bạo, cũng giống như nham thạch nóng chảy vậy, cuồn cuộn kích thích Diệp thần thân thể. Chỉ như vậy sao, là ta quá cẩn thận. Diệp thần thân thể giống như bàn thạch, chút nào không nhúc nhích. Chung quanh máu loãng đánh vào, mặc dù mãnh liệt, nhưng lại dung chuyển không tới hắn một cái chút nào mau. Hắn khí lực, chân thực cường hãn. Luân hồi huyết mạch, đại hoang thiên lôi thể, thái thượng ma thể, thiên yêu thân thể, long tộc huyết mạch vân. Vân, vô số huyết mạch thể chất hỗn hợp, để cho được Diệp thần thân xác, cơ hồ đến nhân gian vô địch bước, đơn tuần đánh vào sát phạt, đã không thể nào thương tổn tới hắn. Có thể tổn thương hắn, chỉ có phép tắc lực lượng, nhân quả thiên uy. Lập tức Diệp thần thu hồi bích thủy khảm linh châu, rút lui hết tất cả phòng vệ, để cho thân thể tận tình ngâm ở thiên huyết hồ bên trong, hưởng thụ nước hồ tẩy rửa. Thiên huyết hồ bên trong, nước hồ hàm chứa năng lượng cùng thái thượng linh khí, không ngừng bị Diệp thần hấp thu. Diệp thần thân thể, tựa như biến thành một cái lỗ xoáy đen, từ từ bất quyệt, điên cuồng hấp thu tất cả tồn tại linh khí,
thậm chí để cho được toàn bộ Thiên Huyết Hồ, đều là nổi lên gió bão, khí thế khá là nguy nga. Người thằng nhóc này, thân xác lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Huyết thần ở bên bờ thấy được, nhất thời một hồi chắc lưỡi hít hà. Diệp thần thiên phú cùng thân xác, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, chân thực cường hãn. Đừng xem Diệp thần hiện tại chỉ là thủy nguyên cảnh, nhưng nếu thời gian dài, nhất định có thể vượt qua hắn. Cái này Thiên Huyết Hồ, năng lượng cũng không tệ lắm, đúng là có rèn luyện hiệu quả. Diệp thần liếm môi một cái này Thiên Huyết Hồ năng lượng, vừa đúng lúc, có thể rèn luyện hắn thân thể, nhưng cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn. Bây giờ Diệp thần, giống như là ở ngâm suối nước nóng thuốc tắm, vô cùng hưởng thụ. Hoang Ma Thiên Kiếm, đi ra đi. Diệp thần dứt khoát sử dụng Hoang Ma Thiên Kiếm, để cho Hoang Ma Thiên Kiếm, vậy ngâm ở máu hồ bên trong. Lần trước, ở Diệt Long Táng Địa bên trong, Diệp thần cướp được hàng loạt thiên tài địa bảo, còn có Triệu Long đám người chết theo sau lưu lại Long Tinh, những tư nguyên này, cũng chuyển hóa thành Hoang Ma Thiên Kiếm chất dinh dưỡng. Thời khắc này Hoang Ma Thiên Kiếm, nuốt ăn nhiều tài nguyên như vậy, ma khí lại là hừng hực, kiếm khí so với trước kia càng ác liệt, một thả ra ngoài, cuồn cuộn ma khí lập tức tràn ngập, tựa như màu đen khói mù vậy, phô tán ở nước hồ bên trong, vô cùng là nguy nga. Suy suy suy, Hoang Ma Thiên Kiếm giống như tham lam địa ngục ác ma, không ngừng ẩm huyết, không ngừng cướp đoạt chung quanh huyết khí năng lượng. Thấy một màn này, Diệp thần vậy là vô cùng hài lòng, mỉm cười gật đầu một cái. Hắn và Hoang Ma Thiên Kiếm chung nhau ẩm huyết, mảnh máu này hồ, ngược lại là tiện nghi bọn họ. Huyết thần tiền bối, cái này Thiên Huyết Hồ, ta ép khô vậy không thành vấn đề sao? Diệp thần mỉm cười hỏi. Nếu như trực tiếp ép khô Thiên Huyết Hồ năng lượng, có lẽ có thể để cho Hoang Ma Thiên Kiếm hơn nữa ác liệt, đến lúc đó trăm ngày ước hẹn bắt đầu, nhất định có thể trở thành hắn lợi hại nhất trợ lực cùng lá bài tẩy. Tùy ngươi. Huyết thần cười khổ một tí, ngược lại là không có ngăn cản. Dẫu sao, cái này Thiên Huyết Hồ, đối với hắn đã không có tác dụng, trực tiếp đưa cho Diệp thần cũng có thể. Sa La, người vậy đi ra. Diệp thần nhất thời đại hỉ, đem Sa La cây vậy cho gọi ra tới, cùng ẩm huyết. Tôn chủ, đa tạ. To lớn Sa La cây, cắm rễ ở trong hồ, hấp thu từng luồng thái thượng huyết khí, liền cành lá cũng tràn ra hồng mang. Đợi một chút, tôn chủ, ta thật giống như phát hiện, đáy hồ hạ có đồ. Bỗng nhiên, Sa La cây thần sắc biến đổi, rễ cây đâm xuống, tựa hồ cảm nhận được liền cái gì khác thường. Diệp thần nói, thế nào? Sa La cây nói, không biết, hình như là một khối băng, lạnh buốt. Một khối băng. Diệp thần ngẩn người, ánh mắt nhìn về huyết thần. Huyết thần cũng là sững sờ, nói có phải hay không hắn cảm ứng sai rồi. Đáy hồ hạ không đồ, ta trước kia đã sớm dò xét qua, thiên tài địa bảo gì cũng không có. Phải không? Diệp thần nhưng là nghi ngờ. Sa La cây nói chuẩn xác nói, tôn chủ, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đáy hồ hạ thật sự có đồ. Ca ca, ta cũng cảm ứng được, đáy hồ hạ tựa hồ có đồ hấp dẫn ta. Lúc này, Linh Hài Nhi cũng là mở miệng, tựa hồ vậy cảm giác được cái gì khác thường. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, Sa La, đem khối kia băng mỏ ra. Sa La thân cây thân thể run lên, nói, không được, tôn chủ, vật kia khí lạnh rất nặng, ta bộ rễ vừa đụng đến, chính là đóng băng, căn bản để không chịu nổi, hay là mời ngươi tự mình đi xuống xem. Diệp thần trần chờ một tí, nhìn một mắt huyết thần. Huyết thần cũng là cau mày. Nói, nếu thật có cổ quái, ngươi liền xuống đi xem một chút đi, ta cần tĩnh tâm, không thể tùy tiện giao thiệp với Thiên Huyết Hồ, nếu không lại nghĩ tới ngày xưa chúng thần trận chiến sát phạt, sợ rằng sẽ nhiễu loạn tâm cảnh. Diệp thần trong bụng nghĩ ngợi, cái này Thiên Huyết Hồ năng lượng, tựa hồ vậy không thế nào hung ác, coi như mình lẻn vào đáy hồ, chắc không có sao. Nghĩ tới đây, Diệp thần chính là kêu, được. Lập tức triệu hồi Sa La cây, mang theo Hoang Ma Thiên Kiếm. Đi đáy hồ lẻn đi. Dần dần đi sâu vào đáy hồ, Diệp thần nhưng giác mùi máu tanh càng ngày càng đậm hơn, mà trong hồ năng lượng ẩn chứa, cũng là càng ngày càng khủng bố, thậm chí mang theo một chút hung lệ mùi vị kích thích. Vừa đến đáy hồ, Diệp thần dưới chân đạp phải mềm mềm phù sa bên trong có chút cốt chất vật cứng, thật giống như những thứ này phù sa, là thối giữa máu thịt ngưng tụ mà thành, vô cùng quỷ dị, để cho da đầu tê dại. Cùng lúc đó, Diệp thần cũng là cảm giác được, Thiên Huyết Hồ năng lượng bên trong,
đổi được cuồng bạo 10 lần, hung hăng đánh thẳng vào hắn thân thể. Lần này đánh vào, không phải đơn thuần linh khí đánh vào, còn mang có thái thượng phép tắc uy nghiêm, như thái thượng chư thần đích thân tới, muốn chấn áp phàm trần, cho người to lớn chèn ép. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tại chỗ không thở nổi, sắc mặt chợt biến. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần chính là cảm thấy thiên huyết hồ bên trong, vô cùng năng lượng bàng bạc bạo dũng tới. Cổ năng lượng này, so với mới vừa cường đại 10 lần vượt quá, mang theo phép tắc thiên uy. Hàng loạt thái thượng quy luật, không ngừng đụng vào Diệp Thần thân thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy tạng phủ chấn động, cơ hồ muốn nôn mửa, vội vàng từ đáy hồ bên trong bơi đi lên, rào một tiếng, trở lại mặt hồ. Huyết Thần thấy Diệp Thần đột nhiên nổi lên, hơn nữa sắc mặt còn như thế khó khăn xem, nhất thời kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra. Đáy hồ có cổ quái. Diệp Thần cắn răng, nhưng giác thiên huyết hồ bên trong linh khí, đổi được vô cùng hung ác, điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân thể, để cho hắn cả người đều là đau nhói, tựa như bị trăm ngàn thanh đao kiếm thọt gai vậy. Nước hồ linh khí, làm sao đột nhiên hung hãn như thế nhiều. Diệp Thần vội vàng bóp một cái tu luyện giấu tay, thiên yêu thân thể, luân hồi huyết mạch vân. Vân mở đến mức tận cùng, hóa giải chung quanh linh khí hung ác sát phạt, đem năng lượng tinh thuần hấp thu. Huyết Thần thấy vậy, cũng là kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, chính là bừng tỉnh hiểu ra, nói thiên huyết hồ là thái thượng cường giả máu tươi hội tụ, năng lượng vô cùng cường hãn, ta còn kỳ quái, ngươi làm sao có thể như thế ung dung chịu đựng. Lúc đầu vạn năm bể dâu, thiên huyết hồ quy luật linh khí, cũng lắng đọng đến đáy hồ, hiện tại mới lần nữa thả ra ngoài. Thiên huyết hồ là một nơi vô cùng là hung hiểm bí địa, nơi này máu tươi, mặc dù có rèn luyện hiệu quả, nhưng quy luật năng lượng quá mức bàng bạc, rất có thể sẽ đem người cắn nát. Nghĩ lúc đó, Huyết Thần tu vi mới vừa thái chân cảnh thời điểm, tới thiên huyết hồ tu luyện, cũng phải chịu đựng vô cùng to lớn thống khổ. Mà Diệp Thần, chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi, coi như thân xác mạnh hơn nữa, cũng không khả năng như thế ung dung, ngăn cản thái thượng thế giới quy luật. Mới vừa Diệp Thần ung dung tự nhiên, chỉ là bởi vì thiên huyết hồ quy luật linh lực, cũng lắng đọng đến đáy hồ, không có tản mát ra, đơn thuần khí huyết, hắn dĩ nhiên có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, hắn đặt chân đáy hồ, đem thiên huyết hồ ẩn chứa quy luật thiên uy, lần nữa khuấy động lực, các loại quy luật thêm thân, như thái sơn che đỉnh, áp lực nhất thời tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Lúc đầu đây mới là thiên huyết hồ lực lượng chân chính sao? Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người máu thịt gân cốt, ở vô cùng thái thượng phép tắc nghiền ép hạ, cơ hồ muốn nổ tung nghiền. Hắn thân xác, dĩ nhiên là vô cùng cường hãn, nhưng thái thượng thế giới quy luật, càng như người thú. Được, loại trình độ này thiên huyết hồ, mới có thể lớn nhất hạn độ rèn luyện ta khí lực. Diệp Thần trong mắt mũi nhọn lộ ra, nhưng là chiến ý bừng bừng. Cường cường va chạm, hắn thân xác bị nghiêm trọng đánh vào, nhưng cũng nhận được to lớn rèn luyện. Từng luồng mang thái thượng thiên uy khí huyết, thấm vào nhập Diệp Thần trong kinh mạch, như nham thạch nóng chảy vậy, tựa hồ phải đem hắn kinh mạch tạng phủ, toàn bộ hòa tan. Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần biết rõ tình cảnh nguy hiểm, lập tức thả ra Hồng Mông Đại Tinh Không. Sáng chói khoáng đạt tinh không, ở đỉnh đầu hắn tạo ra, tinh huy lấp lánh. Từ khám phá thiên võ ngọa long trải qua tổng cương sau đó, Diệp Thần Hồng Mông Tinh Không, khí tượng lại là bàng bạc. Một chi chống đỡ đi ra, cả thiên địa càn khôn đều bị che phủ, như cũ bầu trời không thấy, chỉ còn lại vạn cổ hồng mông thở mạnh voi. Nhân quả lưu chuyển, máu pháp đổi thành. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đem thiên huyết hồ khí tức hung ác, các loại quy luật nhân quả, toàn bộ đổ lỗi đến Hồng Mông Đại Tinh Không bên trong đi. Mà thiên huyết hồ tinh thuần năng lượng, thì toàn bộ hấp thu được đan điền bên trong. Hô hô hô, một màn kinh người xuất hiện, Hồng Mông trong tinh không. Hiện ra ngàn vạn nặng màu máu đám mây. Những thứ máu này vân, ùng ùng xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy lớn, một bức ngày tận thế phủ xuống đồ cảnh, huyết khí sôi trào tới giữa, thậm chí có rồng hung ác lệ phượng, hung viên chăn lớn vân. Vân bạo dã dị tượng hiện lên, vô cùng nguy nga. Mà Diệp Thần, chính là một mặt khí định thần nhàn hình dáng, đem thiên huyết hồ vô hại tinh hoa hấp thu. Người Hồng Mông Đại Tinh Không, lại có thể lột xác đến tình cảnh này. Đứng ở trên bờ Huyết Thần, ở đầy trời mây máu nổi bật hạ, thân thể lộ vẻ được có chút nhỏ bé. Hắn thấy như vậy nguy nga khí tượng, cũng là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Thần Hồng Mông Đại Tinh Không,
lại có thể đã thăng lột xác, liền thái thượng phép tắc nhân quả lệ khí, đều có thể chứa. Mượn hồng mông đại tinh không phụ trợ, Diệp Thần không trở ngại chút nào, điên cuồng hấp thu thiên huyết hồ năng lượng bên trong cùng với thái thượng linh khí. Cái này hấp thu, gần như là chèn ép. Không tới một nén hương thời gian, thiên huyết hồ cuối cùng một giọt năng lượng tinh thuần, đều bị Diệp Thần ép khô. Đã từng sình sệt máu đỏ hồ, giờ phút này đổi được trong suốt thấy đáy, đáy hồ bèo, phù sa, đá, đều là rõ ràng có thể gặp. Lại có thể ép khô thiên huyết hồ. Huyết thần cũng là bối rối, không nghĩ tới Diệp Thần thiên phú như thế mạnh mẽ. Thiên huyết hồ năng lượng cùng quy luật, đừng nói thủy nguyên cảnh, coi như là còn thật cảnh cường giả, đều có thể xé nát. Nhưng Diệp Thần, dựa vào hồng mông đại tinh không che chở, chuyển giá lệ khí, tự thân nhưng là không chút tổn hao nào, ép khô thiên huyết hồ linh khí. Oanh! Toàn bộ thiên huyết hồ, tinh thuần nhất linh khí, đều bị Diệp Thần hấp thu, hắn thân thể, nhất thời toát ra vô cùng chói mắt thần quang, quanh thân nổi lên một hồi hủy diệt gió bão. Lại là có đột phá dấu hiệu. Muốn đột phá sao? Huyết thần thấy vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết Diệp Thần võ đạo nội tình, vô cùng là hùng hậu, coi như là đột phá nhất tầng thiên, đều là vô cùng to lớn lột xác. Nếu như Diệp Thần có thể đột phá nói, ở trăm ngày ước hẹn bên trong, đối kháng nho tổ chắc chắn, vậy càng lớn hơn một phần. Suy, suy, suy. Diệp Thần trên đỉnh đầu, nổ lên ba đạo cột sáng. Cái này ba đạo cột sáng, một tiên, một Phật, một ma, đại biểu hắn không cùng thuộc tính tu vi khí vận. Tam hoa tụ đỉnh. Tiên Phật ma ba quang ngất trời, trực tiếp đem hồng mông đại tinh không khí huyết nhân quả, đều là đánh tan, để cho được đúng mảnh tinh không, lần nữa khôi phục trong suốt sáng chói. Long hổ thiên sư, thiên tiên cá chép, tím thụ thiên cơ, tiên kiếm nắm giữ, bát quái thiên đan vân. Vân tiên đạo khí tượng, thủy quang vạn đạo cổn đáng, ở tinh không dường trên mở. Nhưng, tiên đạo khí tượng, cũng không thể chiếm cứ toàn bộ tinh không, còn có Phật cùng ma tồn tại. Phật gia khí tượng, thiên long bát thần âm, tám bộ phù đồ khí, chân võ diệt Phật trận, pháp hoa mất đi thiên vân. Vân, vô số Phật khí xen lẫn, trên không diễn hóa ra thần Phật Bồ Tát, cao nhất Phật quốc kỳ quan. Còn có cuồn cuộn ma khí, cũng là điên cuồng ở tinh không trên sôi trào, có vạn trượng cao ma tôn hiển hóa, còn có địa ngục đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo vân. Vân lục đạo luân hồi khí tượng quay cuồng. Cảm thấy được đỉnh đầu nhô lên ra tiên Phật ma khí voi. Diệp Thần suy nghĩ không ngừng chuyển động, cuối cùng ánh mắt đông lại một cái, hét điên cuồng nói. Vạn tượng hướng ma, ma khí ngất trời. Tiếng quát rơi xuống, trong tinh không tiên khí cùng Phật khí, nhanh chóng ảm đạm xuống, chỉ còn lại cuồn cuộn ma khí, như vạn cổ không thay đổi ác mộng, vĩnh hằng chiếm cứ quay cuồng. Diệp Thần hít sâu một hơi, chư thiên ma khí cuồn cuộn hạ xuống, lần nữa hội tụ đến trong cơ thể hắn. Hắn cái này một tí. Là quyết định chuyên tu ma đạo, tạm thời buông tha tiên Phật đạo Pháp. Thật ra thì, lấy Diệp Thần nội tình, các nhà đạo Pháp chứa một thể, cũng là hồn nhiên sẵn có, sẽ không có cái gì bài xích. Nhưng, trăm ngày ước hẹn, phải đối mặt nho tổ, Diệp Thần áp lực to lớn. Hắn cần càng thuần túy đạo tâm. Cho nên, hắn quyết định chuyên tu ma đạo, tạm thời bỏ qua tiên Phật chi đạo, nhường đường tim đạt tới thuần túy nhất cảnh giới. Nếu như có thể chịu đựng qua trăm ngày ước hẹn, giải quyết hết nho tổ uy hiếp, Diệp Thần sẽ lần nữa nhặt lên tiên Phật đạo Pháp, để cho vạn Pháp quy nhất, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Mặt khác, lục đạo luân hồi bên ngoài hạch, thật ra thì chính là ma. Hoàng ma thiên kiếm cũng là ma. Cho nên, Diệp Thần quyết định nhập ma, để cho mình ưu thế tối đại hóa. Cái này một quyết định nhập ma, Diệp Thần cả người nhất thời sát khí cuồn cuộn, ma hy lóe lên, hung ác ngất trời. Từng cái tóc tung bay, mỗi một cái tóc đều tựa như ẩn giấu một cái thiên ma đại thế giới, vô cùng khủng bố. Thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên. Đang quyết định nhập ma sau đó, Diệp Thần tu vi hơi thở, cũng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ thủy nguyên cảnh 6 tầng thiên, tấn thăng đến 7 tầng thiên. Rất tốt, rốt cuộc đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người lực lượng vô cùng dâng trào, tựa hồ một quyền đuổi ra ngoài, có thể nghiền bạo vũ trụ càn khôn. Mỗi một cái bạo nổi lên gân xanh, cũng giống như mãng long vậy cầu kết trước, hơi thở hung ác bá đạo. Lại có thể bỏ qua ngoại đạo, chỉ tu ma đạo. Huyết thần thấy vậy, cũng là hoàn toàn rung động. Diệp Thần làm như vậy,
tự nhiên có thể để cho tự thân đạo tâm, thần thông, phú pháp, cũng đạt tới thuần túy nhất cảnh giới, nhưng thật sâu nhập ma, một khi thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết thần tiền bối, đa tạ. Kết thúc tu luyện, Diệp Thần thu liễm lại cả người khí tượng, lơ lửng ở trên mặt hồ, hướng huyết thần chắp tay. Nếu như không có huyết thần mang hắn tới nơi này nói, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên. Huyết thần trầm mặc chốc lát, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, lộ ra một cái hơi có vẻ phức tạp nụ cười, nói, không cần cảm ơn, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, đang muốn trở lại trên bờ, nhưng bỗng nhiên tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, ánh mắt nhìn về đáy hồ, mơ hồ tới giữa, chính là thấy được phù sa bên trong, thật giống như chôn trước một khối băng cứng. Đáy hồ bên trong có vật kỳ quái. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống. Thứ gì? Huyết Thần nghe vậy, cưỡi kim nghề thú tới đây, lơ lửng trên mặt hồ, híp mắt, cũng nhìn thấy đáy hồ khối kia cổ quái băng cứng. Lên! Thấy vậy, Huyết Thần không nói hai lời, bàn tay một chảo, một cổ linh lực thả ra ngoài, trực tiếp đem đáy hồ cục băng, đào lên. Lúc này thiên huyết hồ đã bị Diệp Thần ép khô, tất cả nhân quả tiêu đi, cho nên Huyết Thần cũng là không có cố kỵ. Rào! Cục băng vạch nước ra, bị Huyết Thần quăng bên bờ. Cái này cục băng, tương đương to lớn. Bên trong lại có thể đóng băng trước một người. Một thiếu nữ tuyệt đẹp. Đây là... Diệp Thần ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới hồ dưới đáy cục băng, lại còn đóng băng trước một cô gái. Tốt khí tức lãnh liệt, thiên huyết hồ linh lực quy luật lắng đọng, xem ra không phải tự nhiên biến hóa, mà là bị vật này hấp dẫn. Huyết Thần cầm tay phải, bàn tay rắc 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 rắc, lại có thể kết nổi lên một tầng băng xương. Liền da đều bị đóng băng được tái mét, thậm chí mơ hồ phải đổi thành trong suốt hình dáng, liền xương cũng hiển hóa đi ra. Chân chính giá rét thấu xương. Huyết Thần tiền bối, người không có sao chứ? Diệp Thần hơi biến sắc mặt, xem ra Huyết Thần mới vừa làm động tới cục băng, tựa hồ được khí lạnh cắn trả kích thích. Không có sao, cái này cục băng kêu nước biếc huyền băng, là chế tạo bích thủy khảm linh châu nguyên vật liệu, cực kỳ lạnh lùng, thật may chỉ là bề ngoài giá rét. Không liên quan đến phép tắc biến hóa, cho nên vậy không đả thương được ta. Huyết Thần linh khí vận chuyển gian, đem trên bàn tay khí lạnh, toàn bộ bốc hơi hết. Nước biếc huyền băng, chế tạo bích thủy khảm linh châu nguyên vật liệu. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, bích thủy khảm linh châu, chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, đã rơi xuống trên tay hắn. Lúc đầu pháp bảo này nguyên vật liệu, kêu nước biếc huyền băng, chính là Diệp Thần trước mắt đổ sộ khối băng lớn. Thiếu nữ này là ai, Huyết Thần tiền bối, người có thể hay không suy đoán ra nhân quả. Diệp Thần nhìn bị đóng băng thiếu nữ, bấm ngón tay tính toán, vô cùng ma đồng mở, thấy rõ thiên cơ. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần dòm ngó thấy một chút thái thượng hơi thở. Thiếu nữ này, lại có thể và thái thượng thế giới có liên quan. Thiếu nữ hơi thở, thậm chí và thân độ uyển nhi có chút tương tự. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần vô cùng khiếp sợ. Bất quá, thiếu nữ trên mình nhân quả xương mù dày đặc rất nặng, hắn vậy chỉ có thể nhìn được nơi này, không cách nào theo dõi đi xuống. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, năm đó chúng thần cuộc chiến trước, đáy hồ tuyệt đối không có thiếu nữ này tồn tại. Huyết Thần lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn cô gái kia, trong chốc lát vậy không nhìn thấu cái gì. Hắn chỉ biết là, thiếu nữ này, là ở chúng thần cuộc chiến sau đó, mới bị đóng băng đến đáy hồ. Diệp Thần cau mày, đã như vậy, vậy muốn tháo ra thiếu nữ thân thế mê, có thể phải đem nàng thức tỉnh mới được. Ca ca, đợi một chút, nữ nhân này có chút cổ quái. Ngay tại lúc này, Linh Hải Nhi đột nhiên mở miệng. Cổ quái gì? Diệp Thần hỏi. Linh Hải Nhi nói, ngươi xem nàng cổ, treo một hạt châu, và ta vô cùng làm tướng tựa như. Hạt châu. Diệp Thần ánh mắt vừa thấy, dĩ nhiên là thấy thiếu nữ trên cổ. Treo có một hạt châu, nhưng bởi vì bị đóng băng, hắn vậy không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chỉ cho là tầm thường đồ trang sức. Bây giờ nghe Linh Hải Nhi như thế nói, chẳng lẽ hạt châu kia, lại là một kiện pháp bảo, và địa tâm diệt châu tương tự pháp bảo. Trước thức tỉnh nàng nói sau, tiền bối, ngươi có thể có biện pháp. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy cổ quái, hướng Huyết Thần hỏi. Ta lại thử một chút. Huyết Thần bàn tay ấn vào cục băng trên. Từng luồng màu máu linh khí tràn ngập ra, muốn thấm vào nhập cục băng bên trong. Nhưng,
thiếu nữ trên cổ treo hạt châu, nhưng bỗng nhiên thả ra một món tinh mang, phảng phất là kháng cự, ngăn cản huyết thần thấm vào. Không được, hạt châu này có cổ quái, chống cự ta hơi thở, tựa hồ là ở hộ chủ. Huyết thần lắc đầu một cái. Ta đi thử một chút. Diệp thần đi lên, sử dụng bích thủy khảm linh châu, một món hơi nước bọc ở trên tay, muốn phá vỡ cục băng. Vù vù. Nhưng, cô gái kia hộ thể hạt châu, cũng là thả ra vô cùng cường đại mang khí, ngăn trở Diệp thần động tác. Diệp thần và huyết thần nhìn nhau, cái này nước biếc huyền băng tuy vững chắc giá rét, nhưng cũng không cách nào thì tồn tại, lấy hai người thực lực, đều có thể dùng sức mạnh phá băng. Chỉ là, nếu như sử dụng sức mạnh mà nói, rất có thể sẽ thương tổn tới cô gái kia. Hơn nữa, thiếu nữ hộ thể hạt châu, nhọn phản kháng, cũng không tốt động thủ. Hạt châu kia năng lượng, tuy không địa tâm diệt châu như vậy khủng bố, nhưng vậy không thể khinh thường, nếu như bạo phát, rất có thể sẽ thương tổn tới hai người. Dưới mắt trăm ngày ước hẹn tới gần, Diệp thần và huyết thần, cũng không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Thiếu nữ này nếu như một cổ thi thể, vậy cũng được, hết lần này tới lần khác nàng còn sống, như không giải quyết thích đáng, chỉ thành hậu hoạn. Huyết thần chân mày nhíu chặt, hắn dĩ nhiên là có thể bắt được, thiếu nữ còn có sinh cơ hơi thở, cái này làm cho hắn vô cùng khó giải quyết. Trăm ngày ước hẹn, quyết chiến không thể tránh khỏi, tại đại chiến phát sinh trước, hắn cần chém cắt hết thảy nhân quả, nếu không trong lòng lưu lại một cây gai, có thể sẽ gây thành ma chướng. Hắn tu vi, tuy so Diệp thần lợi hại, nhưng đạo tâm, lại không có Diệp thần như thế thuần túy. Khối này nước biếc huyền băng, đóng băng có thể là ở cứu chữa thiếu nữ này, chúng ta còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ. Diệp thần vậy cảm giác được cái gì, cái này cục băng, rất có thể là thiếu nữ cứu mạng lệ thuộc vào. Giống như ban đầu Lý Phi Tuyết như vậy, bị đóng băng ở trong quan tài, thực ra là một loại gìn giữ nguyên khí, kéo dài tánh mạng dưỡng sinh biện pháp. Nếu không thể hành động thiếu suy nghĩ, Diệp thần và huyết thần tạm thời tới giữa, đều là không có đầu mối. Đúng rồi, phong tiền bối, người tinh thông khí linh chi đạo, có thể hay không câu thông thiếu nữ này hộ thể hạt châu. Bỗng nhiên, Diệp thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Phong Thiên Thương hỏi nói. Phong Thiên Thương là thượng cổ khí linh sư, từng tham dự luyện chế tìm thần cổ bàn, khí linh tu vi vô cùng mạnh mẽ, nếu như hắn có thể câu thông thiếu nữ hộ thể hạt châu, sự việc nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Ha ha, vậy phải có khí linh mới có thể câu thông. Nghe được Diệp thần lời này, Phong Thiên Thương nhưng là cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vậy thì thử một chút, cái này nhân quả phải giải quyết. Diệp thần quyết định thử một lần, dẫu sao nếu như không giải quyết tất cả nhân quả mà nói, huyết thần khó mà chuyên tâm đối kháng Nho Tổ. Hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng huyết thần thực lực, cuối cùng không khôi phục lại đỉnh cấp, vẫn là cần lưu ý nhân quả cắn trả. Đến thái chân cảnh loại tầng thứ này, quyết định chiến đấu thắng bại, không chỉ là tu vi thực lực như thế đơn giản, liền khí vận nhân quả, đạo tâm căn cơ cũng phải cân nhắc đi vào, tuyệt không thể qua loa. Lập tức Diệp thần hít sâu một hơi, trực tiếp mượn dùng Phong Thiên Thương lực lượng. Vù vù. Bàn tay đè ở cục băng trên, Diệp thần trong thoáng chốc cảm thấy một hồi nhọn khí lạnh tập kích qua tới. Diệp thần sớm có chuẩn bị, tự nhiên không có động tĩnh, Phong Thiên Thương nhưng là lẩm bẩm một tiếng, làm sao lạnh như vậy? Diệp thần cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao chỉ là mặt ngoài giá rét, không ảnh hưởng tới cái gì. Hắn tập trung tinh thần, thử nghiệm câu thông thiếu nữ trên cổ hạt châu. Oanh! Cái này một tí câu thông, Diệp thần đầu óc bên trong, nhưng là hiện ra một bộ đặc biệt đáng sợ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có một cái già nua đúc kiếm sư, ở yên lặng đúc kiếm. Mấy cái nô bộc, ở bên cạnh hầu hạ. Cái này đúc kiếm sư, đúc ra trường kiếm, mũi nhọn thoáng hiển hóa, lập tức chảm phá bầu trời, xuyên qua vạn dặm thời không, không biết có nhiều ít tinh thần nghiền, khí tượng cực kỳ khủng bố. Đây là Yên Tịch Thiên Kiếm. Đây là đúc Yên Tịch Thiên Kiếm hình ảnh. Diệp thần cảm thấy được hình ảnh này, nhất thời tâm thần kinh hãi, ngay tức thì bắt được vô cùng nhân quả. Yên Tịch Thiên Kiếm, tám đại vô thượng thiên kiếm một trong, Hồng Thiên Kinh binh khí, Diệp thần và đối phương giao chiến quá nhiều lần, cho nên hết sức quen thuộc Yên Tịch Thiên Kiếm hơi thở. Hiện tại vừa nhìn thấy hình ảnh này, hắn lập tức xác định, đây chính là đúc Yên Tịch Thiên Kiếm hình ảnh. Chú ý! Hạt châu này, kêu mất đi kiếm xong, là dùng đúc Yên Tịch Thiên Kiếm góc bên tàn liệu luyện chế mà thành.
Phong Thiên Thương tiếng quát như sấm, ở Diệp Thần trong đầu nổ vang, tựa hồ phát hiện cái gì. Mất đi kiếm xong. Diệp Thần nhất thời con người co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trên cổ hạt châu, hoàn toàn không nghĩ tới hạt châu này, lại có thể và Yên Tịch Thiên Kiếm có liên quan. Ban đầu thượng vị giả, đúc Yên Tịch Thiên Kiếm, có phế liệu cặn bã bảo tồn được. Những thứ này phế liệu cặn bã, về lại lò tái tạo, luyện chế được một viên kiếm xong, chính là thiếu nữ trên cổ hạt châu. Hạt châu này, chính xác mà nói, hẳn gọi kiếm xong mới đúng, là hết sức đặc thù pháp bảo. Mất đi kiếm xong, ca ca, khó trách ta lại có như thế cảm giác quen thuộc, lúc đầu hạt châu này, cũng có khí tức hủy diệt. Linh Hài Nhi nghe được mất đi kiếm xong lai lịch, vậy rất là giật mình, đồng thời vậy mở ra nghi ngờ trong lòng. Hắn mới vừa cũng cảm giác được, hạt châu này hơi thở, và hắn vô cùng làm tướng tựa như, cũng có hủy diệt chập chờn. Mất đi, thật ra thì chính là hủy diệt. Yên Tịch Thiên Kiếm cũng có hủy diệt thiên uy, thế nhưng hủy diệt, là ác liệt âm ngoan, xảo quyệt sắc bén sát phạt. Mà Diệp Thần hủy diệt chi đạo, hung mãnh cuồng bạo, như biển cả hoành tuyệt. Yên Tịch cùng hủy diệt, hai người đại lộ khí tượng không cùng, nhưng căn nguyên là tương thông. Viên này mất đi kiếm xong, tựa hồ địch ý lớn vô cùng, cự tuyệt và Diệp Thần câu thông, trực tiếp dùng bổn nguyên đúc kiếm nhân quả, xâm nhập phạt Diệp Thần tinh thần, không để cho Diệp Thần đi vào. Nếu như là người bình thường, thấy cái này đúc kiếm hình ảnh, lập tức liền phải bị thái cổ nhân quả đánh vào, bị sau lưng ẩn núp yên vắng vẻ kiếm khí, sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Nhưng Diệp Thần đạo tâm, vô cùng vững chắc. Lăng Tiêu võ ý, mở. Ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Diệp Thần lập tức ổn định lại, ánh mắt sắc bén, ngưng tụ tinh thần, một cổ cường hãn võ đạo tinh thần, trực tiếp đánh vào đi ra ngoài, đem đúc kiếm hình ảnh xé nát. Ông ông ông! Hình ảnh bị phá, đúng viên mất đi kiếm xong, đều là kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ tràn đầy bất an. Diệp Thần và Phong Thiên Thương không nói lời nào, tinh thần trực tiếp xuyên thấu cục băng, thấm vào nhập mất đi kiếm xong bên trong. Hai người đều là đằng đằng sát khí, chuẩn bị lớn hơn chiến, thậm chí làm xong chấn giết mất đi kiếm xong khí linh chuẩn bị. Nhưng, làm tinh thần của hai người, thấm vào nhập mất đi kiếm xong bên trong, nhưng thấy một cái bé gái, trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Cái này bé gái, tựa hồ là yêu thú lại tựa hồ là loài người, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, ngồi chồm hổm dưới đất, lại là không giúp, lại là sợ nhìn Diệp Thần hai người. Đây là, mất đi kiếm xong khí linh. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này bé gái, là như vậy nhỏ yếu, hắn cảm giác mình một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết trăm ngàn lần. Không đúng, không phải khí linh, đây là chín mệnh linh miêu, một loại ngoan ngoãn cao nhất nguyên thú. Phong Thiên Thương tròng mắt co rúc lại, nhưng là nhận ra được. Lấy hắn tầm mắt, nguyên thú và khí linh, tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt. Cái này bé gái, căn bản không phải khí linh, mà là cao nhất nguyên thú một loại, tính tình khá là ngoan ngoãn, kêu chín mệnh linh miêu. Chín mệnh linh miêu, cao nhất nguyên thú. Diệp Thần cũng là bối rối, không nghĩ tới còn có này cùng biến cố. Hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nào nghĩ tới kiếm xong bên trong căn bản không có khí linh, chỉ có một không giúp bé gái thôi. Dĩ nhiên, cái này bé gái, huyết mạch phẩm chất cũng không yếu, và kim nghê thú một cái cấp bậc, đều là cao nhất nguyên thú, nếu như đào tạo được làm mà nói, cũng là một đại chiến lực. Xem ra là một đầu thú cưng, bị an trí ở chỗ này, bảo vệ chủ nhân của nàng. Phong Thiên Thương khẽ cau mày, âm thầm suy đoán. Cái này bé gái, rất có thể chính là vậy đóng băng thiếu nữ thú cưng, bị đâu vào đấy ở chỗ này, mượn mất đi kiếm xong lực lượng, bảo vệ thiếu nữ. Nàng mới vừa như thế kháng cự Diệp Thần, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên, dẫu sao, ở Diệp Thần, Huyết Thần, Phong Thiên Thương ba trước mặt người, nàng quá nhỏ bé. Các ngươi là ai, chớ làm tổn thương chủ nhân ta, có thể không? Bé gái đáng thương, mắt mang lệ quang, nhìn Diệp Thần và Phong Thiên Thương. Phong Thiên Thương yên lặng một tí, liếc Diệp Thần một mắt, nói, nếu không gặp nguy hiểm, cũng không có khí linh, vậy kế tiếp ngươi tự mình xử lý, ta bỏ mặc ngươi. Dứt lời, Phong Thiên Thương trực tiếp lui đi ra ngoài, trở lại luân hồi mộ địa bên trong yên lặng. Kiếm xong bên trong không gian, chỉ còn lại Diệp Thần và bé gái hai người. Cô gái nhỏ, ngươi tên gọi là gì, chủ nhân ngươi lại tên gọi là gì? Diệp Thần cũng là nhức đầu, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được,
cái này bé gái không có một chút tà ác nhân quả, hoàn toàn là ấm thuần hiền lành hình dáng. Mất đi kiếm xong, và Yên Tịch Thiên kiếm có thiên ti vạn lũ quan hệ, Diệp Thần đều có sát phạt quyết tâm, nào nghĩ tới sẽ là cục diện này. Ta kêu Tiểu Huyên, là một cái chín mệnh linh miêu, chủ nhân ta kêu Hồng Hân. Bé gái rụt rè nắm vạt áo, không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Hồng Hân. Diệp Thần nghe được Tiểu Huyên mà nói, rốt cuộc biết bị đóng băng thiếu nữ tên chữ. Đợi một chút, chủ nhân ngươi kêu Hồng Hân, nàng và Hồng Thiên Kinh quan hệ thế nào? Đột nhiên, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, nội tâm bên trong, có một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, vô hình một hồi sợ hãi. Mất đi kiếm xong, Yên Tịch Thiên kiếm. Hồng Hân, Hồng Thiên Kinh. Trong sâu thẳm, hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ca ca, ngươi có thể hay không đừng như thế hung. Ta không biết, ta một mực đi theo chủ nhân, không có nghe nàng nhắc qua cái gì Hồng Thiên Kinh. Miêu nữ Tiểu Huyên chiếp ngập ngừng nhu nói, thấy Diệp Thần đột nhiên sắc mặt biến hóa, nàng cũng là hù được lui về phía sau mấy bước, mặt đầy bàng hoàng không giúp hình dáng. Phải không? Có thể là ta quá lo lắng. Diệp Thần vậy phát hiện mình thất thố, hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần. Có thể là bởi vì mất đi kiếm xong và Yên Tịch Thiên kiếm quan hệ, lòng hắn thần quá nhạy cảm. Nếu như cái này kêu Hồng Hân thiếu nữ, thật cùng Hồng Thiên Kinh có liên quan, Công Giã Phong và Yên Tịch kiếm linh, không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Ca ca, ngươi có thể cứu chủ nhân ta sao? Ta có thể cho ngươi cái này. Tiểu Huyên móc trong ngực ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần tinh thần quét nhìn một tí, nhất thời phát hiện túi đựng đồ kia bên trong, tồn phóng một đống lớn lớn nguyên đan, phẩm chất thật tốt, dược khí đậm đà, cũng kém không nhiều có thể sánh bằng cao nhất nguyên đan, số lượng có chừng triệu hơn. Những đan dược này, đối với Diệp Thần mà nói, tự nhiên không hiệu quả gì, nhưng nếu như cầm đi nuôi Hoang Ma Thiên Kiếm, cũng là một khoản tốt tài nguyên. Chờ một chút hãy nói. Trước nói cho ta, làm sao thức tỉnh ngươi chủ nhân. Diệp Thần từ đầu đến cuối vẫn là không có buông xuống ngăn cách, hắn cần kỹ lưỡng hơn tin tức, để phán đoán Hồng Hân cùng Hồng Thiên Kinh quan hệ giữa. Nếu quả thật không liên quan, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như, thiếu nữ này là Hồng Thiên Kinh cái gì hậu nhân, vậy Diệp Thần sẽ không chút do dự, trực tiếp động sát thủ, đem tai họa ngầm bóp chết ở nôi bên trong. Cho nên, hắn muốn trước thức tỉnh thiếu nữ. Điều tra một chút tình báo. Chủ nhân ta bị trọng thương, những năm này dựa vào hấp thu thiên huyết hồ lực lượng, khôi phục tự thân, chắc khôi phục được xong hết rồi, ca ca, người có thể chờ nàng tự nhiên tỉnh lại sao? Sẽ không vượt qua trăm năm thời gian. Tiểu Huyên đáng thương trông mong nhìn Diệp Thần, tựa hồ chẳng muốn cưỡng ép thức tỉnh chủ nhân. Diệp Thần nghe được nàng mà nói, trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu cái này kêu Hồng Hân thiếu nữ, đóng băng chôn ở đáy hồ. Là ở dựa vào thiên huyết hồ linh khí, khôi phục thương thế. Trăm năm thời gian, ta không kịp đợi, nói cho ta, có thể trực tiếp đánh thức biện pháp, yên tâm, ta tinh thông y thuật, nàng còn sót lại thương thế, ta có thể trị liệu. Phải đợi trăm năm thời gian, đó là tuyệt đối không được, Diệp Thần chỉ muốn lập tức thức tỉnh. Được rồi, ca ca, dùng thái thượng thiên hống đạo, có thể thức tỉnh ta chủ nhân, nhưng môn đạo pháp này, ta cũng không sẽ, ta có tu luyện khẩu quyết. Ca ca ngươi cầm đi tu luyện. Tiểu Huyên rụt rè móc ra một phiến ngọc giản, là chiến hống chi đạo tu luyện pháp môn. Cùng ca ca ngươi luyện thành, liền có thể thức tỉnh chủ nhân ta. Ha ha, chiến hống chi đạo, ta bên ngoài vừa vặn có người nắm giữ, ngươi chờ đó. Diệp Thần nghe xong Tiểu Huyên mà nói, cười nhạt, tinh thần trực tiếp thối lui ra mất đi kiếm xong thế giới. Nghe vậy, Tiểu Huyên mặt liền biến sắc, vốn còn muốn trì hoãn một tí thời gian. Tận lực để cho chủ nhân nghỉ ngơi nhiều một chút, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể sẽ nắm giữ cao nhất chiến hống pháp môn. Gay gâu, chủ nhân phải bị đánh thức. Vẫn là ta đi trước thức tỉnh nàng, nếu không nàng thật bị chiến hống đánh vào, sợ rằng phải bị thương. Tiểu Huyên nghĩ tới đây, móc ra một tấm phù chiếu, trực tiếp bóp vỡ cháy. Thật ra thì nàng có an toàn hơn, ổn thỏa hơn thức tỉnh biện pháp, chỉ là không muốn quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, cho nên mới chưa nói. Cố ý dùng chiến hống mượn cớ, muốn trì hoãn thời gian. Diệp Thần nắm giữ chiến hống đạo pháp, nhưng là ra nàng ý liệu, lần này làm đúng dịp phản truyết, nàng chỉ có thể tự đi trước thức tỉnh chủ nhân. Chủ nhân, ta là Tiểu Huyên, ngươi tỉnh lại đi, có chuyện sắp xảy ra.
Tiểu Huyên đem tự thân tinh thần ý chí, truyền ra ngoài. Diệp Thần và Phong Thiên Thương hạ xuống, nói tới Hồng Thiên Kinh, cũng chuẩn bị dùng chiến hống đánh thức sự việc, nàng cũng cặn kẽ ra chỉ ở tự thân ý chí bên trong, chỉ cần vậy ngủ say thiếu nữ, tiếp thu được ý chí của nàng, liền sẽ rõ ràng hết thảy. Hô! Diệp Thần tinh thần, trở lại ngoại giới, lần nữa trở lại thân thể mình bên trong, mở mắt. Như thế nào? Huyết Thần liền vội vàng hỏi. Hạt châu kia kêu mất đi kiếm xong, bên trong có một cái chín mệnh linh miêu. Diệp Thần đem mới vừa trải qua, đơn giản nói một lần. Mất đi kiếm xong, chín mệnh linh miêu. Huyết Thần cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới cái này đóng băng thiếu nữ, sau lưng lại có lớn như vậy nhân quả. Mất đi kiếm xong, và Yên Tịch Thiên kiếm có thiên ti vạn lũ quan hệ, vậy do một điểm này, thiếu nữ thân phận liền tuyệt đối không đơn giản. Ừ, Huyết Thần tiền bối, vậy chín mệnh linh miêu nói, có thể dùng chiến hống đạo pháp, thức tỉnh chủ nhân của nàng. Diệp Thần nói, chiến hống đạo pháp. Huyết Thần nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về kim nghê thú. Kim nghê thú già nua râu run lên, trầm giọng nói, ngươi xác định. Thái thượng chiến hống năng lượng, đủ để uy áp tinh thần, nếu như dùng để thức tỉnh một cái ngủ say người, có thể sẽ đưa đến không có thể vãn hồi tổn thương. Diệp Thần nói, bé gái đó tính tình hiền lành, muốn đến sẽ không lừa gạt người, huống chi, nàng cũng sẽ không hại mình chủ nhân, nếu như nàng gạt người nói, không thể nào lừa gạt được ánh mắt ta. Kim nghê thú ha ha cười một tiếng, nói, vậy ngược lại chưa chắc, nàng ở ngươi trước mặt nói láo, dĩ nhiên không gạt được ngươi, nhưng chỉ là đối mặt ngươi một món tinh thần, người khác nói láo ngươi cũng chưa chắc có thể phát hiện. Huyết Thần trầm giọng nói, Kim nghê, đừng nói như thế nhiều, thức tỉnh thiếu nữ này, nếu như nàng bị ngươi tiếng gào động chết, vậy cũng chuyện không liên quan tới chúng ta, có thể giải quyết nhân quả là được. Dùng chiến hống thức tỉnh, là vậy chín mệnh linh miêu quyết định, nếu như nháo xảy ra nhân mạng, vậy cũng cùng người ngoài không liên quan. Huyết Thần cũng không phải là hiền lành nhân từ hạng người, tuyệt không anh hùng cứu mỹ nhân ý, chỉ muốn giải quyết nhân quả mà thôi. Huyết Thần đại nhân. Kim nghê thú trong lòng rét một cái, không nói nhảm nữa, lập tức ngưng tụ hơi thở, chuẩn bị phóng thích chiến hống. Trong thiên địa nguyên khí, bắt đầu đi kim nghê thú trong miệng hội tụ, nó đột nhiên dương ra miệng to, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Một cổ vô cùng lanh lảnh chiến hống tiếng, bắt đầu từ nó trong cổ họng phá giết ra, hung hăng hướng cô gái kia đánh tới. Khách lạt lạt, đóng băng trước thiếu nữ cục băng, gặp phải chiến hống kịch liệt đánh vào, nhất thời chấn động đứng lên, xuất hiện từng cái mạng nhện vậy kẽ hở. Rắc rắc, sau đó, kẽ hở không ngừng mở rộng. Cục băng đột nhiên vỡ vụn. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tên kia là Hồng Hân thiếu nữ, thật dài lông mi mau run rẩy, hơi hí ra ánh mắt, tỉnh lại. Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Thiếu nữ mờ mịt nhìn bốn phía, mới vừa tỉnh lại, tựa hồ có chút hoảng hốt, mê mang nhìn Diệp Thần cùng Huyết Thần. Người tỉnh, người kêu. Hồng Hân. Diệp Thần ngưng mắt nhìn nàng, hỏi. Thiếu nữ một hồi kinh ngạc. Nói, ngươi làm sao biết ta tên chứ? Ngươi bị chiến hống thức tỉnh, không có bị thương chứ? Diệp Thần nhìn chăm chú nàng thần thái, cũng âm thầm cảm ứng nhân quả, lấy phán đoán nàng có không có nói láo. Hồng Hân vẫn là có chút mê mang, thấp giọng nói, không. Hẳn không có, ta có pháp bảo hộ thể. Vừa nói, nàng tháo xuống treo trên cổ mất đi kiếm xong. Rào! Mất đi kiếm xong ánh sáng rực rỡ chớp mắt. Một cái điềm đạm đáng yêu bé gái hiện thân đi ra, chính là vậy chín mệnh linh miêu Tiểu Huyên. Ca ca, cảm ơn các ngươi tỉnh lại chủ nhân ta, đây là lễ vật cho ngươi. Tiểu Huyên móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần. Túi đựng đồ này bên trong, chính trang trước hơn triệu lớn nguyên đan, đây là nàng ước định đưa cho Diệp Thần lễ vật. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đem đan dược thu xuống. Hồng Hân kinh ngạc nói, Tiểu Huyên. Là ngươi bảo bọn hắn thức tỉnh ta. Tiểu Huyên nói, dạ, chủ nhân, thật xin lỗi. Hồng Hân nói, không có sao, ta cũng nên đến lúc tỉnh lại. Dừng một chút, nàng hướng Diệp Thần nói cảm ơn các ngươi, nếu như không có các ngươi đánh thức nói, ta có thể còn muốn lại ngủ say trăm năm thời gian. Diệp Thần nói, không sao, Hồng Hân cô nương, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hồng Hân nói, vấn đề gì? Diệp Thần nói, ngươi có biết hay không Hồng Thiên Kinh? Lúc nói chuyện, Diệp Thần ánh mắt,
tập trung ở Hồng Hân trên mình, một khi Hồng Hân nói láo, hắn lập tức liền có thể bắt được dị thường nhân quả chập chờn. Hồng Hân ngẩn ngơ, nói, không nhận biết, thực không dám giấu giếm, ta đến từ Thái Thượng Thế Giới, bởi vì bất ngờ bị thương nặng, không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ này, mượn thiên huyết hồ năng lượng dưỡng thương, ta ban đầu ở Thái Thượng Thế Giới thời điểm, nhưng chưa từng nghe qua Hồng Thiên Kinh tên chữ. Phải không? Diệp Thần cau mày, không nghĩ tới Hồng Hân liền Hồng Thiên Kinh tên chữ cũng chưa từng nghe qua, hắn cẩn thận cảm ứng dưới, phát hiện hết thảy nhân quả bình thường, cũng không khác thường. Hồng Hân hiển nhiên không có nói láo. Nhưng mơ hồ tới giữa, Diệp Thần luôn cảm giác có điểm không đúng. Ngươi thật sự không biết Hồng Thiên Kinh, ngươi mất đi kiếm xong từ đâu tới? Diệp Thần lần nữa hỏi, cũng nhìn một chút Huyết Thần. Huyết Thần hội ý, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Hồng Hân, lưu ý nàng nói chuyện. Hồng Hân nói, xin lỗi, cái vị công tử này, ta thật sự không biết Hồng Thiên Kinh, viên này mất đi kiếm xong, là ta tình cờ lịch luyện nơi được. Nếu ngươi tỉnh lại ta, ta sẽ đưa cho ngươi làm lễ vật. Nói xong, Hồng Hân tiêm vung tay lên, đem mất đi kiếm xong tặng đưa cho Diệp Thần. Công tử, nếu như không có chuyện gì nói, ta cáo từ trước, ngày khác có duyên phận tạm biệt. Tiểu Huyên, chúng ta đi. Rồi sau đó, Hồng Hân tựa hồ chẳng muốn lại lưu lại nữa, kéo miêu nữ Tiểu Huyên tay, xoay người rời đi. Diệp Thần muốn nói lại thôi, muốn gọi ở nàng. Nhưng Huyết Thần ngăn lại hắn nói, được rồi, để cho nàng đi thôi. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, nhìn Hồng Hân rời đi bóng người, hắn vẫn là chau mày, nói ta luôn cảm giác sự việc có chút cổ quái. Huyết Thần nhún vai một cái, nói, nàng xác thực không có nói láo, không phải sao. Mới vừa Hồng Hân lúc nói chuyện, Huyết Thần vậy nhìn chăm chú nàng, nếu như nàng thật nói láo, không thể nào đồng thời lừa gạt được Diệp Thần và Huyết Thần ánh mắt của hai người. Nếu nhân quả đã giải quyết, ta muốn chúng ta còn chưa muốn quá mức dây dưa cho thỏa đáng. Huyết Thần không hề muốn dây dưa nữa, chuyện này đã giải quyết thích đáng, tiếp theo, hắn chỉ muốn là trăm ngày ước hẹn làm chuẩn bị. Được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, trong tay nắm mất đi kiếm xong, trong lòng vẫn là có loại cảm giác khác thường. Ca ca, hạt châu này, người có thể cho ta sao? Lúc này, Linh Hải Nhi nhưng là có chút bộ dáng hưng phấn, nói. À, ngươi muốn. Diệp Thần ngẩn ra. Linh Hải Nhi kích động gật đầu, nói, viên này mất đi kiếm xong, khí tức hủy diệt đặc biệt nồng nặc, nếu như bị ta dung hợp, ta địa tâm diệt châu uy lực, nhất định bạo tăng, thậm chí sẽ vượt qua lúc ấy ở Nho Thần Cốc địa cung thời điểm. Mất đi kiếm xong, là dùng Yên Tịch Thiên Kiếm còn sót lại vật liệu đúc thành, bản thân thì có cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt, nếu là bị Linh Hải Nhi dung hợp, đủ để cho địa tâm diệt châu tấn thăng lột xác. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như địa tâm diệt châu thăng cấp, vậy đối với hắn vậy có nhiều chỗ tốt, đối kháng Nho Tổ có thể hơn một phần sức lực. Được, ta đưa cho ngươi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mất đi kiếm xong đưa cho Linh Hải Nhi. Cảm ơn ca ca. Linh Hải Nhi cảm ơn, lấy được rồi mất đi kiếm xong, liền ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong, bắt đầu thử nghiệm hòa tan. Như vậy, chúng ta vậy tiếp tục tu luyện. Diệp Thần nhìn một chút Huyết Thần. Tự nhiên rõ ràng dưới mắt trọng yếu nhất, chính là mạnh mẽ tự thân, đến nơi hẹn trăm ngày. Được. Huyết Thần gật đầu một cái, liền và Diệp Thần tiếp tục ở lại Thiên Huyết Hồ bên trong tu luyện. Lúc này Thiên Huyết Hồ năng lượng, đã bị ép khô, nhưng hai người tu luyện, chủ yếu là cảm ngộ đạo tâm, ngược lại không cần bên ngoài lực lượng. Hai người ở hồ hai bên, mỗi người ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ ma đạo diệu pháp. Hắn đã hoàn toàn nhập ma, phải lấy thuần túy nhất ma đạo võ ý, đối kháng Nho Tổ. Đang cảm ngộ tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, trên mình âm dương ngọc bội xuất hiện dị động, kịch liệt ông minh đứng lên, thả ra từng luồng đen trắng hỗn độn ánh sáng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, hiện ra âm dương dị tượng, như hỗn độn bát quái vậy, gió nổi mây vần, không ngừng gào khóc. Có người đang kêu gọi ta. Diệp Thần đột nhiên thức tỉnh. Móc ra ngọc bội, ngơ ngác nhìn bầu trời. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, có âm dương thần điện cường giả, đang kêu gọi hắn. Huyết Thần thấy vậy dị trạng, cũng là kinh ngạc, hỏi thế nào? Diệp Thần trầm giọng nói, ta có nguyên nhân quả hạ xuống, Huyết Thần tiền bối, cáo từ trước, ta có nguyên nhân quả phải xử lý. Huyết Thần nói, cần ta giúp ngươi sao?
Diệp Thần nói, không cần, đây là ta một người nhân quả, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kịp thời chạy tới trăm ngày ước hẹn, cùng ngươi liên thủ, chung nhau đối kháng Nho Tổ. Dứt lời, Diệp Thần phi thân lên, biến dạng hư không, rời đi Thiên Huyết Hồ, dọc theo Âm Dương Ngọc Bội hơi thở, đi nhân quả nguyên địa. Cái này Âm Dương Ngọc Bội, là Âm Dương Thần Điện tín vật, mà Âm Dương Thần Điện, chính là đối kháng vạn khư mấu chốt. Có Âm Dương Thần Điện cường giả gặp nạn, Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Hắn rất rõ ràng, Nho Tổ chỉ là nhất thời kẻ địch, vạn khư mới là hắn chân chính cường địch, chân chính trung cực địch thủ cũ. Mà ở Diệp Thần lúc rời đi, cái đó gọi Hồng Hân thiếu nữ, cũng là mang con mèo nhỏ nữ, xa xa đi thiên nhân vực bên ngoài rời đi. Hồng Hân sắc mặt hơi trắng bệch, sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm, lộ vẻ được vô cùng là bất an. Chủ nhân, người mới vừa nói dối có phải hay không? Tiểu Huyên kéo Hồng Hân tay, chỉ cảm thấy bàn tay nàng mười phần hàn lạnh, người nhưng thật ra là biết Hồng Thiên Kinh, có phải hay không? Hồng Hân bước chân dừng lại, kịch liệt thở dốc một hồi, rồi sau đó hít sâu một hơi, nói Tiểu Huyên, ta trước kia không cùng ngươi nói qua, thật ra thì ta là Hồng Thiên Kinh hậu nhân, Hồng Thiên Kinh là gia tộc ta lão tổ, hắn là Vạn Khư Thần Điện trưởng lão. Hắn là Vạn Khư Thần Điện trưởng lão sao? Tiểu Huyên một hồi giật mình. Thái thượng thế giới cao thủ vô cùng nhiều, nàng nhưng chưa từng nghe qua Hồng Thiên Kinh tồn tại, nhưng cũng biết Vạn Khư Thần Điện trưởng lão, ý vị như thế nào. Người tuổi còn quá nhỏ, có thể chưa từng nghe qua ta lão tổ tên chữ, dẫu sao hắn bị phong ấn ở thiên nhân vực, đã mấy chục ngàn năm, lịch sử quá mức rất xưa, nhưng ta nói một người, ngươi tuyệt đối nghe qua. Ai? Đảm nhiệm thiên nữ? Thiên nữ công chúa? Là nàng, ở mấy chục ngàn năm trước. Nhà ta lão tổ cùng nàng quyết chiến, đáng tiếc thất bại, bị hoàn toàn phong ấn, năm đó nhà ta lão tổ, và đảm nhiệm thiên nữ nhưng mà cùng xưng Vạn Khư hai đại thiên tài. Nhắc tới chuyện cũ, Hồng Hân cũng là một hồi hoài niệm. Hồng Thiên Kinh đỉnh cấp thời điểm, Hồng gia khí thế vô cùng hừng hực, nhưng Hồng Thiên Kinh một chết, Hồng gia liền hoàn toàn suy sụp. Nàng sau đó bị người tổn thương nặng, chạy tới Thiên Huyết Hồ chữa thương, cũng cùng gia đạo bên trong rơi có liên quan. Tiểu Huyên nghe, trong lòng có vẻ rung động, không nghĩ tới Hồng Thiên Kinh lại có thể và đảm nhiệm thiên nữ đã giao thủ, vậy muốn đến là hết sức không đơn giản, có tư cách cùng đảm nhiệm thiên nữ là địch người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hồng Hân nói, lần này thật may ngươi trước thời hạn tỉnh lại ta, nếu không ta có thể liền bại lộ, cái đó gọi Diệp Thần, rõ ràng cho thấy nhà ta lão tổ kẻ địch, nếu là bị hắn phát hiện ta thân phận, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết. Hắn sẽ giết chúng ta sao? Tiểu Huyên một hồi sợ hãi, xem Diệp Thần hình dáng, vậy không giống như là tà ác người thích giết chóc. Hắn trong ánh mắt có sát khí, là cái ân oán quả quyết người, một khi bị hắn phát hiện ta thân phận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hồng Hân thân thể có chút như nhũn ra, trong lòng sợ, nàng mới vừa tỉnh lại, tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ. Tiểu Huyên cho tới bây giờ không gặp qua chủ nhân như thế sợ hình dáng, hỏi chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Hân nói, bây giờ không sao, ta mới vừa dùng tà nguyệt mê thần pháp, nhiễu loạn nhân quả, hắn không phát hiện ta đang nói dối, hắn không biết ta thân phận, chúng ta an toàn. Tiểu Huyên cả kinh nói, tà nguyệt mê thần pháp, giả cửu thiên thần thuật. Chủ nhân, người tu luyện thành công sao? Hồng Hân nói, đóng băng vạn năm, ta tu vi rất nhiều tiến bộ, đã luyện thành cái này giả cửu thiên thần thuật, nhưng hiện tại nguyên khí còn không khôi phục, phải mau rời khỏi. Cửu thiên thần thuật, là giữa trời đất cường hãn nhất chín loại cao nhất nguyên thuật. Mà giả cửu thiên thần thuật, danh như ý nghĩa, chính là giả tạo cửu thiên thần thuật, trên thực tế là bắt chước chân chính cửu thiên thần thuật, giả chế đi ra ngoài thần thông, có thể nói là thấp phối sơn trại bản. Tà nguyệt mê thần pháp, là giả cửu thiên thần thuật một trong, phương pháp này thi triển ra, im hơi lặng tiếng, có thể che giấu nhân quả, nhiễu loạn thiên cơ, ẩn núp tự thân chủ tâm. Ở lại người cường đại trước mặt nói láo, đều sẽ không bị đoán được. Chủ nhân, vậy. Tiểu Huyên trong lòng nhớ lại Diệp Thần, dẫu sao Diệp Thần vậy không tổn thương qua nàng, nàng đối với Diệp Thần cũng là rất có hảo cảm. Không cần phải để ý đến cái tên kia, hắn chết chắc, nhà ta lão tổ lòng dạ ác độc, hắn đắc tội lão tổ, sẽ không có kết quả tốt, lão tổ tuy không địch lại thiên nữ công chúa, nhưng phải đối phó một cái vực ngoại người, đó là dễ như trở bàn tay. Hồng Hân thở dài một cái, ở nàng trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể.
Mặc dù Diệp Thần nhân phẩm không tệ, cứu lên nàng, cũng không làm ra tổn thương gì cử động, để cho nàng khá là cảm kích, nhưng cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Nàng rất rõ ràng Hồng Thiên Kinh tính cách cùng thực lực, tuyệt đối không thể nào thả qua bất kỳ một người nào kẻ địch. Thái thượng thế giới. Một tòa sâu thẳm đền bên trong. Một cái hoàng sam cô gái ngồi xếp bằng, lòng đất vô số linh khí hướng hắn thân thể phun trào đi. Đột nhiên, nàng trong mắt mở ra, ấn đường lóe lên cổ xưa dấu vết. Đồng thời đỉnh đầu nàng bên trên phun trào ra từng đạo cổ xưa lại huyền diệu phù văn. Vô tận đợt khí lại là từ trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Cỏ cây chung quanh trong thoáng qua chính là khô vinh. Bảy màu thủy khí vần quanh quanh thân, giống như một khối thánh nữ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là Thân Độ Uyển Nhi. Thân Độ Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, quanh thân lộ vẻ được có chút yếu ớt. Lần này từ Thái Cổ Trần trong động đi ra, nàng vốn là mang thương, nhưng cũng may cơ duyên không tệ, để cho nàng có đột phá ý. Nếu không phải mẫu thân đưa tới một kiện thái thượng thế giới cực kỳ hiếm thấy hộ thể vật, sợ rằng lần này đột phá đều có thể thất bại. Nàng đứng dậy, tay cầm thép dù, đi tới ngoài cửa sổ, ngưng mắt nhìn ngoại giới hết thảy, đột nhiên lẩm bẩm nói cũng không biết tên kia như thế nào. Nàng vốn là võ si, một lòng tu luyện. Thế gian trừ võ đạo, không có bất kỳ sự việc có thể làm nhiễu nàng vậy tinh khiết đạo tâm. Nhưng bỏ mặc nàng có thừa nhận hay không, nàng đều biết, mấy ngày nay, lòng nàng rối loạn. Nàng cố gắng không để cho mình suy nghĩ vực ngoại sự việc, nhưng mỗi lần sẽ có một đạo bóng người hiện lên ở đầu óc, giống như tâm ma, nhưng lại không giống với tâm ma. Ở Thái Cổ Trần Động bên trong, nàng nhiều lần suýt nữa chết, tuyệt cảnh lúc đó, vậy đôi lãnh đạm ánh mắt giống như tràn đầy thần linh lực, để cho nàng tuyệt sử phùng sanh. Liên Thân Độ Uyển Nhi suy nghĩ sâu xa lúc đó, một đạo gõ cửa tiếng đột nhiên truyền tới. Vào đi. Một cái mặt mũi dáng đẹp nha hoàn đi vào, trong tay bưng một chén canh, tiểu thư, cái này linh vẫn thuộc về âm canh cần đang đột phá sau uống, phu nhân phân phó qua, nhất định phải mực mà giám sát ngài ăn vào. Thân Độ Uyển Nhi con ngươi đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhận lấy chén kia canh, một hơi trực tiếp ăn vào, đạo đạo dược lực ở Thân Độ Uyển Nhi trong cơ thể bùng nổ, hoặc giả là bởi vì dược lực quá mạnh mẽ, một chút ánh nắng đỏ rực lại là leo lên Thân Độ Uyển Nhi gò má. Mực mà diễn cảm có chút cổ quái, tiểu thư lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Ngay tại lúc này, Thân Độ Uyển Nhi phất phất tay, lộ ra một đạo nụ cười, mực mà, ngươi tới đây, ta có chuyện muốn phân phó ngươi. Mực mà dự cảm được cái gì, nhưng vẫn là khôn khéo nói, xin phân phó. Thân Độ Uyển Nhi cũng không nói nhảm, chuyện này ngươi phải toàn bộ hành trình giữ bí mật, giúp ta nghe một người tin tức, hắn ở Thiên Nhân Vực, tên Diệp Thần. Đúng rồi. Thuận tiện giúp ta lưu ý một người khác, hắn kêu Luân Hồi Chi Chủ. Dẫu sao Diệp Thần có hai đạo thân phận, mà phía sau thân phận này mấu chốt, có thể ảnh hưởng lớn hơn bố trí. Cái gì, mực mà diễn cảm đại biến, lúc nào Thái Thượng Thế Giới thân phận tôn quý Thân Độ Uyển Nhi, muốn nghe một cái vực ngoại người. Còn nữa, cái đó Luân Hồi Chi Chủ thì là người nào? Bằng, ba tiếng bên trong, ta phải đạt được câu trả lời mong muốn, còn nữa, chuyện này. Thiên biết, biết, ngươi biết ta biết. Thân Độ Uyển Nhi lần nữa cường điệu nói. Ừ, tiểu thư, mực mà mặc dù do dự, nhưng biết mình không có cự tuyệt quyền lực, hơn nữa chuyện này nếu như phu nhân biết, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành tựu người làm, cho dù phải đối mặt nguy hiểm, nhưng nàng không có lựa chọn. Sau đó, Thân Độ Uyển Nhi đem một cái túi đựng đồ nhẹ nhàng ném đi, đi nơi đó hỏi thăm tin tức, giá cả có thể không tiện nghi, ngươi mang theo vật này. Sẽ dễ dàng một chút, nếu như đụng phải vấn đề, thông qua bên trong đưa tin ngọc bội nói cho ta. Ta sẽ tới xử lý. Tiểu thư. Rất nhanh, mực mà bóng người liền hóa là một đạo khói xanh, tiêu tán ở giữa trời đất. Có thể gặp còn con này một đứa nha hoàn, nắm trong tay võ đạo lực lượng cũng không thấp. Đây cũng là Thân Đồ gia tộc nội tình. Ba tiếng sau đó, cửa lần nữa bị trừ vang. Thân Độ Uyển Nhi thần sắc vui mừng. Năm ngón tay nắm chặt, một đạo sức lực gió phun trào. Cửa ngay tức thì mở ra. Mực mà thần sắc ngưng trọng đi vào, nàng biết mình hôm nay dính liền phần này nhân quả. Bất kể như thế nào, vẫn sẽ bị phu nhân phát hiện, chỉ hy vọng Thân Độ Uyển Nhi chỉ bất quá tò mò chuyện này. Mực mà, có kết quả. Thân Độ Uyển Nhi bắt mực mà tay,
khá là kích động nói. Mực mà đem một phần ngọc giản đưa tới, nhẹ giọng nói, tiểu thư, cái này gọi là diệp thần người, ở vực ngoại nhưng mà chọc không thiếu thế lực. Nói không chừng, muốn không được bao lâu liền sẽ chết trong đó. Chúng ta thái thượng thế giới võ giả là không thể quá nhiều dính vực ngoại nhân quả, nếu không nhẹ thì võ đạo cả đời không cách nào đột phá, nặng thì lại là sẽ bị quy tắc và nhân quả để mắt tới, đến lúc đó tiểu thư an nguy của ngài. Mực mà lời còn chưa nói hết, liền bị thân độ Uyển Nhi ngắt lời nói, chuyện ta trong lòng mình hiểu rõ. Thân độ Uyển Nhi nhìn trên ngọc giản nội dung, thần sắc ngưng trọng. Mình rời đi vực ngoại những thứ này thế gian, diệp thần tình cảnh lại là hung hiểm. Huyền cơ nguyệt nhiều lần đột phá, kiếm phong không thể nghi ngờ nhắm thẳng vào diệp thần. Hơn nữa nho tổ và rất nhiều thế lực, sợ rằng diệp thần thực lực cũng không nhất định khó mà đối phó. Trọng yếu hơn chính là, thân độ Uyển Nhi thấy được một cái trăm ngày ước hẹn. Dựa theo thời gian tới xem, diệp thần muốn ở thời gian ngắn như vậy, vào huyết thần cùng đối kháng nho tổ, cơ hồ không thể nào. Ngay tại thân độ Uyển Nhi phân tích trước mắt diệp thần tình cảnh lúc đó, mực mà tiếp tục mở miệng nói, tiểu thư, ta còn hỏi thăm được một chuyện này quan hệ đến vạn khư, mặc dù những tên kia còn không xác định chân thực tính. Nhưng, rất có thể vào vực ngoại một ít chuyện tình hữu quan. Mực mà vốn không muốn nói tới những chuyện này, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tiểu thư phải biết. Chuyện gì, thân độ Uyển Nhi ngẩn ra, mắt đẹp nhìn về phía mực mà. Mực mà nhìn một cái chung quanh, có lẽ kiêng kỵ nhân quả, cũng hoặc là sợ vạn khư cường giả cảm giác, liền tới đến thân độ Uyển Nhi bên tai, nhẹ giọng nói ra. Mấy giây sau đó, thân độ Uyển Nhi sắc mặt đại biến. Mặc dù chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, nhưng những tên kia nếu như để mắt tới cái gọi là luân hồi chi chủ, liền đại biểu Diệp Thần gặp nguy hiểm. Mà lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết thái thượng thế giới phát sinh hết thảy, dưới mắt mặc dù có chút hoài nghi Hồng Hân, nhưng cũng không có chứng cớ xác thực, hơn nữa âm dương ngọc bội khác thường động, hắn cũng không có lại ngẫm nghĩ đi xuống, liền dọc theo âm dương ngọc bội hơi thở, biến dạng hư không, đi tới một phiến trong ao đầm. Cái này phiến ao đầm, hơi nước đặc biệt nồng nặc, bầu trời âm trầm, vài con quạ đen ở quanh quẩn, chung quanh là từng bụi vặn vẹo quái đản cây cối, có cá sấu, rắn độc cùng các loại hung thú, ẩn giấu ở phù sa bên trong. Pháp bảo hơi thở. Diệp Thần mũi ngửi một cái, cảm ứng được trong không khí, tồn tại một chút pháp bảo hơi thở, và thái ất chấn lôi xa, bích thủy khảm linh châu là tương thông. Là thì vũ đổi linh phù, cái này phiến ao đầm, là thì vũ đổi linh phù biến thành. Phong thiên thương thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới. Thì vũ đổi linh phù. Diệp Thần nhướng mày một cái. Không sai, thì vũ đổi linh phù, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, thuộc về bát quái hỗn độn, chủ đổi quẻ, đoái là nhà, xem ra pháp bảo này quá lâu không người thu lấy, cũng tự động diễn hóa thành ao đầm, người cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bùn đủ mất vào tay giặc. Phong Thiên Thương nhắc nhở, cái này phiến ao đầm, không phải thông thường ao đầm, mà là 33 thiên hỗn độn chí bảo, thì vũ đổi linh phù diễn hóa ra ao đầm, người một khi rơi vào ao đầm phù sa bên trong đi, sẽ bị chiếm đoạt, khó mà thoát thân đi ra. Món pháp bảo này, năm tháng bể dâu, đều không người thu lấy luyện hóa, đã cùng địa mạch nối liền mọc rễ, vô cùng lợi hại, ao đầm phù sa một quyển, liền phổ thông còn thật cảnh cường giả, đều có thể chiếm đoạt. Bích thủy khảm linh châu, ngự. Diệp Thần tự nhiên cũng là cẩn thận, sử dụng bích thủy khảm linh châu, tạo thành một cái màu xanh vòng bảo vệ được tự thân, đi về trước nữa bay vút, tìm sau lưng vị kia âm dương thần điện cường giả. Đi không bao xa, Diệp Thần nhưng ở một phiến ao đầm bãi bùn trên, phát hiện một cái máu thịt mơ hồ thân thể. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, đi lên vừa thấy, nhưng gặp cổ thân thể này, là một cái ông già, đã mất đi sức sống. Đáng chết, tới trễ một bước. Diệp Thần cắn răng, ở ông già trên thi thể tìm kiếm, nhưng không thấy âm dương ngọc bội, chỉ thấy một khối tông môn lệnh bài. Phía trên in sùng quang hai chữ. Chết vậy không đến nửa giờ, rốt cuộc là ai? Phong tiền bối, có thể sử dụng thượng cổ còn ảnh trận trả lại như cũ sao? Diệp Thần sờ một cái vết máu, còn mới, ông già vẫn không rơi tới nửa giờ, kẻ địch cũng không biết ở nơi nào. Hắn kêu gọi Phong Thiên Thương, muốn dùng đã từng ở Nho Thần Cốc động tới trận pháp, lần nữa trả lại như cũ hiện trường giết người hình ảnh, điều tra sau lưng hung thủ. Không được.
Trận pháp này không thể tùy tiện vận dụng, người đã dùng qua một lần, lại sử dụng, sẽ có nghiêm trọng cắn trả, thậm chí có thể liên lụy ta. Phong Thiên Thương nhưng là trực tiếp cự tuyệt, hiển nhiên muốn vận dụng thượng cổ còn ảnh trận, không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mở vô cùng ma đồng, muốn dựa vào tự thân năng lực, suy diễn ra hết thảy. Nhưng, cái này sau lưng, liên quan đến thái thượng thế giới lớn nhân quả, còn có cuối cùng bố trí, hoàn toàn không phải hắn có thể theo dõi. Hắn thử nghiệm suy diễn một tí, cũng gặp phải vô cùng thiên cơ áp chế, ngực một im lìm, thiếu chút nữa một hơi không thở nổi. Đáng chết, nhất định là bị Vạn Khư người giết chết. Diệp Thần cắn răng, thiên cơ sau lưng, có thái thượng thế giới lớn nhân quả, không nghi ngờ chút nào, cái này Âm Dương Thần Điện ông già, nhất định là bị Vạn Khư giết chết, không phải là người khác. Nếu như là của người khác nói, hoặc là cái gì khác bất ngờ, Diệp Thần có thể trực tiếp ngược dòng đến nhân quả, sẽ không giống hiện ở bị động như vậy. Cái này ông lão Âm Dương Ngọc Bội, cũng bị mất, dĩ nhiên là bị Vạn Khư người cướp đi. Một khi bị Vạn Khư phát hiện Âm Dương Thần Điện tồn tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, Âm Dương Thần Điện, là kiếp trước luân hồi chi chủ một lá bài tẩy, nếu như bị Vạn Khư toàn bộ tàn sát, vậy Diệp Thần đem sẽ chịu khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Thằng nhóc, nén bi thương, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Phong Thiên Thương thở dài một cái, thúc giục Diệp Thần rời đi, cái này phiến ao đầm hơi thở, tổng để cho hắn cảm giác có chút bất an. Diệp Thần nhìn thi thể của lão giả, nhưng lại yên lặng, hồi lâu cũng không nói chuyện. Ung ung. Ngay tại lúc này, bầu trời chấn động, hư không biến dạng. Từng luồng đen nhánh mang khí, cuồn cuộn chìm nổi, hình thành sương mù vậy tồn tại, che khuất bầu trời. Mấy đạo xa lạ mà cường đại bóng người, từ hắc khí cuồn cuộn bên trong hạ xuống xuống, tổng cộng có 4 người, chia 4 cái phương vị, lăng không vây quanh Diệp Thần. 4 người này, hình dáng đều vô cùng trẻ tuổi, mặt đầy ngạo nghễ cuồng khí, đều là người mặc hắc bào, xem hơi thở không phải thiên nhân vực người, lại có thái thượng thế giới nhân quả. Ha ha ha, xem ra đưa tới một con cá lớn. Một cái người áo bào đen, nhanh tiếng cười lớn, trong tay nhưng là nắm một quả ngọc bội. Cái này cái ngọc bội, chính là Âm Dương Ngọc Bội, và Diệp Thần trên mình giống nhau như đúc. Trung kế. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắc bào nhân kia ngọc bội trong tay, rõ ràng cho thấy từ ông già trên thi thể lột đoạt lại. Những người này đến từ thái thượng thế giới, không biết làm sao, lại có thể kích hoạt Âm Dương Ngọc Bội, lấy này làm mồi, dẫn dụ Âm Dương Thần Điện đệ tử tới đây. Diệp Thần gặp phải dẫn dụ, chính là bước vào đối phương vòng bộ, hắn cũng biết mình trúng kế. Ngươi chính là luân hồi chi chủ chứ? Chúng ta có Yên Tịch Thiên Kiếm cho phù chiếu, sẽ không nhận sai. Không nghĩ tới lần này dẫn dụ, lại có thể đưa tới đời này luân hồi chi chủ, chỉ cần giết ngươi, vậy Âm Dương Thần Điện liền hoàn toàn bị diệt, ha ha ha. Cái này 4 cái người áo bào đen, ngửa mặt lên trời cười lớn, tâm tình đều là vô cùng thoải mái, nhưng là nhận ra Diệp Thần thân phận. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đối phương nếu và Yên Tịch Thiên Kiếm có hợp tác, vậy khẳng định là Vạn Khư Thần Điện người, mục đích chính là vì điều tra và tru diệt Âm Dương Thần Điện. Tru diệt Diệp Thần, là bọn họ mục tiêu cuối cùng, không nghĩ tới lần này dẫn dụ, Diệp Thần lại có thể trực tiếp tới, thật sự là không khỏi niềm vui, 4 người đều là vô cùng hưng phấn kích động. Diệp Thần quét nhìn 4 người, cái này 4 người thực lực, đều là thái chân cảnh 5 tầng thiên. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hắn có nắm chắc chém chết. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối phương chừng 4 người, hơn nữa lá bài tẩy, nếu như đánh, hắn không có nắm chắc tất thắng. Cưỡng ép vận dụng hết thảy lá bài tẩy, Diệp Thần có lẽ có cơ hội thắng, nhưng cũng chỉ có thể là thắng thảm, nhất định phải bỏ ra thiên đại giá phải trả. Diệp Thần một trái tim, hoàn toàn chìm xuống. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Động dùng toàn lực, đừng xem hắn chỉ là thủy nguyên cảnh, nhưng luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, không phải chuyện đùa, tuyệt không thể khinh thị. Cái này 4 người nhìn nhau, trong ánh mắt cũng sát khí bạo khởi, không có một chút khinh địch ý, đồng thời liên thủ đánh ra. 4 đạo thân ảnh, như lôi điện hoa phá trường không, từ trên trời hạ xuống, từ 4 cái bất đồng góc độ, phân vào hợp kích, hướng Diệp Thần đánh giết đi. Thái Thượng Thiên vỡ đạo. Thái Thượng Thiên rèn đạo. Thái Thượng Thiên tàn đạo. Thái Thượng Thiên hỏa đạo. 4 người ra tay, không chút lưu tình,
đều là thi triển ra thái thượng đạo pháp, bốn phía hư không trực tiếp bị văng tung tóe, tàn toái không gian quy luật, khỏa cuốn đáng sợ lửa trời khí lưu, phải đem Diệp Thần Sương nghiền thanh cho rắc. Muốn giết ta, vậy thì thăm các ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Thần sợi tóc kích dương, vành mắt hết sức nứt ra, mắt gặp bốn người tập sát tới, thấy hôm nay không tránh được một tràng ác chiến, lập tức cũng không nói nhảm, hoàng ma thiên kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ. Cuồn cuộn ma khí, mang vô thượng sát phạt hơi thở, giống như muốn tan biến chư thiên vậy, hung hăng hướng bốn phía chém tới. Hấp thu thiên huyết hồ năng lượng sau đó, Diệp Thần tu vi đã tấn thăng thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa đạo tâm nhập ma, lại thi triển hoang ma thiên kiếm, đó là muốn gì được nấy, như cánh tay điều khiển ngón tay. Hắn biết ngày hôm nay phải đối mặt kẻ địch, không phải chuyện đùa, hơi có bất ngờ, liền sẽ đem tánh mạng giao ở chỗ này, cho nên ra tay một cái chính là sát phạt ngất trời, chút nào không lưu chỗ trống. Suy, hoang ma thiên kiếm ác liệt kiếm mang vạch qua, nhất trọng trọng hư không ngay tức thì trở thành hư không, kiếm quang quét giết liền hạ, tựa như hàng tỷ vũ trụ đều phải phai mờ, ma khí khủng bố tới cực điểm. Diệp Thần tự thân cũng là nhập ma, người kiếm hợp nhất, hơi thở hoàn toàn cùng hoang ma thiên kiếm hòa hợp, kiếm khí kích động dưới, ngay tức thì liền phá vỡ bốn người kia bao vây, thậm chí đem một người trong đó chém bị thương. À, vậy bị chém bị thương người áo bào đen, phát ra một tiếng hét thảm, vết thương lại không có máu tươi chảy ra, bạch thảm thảm một phiến. Hoang ma thiên kiếm, thật là cường hãn hơi thở, lại còn có thể hút máu. Người áo bào đen sắc mặt chấn động phố, chỉ thấy vậy hoang ma thiên kiếm, hắc khí bên trong hiện lên màu máu, lại là đang không ngừng ẩm huyết, nếu như hắn né tránh chậm một chút, sợ rằng đã phải bị hút khô chết đi. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, ngày xưa dung hợp vậy kiếm gãy, đã là hoàn toàn lột xác, cũng không đoạn ẩm huyết, nội tình cường hãn, so với phổ thông thiên kiếm lợi hại hơn rất nhiều. Coi như bây giờ còn chưa lớn lên, cũng có kinh khủng sát phạt uy nghiêm. Bốn người xa xa sau lui ra, trong chốc lát cũng không dám đến gần. Dẫu sao, hoang ma thiên kiếm là tám đại thiên kiếm một trong, mũi nhọn quá ác liệt, hiện tại lại nhiều hơn ẩm huyết chức năng, lại là làm người ta sợ hãi. Không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên lợi hại. Bốn người trong mắt bên trong, đều là mang một chút rung động. Kết trận. Dùng thiên chiếu luyện ngục trận, chu diệt luân hồi chi chủ. Bốn người nhìn nhau, tựa hồ cũng là hạ định quyết tâm, hai tay không ngừng kết ấn, trên mình máu tươi bốc cháy, lại là hiển hóa ra từng luồng ngọn lửa màu đen, ở trên thân thể không ngừng bốc hơi lên. Thần diệt thiên chiếu công. Diệp Thần thấy những cái kia ngọn lửa màu đen, trong phảng phất bắt được thần diệt thiên chiếu công tương tự hơi thở, nhất thời mặt liền biến sắc. Muốn kết trận, phá cho ta. Thừa dịp đối phương trận pháp không thành, Diệp Thần đột nhiên một kiếm vung chém ra đi, muốn ngăn cản bọn họ kết trận. Hừ, một cái người áo bào đen hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay một quyển, nằm ở ao đầm lên ông già thi thể, bị cuốn lại, liên quan âm dương ngọc bội cùng nhau bị ném ra, ngăn ở Diệp Thần thiên thân kiếm trước. Diệp Thần thấy ông già thi thể, thất kinh, kiếm trong tay thế nhất thời dừng lại, không đành lòng tổn thương. Ha ha ha, luân hồi chi chủ. Người vẫn là quá mức nhân từ. Hắc bào nhân kia cười lớn, ngay lúc nói chuyện, trên mình màu đen lửa cháy mạnh, như núi lửa vậy ùng ùng bùng nổ, hừng hực tới cực điểm. Thiên chiếu luyện ngục trận, hạ xuống. Bốn người đủ tiếng quát to, trận pháp này, cuối cùng là kết thành. Bầu trời bên trong, hiện ra một phiến luyện ngục vậy đồ cảnh. Cái này phiến luyện ngục, mây đen cổn đáng, sương mù dày đặc, khắp nơi đều là núi thây biển máu cảnh tượng. Khắp nơi đều thiêu đốt từng luồng màu đen lửa cháy mạnh. Những thứ này màu đen lửa cháy mạnh, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy, luyện ngục bên trong có vô số oan hồn, ở lửa cháy mạnh hạ khóc thét lên, nhọn quỷ dị tiếng khóc vang vọng chân trời, rung động người tâm thần. Chú ý, là giả cửu thiên thần thuật, thiên chiếu luyện ngục trận. Phong Thiên Thương thấy trận pháp này, lớn tiếng nhắc nhở, giọng đặc biệt kiêng kỵ. Giả cửu thiên thần thuật. Diệp Thần sửng sốt một chút. Vậy cảm thấy không ổn, vội vàng thu hồi ông già thi thể cùng âm dương ngọc bội, sắp đặt đến hoàng tuyền thế giới bên trong đi, đồng thời cấp tốc lui về phía sau, né tránh ra đại trận sát thương phạm vi. Giả cửu thiên thần thuật, chính là bắt chước cửu thiên thần thuật, giả chế đi ra ngoài thần thông, bàn về uy lực, mặc dù không đạt tới cửu thiên thần thuật vạn nhất, nhưng vậy không phải chuyện đùa, mau lui lại. Phong Thiên Thương thúc giục Diệp Thần rời đi,
dưới mắt thế cục vô cùng nguy hiểm, cái này bốn nhân trận pháp đã thành, nếu như cứng rắn đụng mà nói, sợ rằng không chiếm được tốt gì chỗ. Giả thần thuật sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra cái này thiên chiếu luyện ngục trận, chính là bắt chước thần diệt thiên chiếu công, giả chế đi ra ngoài thần thông, cho nên sẽ để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thần diệt thiên chiếu công là cấm thuật, bị vạn khư cấm chỉ, nhưng cái này thiên chiếu luyện ngục trận cũng không phải. Muốn chạy sao, đại trận đã thành, người có thể chạy đi nơi nào? Một cái người áo bào đen thấy Diệp Thần muốn đi, nhất thời cười nhạt, bắt pháp quyết động một cái, đại trận hơi thở khuếch tán ra. Hạ một sát, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, sau đó là một hồi khó mà hình dung nóng bỏng. Dọn ra, hắn sau lưng không gian, lại có thể mãnh liệt nổ lên một chùm màu đen lửa cháy mạnh, chính là bữa trước chiếu luyện ngục trận ngọn lửa. Trận pháp này, một khi ký kết thành công, thiên địa vũ trụ, bốn phương càn khôn, cũng tại đại trận bao phủ trong phạm vi, vô cùng lợi hại. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng một cái, lập tức điều động Hoàng Tuyền Thánh Thủy, bảo vệ được thân thể, miễn được bị lửa cháy mạnh gây thương tích. Chống đỡ được sao? Bốn người ánh mắt âm ngoan, liền liền nặn quyết, đen nhánh thiên chiếu ngọn lửa, lập tức cuồn cuộn phô tán đi ra, bày khắp đúng cái thiên địa. Ngay lập tức, bầu trời đều bị đốt thủng, xuất hiện vô số hắc động. Trên mặt đất, ao đầm hơi nước cũng là nhanh chóng bốc hơi, rất nhiều hung thú bị sống sờ sờ đốt chết, một phiến phiến cây cối bạo đốt, hóa thành cho tẫn, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Vô số nóng bỏng ngọn lửa đen, giống như thủy triều, điên cuồng hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần bị ngọn lửa màu đen đánh vào, lại là cả người khí cơ ngưng động chất, thần thông gì đều không thi triển được. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, mùi vị như thế nào? Ngày này chiếu luyện ngục trận, chính là giả cửu thiên thần thuật, tuy không đạt tới chân chính cửu thiên thần thuật, nhưng uy lực vậy đủ giết người. Ngày hôm nay có thể chết ở ta vạn khư đại trận dưới, người vậy đủ để kiêu ngạo. Bốn người ngay lúc nói chuyện, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên cũng là dây dưa lực cự lớn. Ngày này chiếu luyện ngục trận, cần cháy máu tươi không ngừng duy trì, bốn người khí huyết đều là hàng loạt tiêu hao, nhưng có thể chu diệt luân hồi chi chủ, tất cả bỏ ra đều là đáng. Diệp Thần tại đại trận bao phủ hạ, khí cơ nghẹt thở, chỉ có thể dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tạm thời bảo vệ được thân thể, tình cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm. Suy suy suy, từng luồng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không ngừng bốc hơi, ở vô cùng ngọn lửa đen nướng hạ. Căn bản khó mà duy trì tiếp. Thật là nóng. Trong phút chốc, vô số màu đen lửa cháy mạnh, đốt tới Diệp Thần trên thân thể. Kịch liệt lửa đốt đau, đột nhiên truyền tới, Diệp Thần trán nổi gân xanh nhô lên. Nếu như đổi thành người bình thường, bị những thứ này ngọn lửa đen dây dưa tới, sợ rằng ngay tức thì phải thành cho, Diệp Thần thể chất cường hãn, trong chốc lát vậy có thể chống đỡ ở, nhưng tiếp tục như vậy, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Vẫn là có rơi xuống nguy hiểm. Phong tiền bối, giúp ta. Diệp Thần trong lòng gầm thét, đang muốn mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Nhưng ngay vào lúc này, một cái thép dù, đột nhiên từ trong hư không ám sát tới, như trường kiếm vậy càn quét thiên địa. Bay xương tinh khí lưu, phá. Một cái hoàng sam cô gái, đột nhiên phá không mà ra, cầm dù càn quét, hàn khí lạnh như băng cuồn cuộn giết ra, như vạn cổ bay xương. Đúng là làm chung quanh ngọn lửa màu đen, cũng toàn bộ dập tắt. Thân độ uyển nhi. Diệp Thần thấy vậy hoàng sam cô gái, nhất thời kinh hãi. Phụ nữ kia chính là thân độ uyển nhi, tay nàng cầm thép dù, phong tư tuyệt ngạo, vô địch tới cực điểm, một hạ xuống, lập tức càn quét toàn trường, trên mình kinh khủng hàn xương khí lưu nổ đi ra ngoài, cả thiên địa cũng đóng băng. Vậy bốn cái người áo bào đen, nhất thời sắc mặt cuồng biến, trận pháp trực tiếp bị phá hết. Chật vật không chịu nổi lui về phía sau. Thân độ uyển nhi, là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bốn sắc mặt người âm trầm, hiển nhiên cũng là biết thân độ uyển nhi. Không muốn chết, lập tức cút. Người này tánh mạng, là ta. Thân độ uyển nhi tròng mắt lãnh khốc, mặt đầy sát ý. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cùng vạn khư là địch, ta khuyên ngươi không muốn dính nhân quả. Một cái người áo bào đen uy hiếp nói. Phốc xích, thân độ uyển nhi cũng không nói nhảm, thép dù bỗng nhiên một gai, lại có thể phá vỡ trùng trùng hư không, một dù xuyên qua người kia tim, trực tiếp giết chết. Cái gì? Ngươi lại dám giết người? Phản phản, thật là to gan.
Còn sót lại ba người có vẻ kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới thần đồ Uyển Nhi lại dám động sát thủ, kinh hãi dưới, vội vàng bạo khởi phản kích, trong tay cũng thiêu đốt lên màu đen lửa cháy mạnh, quay đầu hướng thần đồ Uyển Nhi lướt đi. Thần đồ Uyển Nhi khí định thần nhàn, không có động tĩnh, nhàn nhạt mở ra thép dù, dù bên trong từng chuôi loan đao chém chết đi ra, xì xì xì, lại là chém giữa cắt món vậy, ngay tức thì đem vậy ba người chém chết. Diệp thần thấy nàng như vậy tàn bạo ác liệt thủ đoạn, trong lòng không khỏi chấn động. Một đoạn thời gian không gặp, xem ra thần đồ Uyển Nhi thực lực, lại có tiến bộ, so với trước kia lợi hại hơn, ngay chớp mắt chém chết bốn cái vạn khư đệ tử, lại là không phí nhiều sức. Theo bốn người chết đi, bầu trời lần nữa khôi phục trong suốt. Thần đồ Uyển Nhi, đa tạ ngươi. Diệp thần thần sắc phức tạp, hướng thần đồ Uyển Nhi nói cảm ơn. Không cần, ta nói qua, mạng ngươi là ta. Thần đồ Uyển Nhi thanh âm nhàn nhạt, thu hồi thép dù, ánh mắt quét nhìn phía dưới ao đầm. Sau đó, bàn tay nàng cách không một chảo, cầm lên một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này, là từ vậy âm dương thần điện thi thể của lão giả trên, rơi ra ngoài, phía trên in Sùng Quang hai chữ. Sùng Quang Tiên Tông, thời đại thượng cổ lánh đời tông môn, làm sao sẽ cùng vạn khư liên quan, chẳng lẽ mực mà tin tức cũng không phải là chân thực. Thần đồ Uyển Nhi khẽ cau mày, một món linh khí bao phủ ở trên lệnh bài, định suy diễn sau lưng nhân quả. Diệp thần nghe được thần đồ Uyển Nhi mà nói, cũng là tỉnh bơ, âm thầm dùng lão giả kia âm dương ngọc bội, suy diễn thiên cơ. Rồi sau đó, Diệp thần chính là kinh ngạc phát hiện, cái này ông già, nhưng thật ra là thời đại thượng cổ, một cái kêu là Sùng Quang Tiên Tông tông môn bên trong trưởng lão, bởi vì ngưỡng mộ luân hồi chi chủ, đầu dựa vào đến âm dương thần điện dưới quyền. Âm dương thần điện quan hệ đến cuối cùng luân hồi bố trí, không phải chuyện đùa, cho nên cái này ông già, cũng không dám bại lộ, bình thời là tiếp tục dùng Sùng Quang Tiên Tông danh tiếng, che giấu thân phận. Diệp thần còn bắt được một chút vô cùng lâu đời nhân quả, lúc đầu năm đó hắn ở Thất Đại Thần Quốc, gặp phải Sùng Quang Đại Đế, chính là cái này Sùng Quang Tiên Tông bên trong đệ tử. Năm đó hắn tu luyện cửa thứ nhất Hồng Mông Cổ Pháp, Thiên Long Bát Thần Âm, chính là Sùng Quang Đại Đế truyền thụ. Hôm nay năm xưa nhân quả quấn quýt, Diệp thần nhất thời người có dũng khí sinh như mộng, không khỏi thổn thức cảm giác. Không, không phải Sùng Quang Tiên Tông như thế đơn giản. Sau lưng nhất định là có càng bí ẩn đồ. Thần đồ Uyển Nhi siết vậy tông môn lệnh bài, chân mày càng nhíu càng sâu, rõ ràng cảm thấy sau lưng nhân quả không đơn giản. Nếu như đơn thuần là một cái Sùng Quang Tiên Tông, không thể nào để cho vạn khư thần điện như thế lao sư động chúng. Thần đồ Uyển Nhi nhìn chằm chằm Diệp thần, nói cho ta, sau lưng nhân quả rốt cuộc như thế nào. Nàng giọng mang một chút uy hiếp, nhưng Diệp thần biết, nàng là vì tốt cho mình. Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Diệp thần tự nhiên không thể nào tiết lộ âm dương thần điện tồn tại, thật ra thì cũng là thần đồ Uyển Nhi dự định, không muốn để cho nàng cuốn vào quá sâu. Thần đồ Uyển Nhi hừ một tiếng, nói có phải hay không quan hệ đến cuối cùng vậy bàn cờ cục. Ta ngày hôm nay nếu ra tay, vậy thì không sợ hết thảy, mạng ngươi là ta, cái này thế gian, chỉ có ta có thể giết ngươi. Diệp thần cười khổ một tí, nói thần đồ cô nương, đa tạ ngươi ngày hôm nay cứu giúp, ta rất là cảm kích, tương lai ta nếu không chết, đi đến thái thượng thế giới, ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Thần đồ Uyển Nhi nói, ai muốn ngươi báo đáp, ngươi sau này bớt chọc chút chuyện là được. Ngay lúc nói chuyện, thần đồ Uyển Nhi bóp một cái pháp quyết. Trong ngón tay có nhàn nhạt ánh trăng thả ra, ở trong hư không ngưng hóa thành một loan nguyệt răng, suy đích một tiếng, ánh trăng như nước quét qua ao đầm, lại là lau sạch tất cả nhân quả dấu vết. Diệp thần hơi kinh hãi, nói, ngươi làm gì? Thần đồ Uyển Nhi nói, ta dùng thuật pháp xóa đi nhân quả, miễn được ngươi bị vạn khư người theo dõi, ta cũng không thể mỗi lần tất cả đi ra giúp ngươi, vạn khư ở vực ngoại chôn không thiếu con cờ, đều là xuất quỷ nhập thần tồn tại, trước kia bị quy tắc áp chế. Cũng không dám làm loạn, nhưng gần đây quy tắc giãn ra, bọn họ dốc toàn bộ ra, mục tiêu chính là vì giết ngươi, ngươi như là chết, ta tìm ai trả thù đi. Diệp thần nghe được nàng lời này, trong lòng một hồi cảm kích, lại là có chút sở khóc sở cười, nói, ngươi như muốn báo thù, vậy hiện tại cứ việc động thủ là được. Thần đồ Uyển Nhi nói, ngươi tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, ta động thủ bây giờ, ngươi khẳng định không phục, chờ ngươi tu luyện tới ta cảnh giới. Ta lại giết ngươi cũng không muộn, miễn phải nói ta khi dễ ngươi.
Tùy ngươi. Diệp Thần cười một tí, vậy không nói thêm gì nữa. Ở hắn trong mắt, Thần Độ Uyển Nhi cố nhiên là võ si, nhưng cũng không đần, nếu thật muốn động thủ, mình cũng không khả năng như thế ung dung đứng. Bất quá để cho Diệp Thần kỳ quái chính là, Thần Độ Uyển Nhi trên tay chẳng lẽ nắm giữ thứ gì, chút nào vực ngoại quy tắc đối hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Dĩ nhiên, mỗi cái người đều có mình bí mật, Diệp Thần cũng không khả năng hỏi quá nhiều. Tốt lắm, nhân quả ta đã xóa đi, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, có thể ngàn vạn đừng chết. Nếu như ngươi chết, những cái kia ngươi ở vực ngoại bằng hữu, ta sẽ từng cái chém chết, đúng rồi, còn có cái đó gọi Ngụy Dĩnh cô gái. Biết chưa? Thần Độ Uyển Nhi linh khí thu liếm, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhướng mày một cái, tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng gọi lại Thần Độ Uyển Nhi. Thế nào? Thần Độ Uyển Nhi quay đầu lại. Ngươi mới vừa thi triển thuật pháp, tên gì? Diệp Thần nhìn nàng, mơ hồ tới giữa, lại cảm thấy Thần Độ Uyển Nhi hơi thở, và Hồng Hân có chút tương tự. Nàng mới vừa thi triển thuật pháp, lưu lại hơi thở, và Hồng Hân đặc biệt tương tự. Làm sao, ngươi muốn học không? Ta vậy thuật pháp, kêu Tà Nguyệt Mê Thần Pháp, là giả cửu thiên thần thuật một trong, có thể xóa bỏ nhân quả, nhiễu loạn thiên cơ, che giấu tinh thần, tu luyện khá là phức tạp, ta xem ngươi vậy không thời gian học. Thần Độ Uyển Nhi nhàn nhạt nói. Tà Nguyệt Mê Thần Pháp, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta dùng cái này thuật pháp, che giấu nhân quả, có phải hay không ta trước mặt nói láo, người khác cũng không thể phát hiện. Diệp Thần tim không biết đường nào tới cuồng nhảy cỡn lên. Thần Độ Uyển Nhi khẽ cau mày, không biết tại sao Diệp Thần sẽ hỏi ra cái vấn đề này, nói, vậy dĩ nhiên là, cái này thuật pháp có thể nhiễu loạn thiên cơ, lừa dối tính cực lớn, tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, thậm chí liền mình đều có thể lừa dối. Phải không? Diệp Thần tim đập lợi hại hơn, mơ hồ tới giữa, phát hiện mình tựa hồ thật bị gạt. Cái đó gọi Hồng Hân thiếu nữ, tựa hồ lợi dụng Tà Nguyệt Mê Thần Pháp, lừa gạt được hắn tai mắt. Nàng đang nói dối. Diệp Thần ra đầu tê dại, nói như vậy, cái đó Hồng Hân, nhất định là biết Hồng Thiên Kinh, hơn nữa quan hệ không cạn, sợ hắn truy cứu, mới cố ý nói láo gạt người. Mình đây là bất ngờ tỉnh lại cửu nhân trận doanh tồn tại. Bất quá dưới mắt Hồng Hân đã rời đi, mình nghĩ nhiều nữa vậy không làm nên chuyện gì. Ngươi thế nào? Thần Độ Uyển Nhi gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, liền vội vàng hỏi nói. Không có sao, nhớ lại một ít chuyện tình. Đàn bà các ngươi thật là sẽ gạt người. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không biết để cho chạy Hồng Hân, là phúc hay họa. Ha ha, đáng tiếc tạm biệt gạt người, vậy không lừa được mình. Thần Độ Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, giọng nhưng là có chút vô hình chua xót. Những lời này nói xong, nàng chính là biến dạng hư không, rời đi nơi đây, lần nữa trở lại thái thượng thế giới. Diệp Thần ngẩn ra. Căn bản không có nghĩ tới Thần Độ Uyển Nhi sẽ chỉ như vậy rời đi. Mấu chốt nàng câu nói sau cùng lại là ý gì? Trên đường đi về, Thần Độ Uyển Nhi trong lòng có vẻ hỗn loạn, biết rõ mình đối đãi Diệp Thần, đã tư sinh ra một chút khác thường tình cảm. Cái này một chút tình cảm, rất có thể sẽ liên lụy nàng, thậm chí để cho nàng bỏ mình đạo diệt. Đáng tiếc ta cuối cùng không lừa được mình. Thần Độ Uyển Nhi cười khổ một tí, nếu như nàng Tà Nguyệt Mê Thần Pháp, tu luyện tới tột cùng, có thể lừa gạt mình óc, hoàn toàn thoát khỏi tất cả tình cảm. Bất quá, Tà Nguyệt Mê Thần Pháp coi như là giả cửu thiên thần thuật, muốn tu luyện viên mãn, vậy tuyệt không đơn giản chuyện. Chí ít, trước mắt Thần Độ Uyển Nhi, còn xa xa không đạt tới tình cảnh này. Ngày hôm nay nàng nhúng tay, đã định trước muốn cuốn vào vậy bàn cờ cục bên trong. Không cần thiết đã lâu, Thần Độ Uyển Nhi đi tới một phiến đen nhánh trong đại dương, cái này vùng đại dương. Phát ngang ở vực ngoại cùng thái thượng thế giới tới giữa, tên là Hắc Ám Biển Cấm. Vượt qua Hắc Ám Biển Cấm, liền có thể lần nữa trở lại thái thượng thế giới. Thần Độ Uyển Nhi chuẩn bị về nhà, nhưng đột nhiên, biển đen sôi trào, sóng lớn ngút trời, sóng lớn bên trong khỏa cuốn rất nhiều cát, cái này mỗi một hạt cát nhỏ, đều có ngôi sao sức nặng, cuồn cuộn bạo rơi, khí thế kinh người. Thần Độ Uyển Nhi cả kinh, vội vàng tạo ra thép dù, bảo vệ tự thân. Uyển Nhi, ngươi đi nơi nào? Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng âm u, vô cùng thanh âm lãnh khốc vang lên. Chỉ gặp một cái duyên dáng sang trọng người Mỹ phụ, từ vạn trượng sóng bên trong hạ xuống, trong tay nắm một cổ thi thể,
trực tiếp vứt xuống thân Đỗ Uyển Nhi trước mặt. Nương thân. Thân Đỗ Uyển Nhi vừa nhìn thấy người mỹ phụ này, nhất thời kinh hãi, quỳ ngã xuống. Người mỹ phụ này người, chính là nàng mẫu thân, Thái Thượng Chí Tôn cường giả, thân Đỗ Thiên Âm. Vô cùng kim quang, vô cùng huy hoàng hà thải, từ thân Đỗ Thiên Âm trên mình dòng nước chảy ra, làm được đúng phiến hắc ám biển cấm, đều là ánh sáng vạn trượng, lại cũng không có một chút khí tức quỷ dị, chỉ có vô tận tiên khí cùng khí thế lớn. Uyển Nhi, ngươi lại đi thiên nhân vực làm gì? Thân Đỗ Thiên Âm nghiêm nghị quát hỏi. Nương thân. Thân Đỗ Uyển Nhi thân thể mềm mại phát run, không dám làm tiếng, yên lặng nhìn xem thi thể trước mắt. Cổ thi thể này, mặc trên người phục trang, lại có thể và nàng mới vừa giết chết vạn khư đệ tử, giống nhau như đúc, rõ ràng cũng là vạn khư thần điện người. Thân Đỗ Thiên Âm hừ một tiếng, nói đây là vạn khư thần điện ẩn núp ở trong bóng tối cường giả, ở phía sau màn nắm trong tay thiên nhân vực rất nhiều con cờ. Muốn tiêu diệt âm dương thần điện, chu diệt luân hồi chi chủ. Âm dương thần điện. Thân Đỗ Uyển Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Thân Đỗ Thiên Âm nói, cái này âm dương thần điện, quan hệ đến luân hồi chi chủ và vạn khư trung cực đánh cờ, trong đó nhân quả hung hiểm vô cùng, người tại sao có thể tùy tiện nhúng tay vào. Người mới vừa tuy dùng tà nguyệt mê thần pháp, che giấu nhân quả, nhưng vạn khư hạng tồn tại. Há sẽ bị người tùy tiện lừa dối. Như người bại lộ. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta mới vừa vì ngươi giết chết người sau lưng, ngươi dưới mắt tạm thời an toàn, cùng ta về nhà. Chuyện trước kia, ta không truy cứu nữa, chỉ cần ngươi sau này thật tốt yên, đừng nữa cho ta gây họa. Nàng giọng nói chuyện, cực kỳ nghiêm nghị, nhưng cũng là yêu thương con gái, không muốn nhìn thấy con gái bùn đủ lõm sâu, vì một người đàn ông, uổng từ đưa tánh mạng. Vạn khư thế lực, quá mức khổng lồ, một khi bị bọn họ phát hiện. Thân Đỗ Uyển Nhi có giao thiệp với, vậy coi như là thân Đỗ Thiên Âm, cũng không thể bảo vệ được nàng. Nương! Thân Đỗ Uyển Nhi hàm răng cắn môi dưới, nhưng là không nói gì, tâm loạn như ma. Thân Đỗ Thiên Âm sắc mặt run lên, nói, làm sao, ngươi còn băn khoăn Diệp Thần thằng nhóc kia? Không phải, nương, ta không biết làm sao cùng ngươi giải thích. Thân Đỗ Uyển Nhi khí nhét ngực ức, liền mình cũng không rõ ràng mình cảm tình. Ngươi động niệm, tự cầm khối tấm gương chiếu mình một cái, xem ngươi bây giờ là một bộ dáng gì, cái này một mặt tương tư tận xương tiện tướng, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, ta thân Đỗ thế gia mất hết mặt mũi. Thân Đỗ Thiên Âm mặt đầy tức giận, tiện tướng hai chữ nhấn mạnh, một bộ cắn răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dáng. Không phải vậy, nương. Thân Đỗ Uyển Nhi nghe được như vậy nghiêm khắc khiển trách, trong lòng như bị đao cắt, vô cùng quặn đau. Bót. Nhưng mà, thân Đỗ Thiên Âm cũng không có cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp một cái tát đi qua, tựa hồ muốn cho con gái thanh tỉnh. Thân Đỗ Uyển Nhi không biết bàn cờ này phức tạp, nhưng nàng thân Đỗ Thiên Âm rất rõ ràng. Từ xưa tới nay, Thái Thượng Thế Giới đối với vực ngoại liền cực kỳ coi trọng. Nếu như đem Thái Thượng Thế Giới so làm một bàn cờ mà nói, vậy vực ngoại chính là cực kỳ trọng yếu một con cờ. Vạn khư những tên kia sẽ không cho phép con cờ này siêu thoát mình khống chế. Mà thân Đỗ Uyển Nhi hôm nay hành vi chính là vi phạm vạn khư nguyên tắc. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cũng dự định đem mực mà tự tay chu diệt. Giờ phút này, thân Đỗ Uyển Nhi trên gương mặt, nhất thời nổi lên một cái đỏ bừng sưng lên trường ấn. Nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ông tắc hưởng. Trên mặt đau rát. Nương, sự việc ta đã làm, ta không hối hận. Đắc tội vạn khư, ta một người gánh vác. Thân Đỗ Uyển Nhi cắn răng, nhưng là thổ lộ tiếng lòng, một tát này tựa hồ cũng để cho nàng có quyết đoán. Phản. Thân Đỗ Thiên Âm giận dữ, nói, ngươi lấy cái gì gánh vác? Nếu như bị vạn khư thần điện tra được, ngươi lấy là bọn họ chỉ sẽ trả thù ngươi một người. Đến lúc đó ta thân Đỗ thế gia. Cả nhà đều phải vạn khư tàn sát. Chính là bởi vì ngươi tư tình nhi nữ. Nghe vậy, thân Đỗ Uyển Nhi cả người kịch chấn. Cái này hậu quả, hiển nhiên vậy quá nghiêm trọng điểm, nàng từ thì không cách nào chịu đựng. Vì Diệp Thần, nàng có thể nguyện ý vứt bỏ tự thân, nhưng lại vậy không muốn liên lụy gia tộc. Nhưng là, nếu như muốn vì gia tộc, buông tha Diệp Thần, cũng là tuyệt đối không thể. Cái này một tí. Thân Đỗ Uyển Nhi nhất thời lâm vào cực đoan thống khổ cùng mâu thuẫn bên trong, không biết như thế nào cho phải.
Người đâu? Thần Đồ Thiên Âm ánh mắt ác liệt, tựa hồ đã có dự định. Phu nhân, biển đen sôi trào, hai đạo người mặc kim giáp mạnh mẽ bóng người, hạ xuống ở Thần Đồ Thiên Âm bên người. Thần Đồ Thiên Âm lạnh lùng nói, mang tiểu thư trở về, để cho nàng đi võ uy cấm địa đối diện tường, trong vòng 10 năm không được rời, thật tốt nhìn chằm chằm nàng, đừng nhường nàng dùng thủ đoạn gì hoặc là phù chiếu, len lén ở lén lút trợ giúp người ngoài. Nghe được võ uy cấm địa bốn chữ, Thần Đồ Uyển Nhi thần sắc đại chấn, lộ ra vô cùng thần sắc khủng hoảng. Vậy hai cái kim giáp vệ sĩ, cũng là bộ dạng sợ hãi thất sắc, hiển nhiên biết vậy võ uy cấm địa, là một phiến đặc biệt đáng sợ địa phương, bị tống giam ở bên trong đối diện tường, vậy thật thì sống không bằng chết. Tương truyền, võ uy cấm địa và võ uy thiên kiếm có liên quan. Võ uy thiên kiếm, chính là tám đại thiên kiếm một trong, sát phạt vô cùng ác liệt. Người nếu như bị tống giam đến võ uy cấm địa bên trong, mỗi ngày đều phải chịu đựng thiên kiếm giết hại, thân xác tinh thần cũng phải chịu đựng cực lớn thống khổ. Thần Đồ Thiên Âm lại muốn đem con gái, tống giam đến võ uy cấm địa bên trong, hơn nữa còn là 10 năm dài, rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận. Dạ, phu nhân. Vậy hai cái kim giáp vệ sĩ, cũng không dám hỏi nhiều, một trái một phải, đi qua áp giải Thần Đồ Uyển Nhi, trở lại thái thượng thế giới. Chuẩn bị đem nàng đưa vào cấm địa đối diện tường. Không, nương thân, người dứt khoát giết ta tính. Thần Đồ Uyển Nhi nước mắt chảy xuống, cũng không biết như thế nào cho phải, thậm chí nghĩ tới chết. Bởi vì vậy võ uy cấm địa, chân thực quá kinh khủng, sau lưng có võ uy thiên kiếm sát phạt, một khi bị quan áp giải đi vào, so đánh vào địa ngục còn muốn thê thảm. Thần Đồ Thiên Âm thấy con gái bộ dáng này, cũng là lớn là đau tim, nhưng cắn răng một cái. Cầm tim đưa ngang một cái, cuối cùng không có nhả. Đều là cái đó Diệp Thần, hại được ta con gái ngoan, biến thành bộ dáng này, ta nhất định phải giết hắn. Thần Đồ Thiên Âm cắn răng nghiến lợi, cực hận Diệp Thần, chỉ muốn chu diệt rồi sau đó mau. Nếu để cho Diệp Thần tiếp tục còn sống, con gái nàng ắt phải tiếp tục thất thủ, coi như là thiên kiếm xuyên tim hành hạ, đều không thể để cho nàng hối cải. Chỉ là, nàng cái này cùng tồn tại, nếu như hạ xuống vực ngoại, liên quan đến nhân quả liền quá nặng. Chuyện này cũng không đơn giản, cần thảo luận kỹ hơn. Hình ảnh quay về, Diệp Thần thấy Thần Đồ Uyển Nhi rời đi, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, vậy muốn rời đi, chuẩn bị tiếp tục điều tra rơi xuống âm dương thần điện cường giả, sau lưng nhân quả như thế nào. Thằng nhóc, khoan hãy đi. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Phong Thiên Thương lại đột nhiên phát ra âm thanh. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần sửng sốt một chút. Trước khi đi, không ngại trước thu cái này thì vũ đổi linh phù, dẫu sao cũng là giá trị không rẻ bảo vật. Phong Thiên Thương nhắc nhở. Ừ. Diệp Thần đi xuống vừa thấy, nhưng phát hiện đúng phiến ao đầm, đều bị lật ngược, cơ hồ thành một mảnh phế tích. Mới vừa vậy bốn cái vạn khư cường giả, liên thủ sử dụng thiên chiếu luyện ngục trận, hơi thở quá kinh khủng, làm được thiên địa rúng động, hư không sụp đổ. Cái này phiến ao đầm. Là thì vũ đổi linh phù biến thành, vốn là đã cùng địa mạch liền kết, khó mà thu lấy, nhưng hiện nhận được chấn động, nhưng là có cướp được cơ hội. Được, thu lấy bảo này, cũng có thể hơn một phần trợ lực. Diệp Thần lập tức thả ra hoàng tuyền thánh thủy, cuồn cuộn như thác vải vậy rơi xuống đi, thấm vào xuống đất mạch bên trong, liền cảm thấy địa mạch chỗ sâu, có từng luồng phù văn ngưng kết, tản mát ra quen thuộc hỗn độn khí tức. Hoàng tuyền thánh thủy, sắc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hoàng tuyền thánh thủy tràn ngập đi xuống, đem vậy từng luồng phù văn, và địa mạch hoàn toàn chóc, rút lấy đi lên. Xuy xuy xuy, phù văn bay lên, trên không ngưng kết, hóa thành một tấm phù lục. Tờ phù lục này, phía trên in một cái đổi chữ, chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong thì vũ đổi linh phù. Thu lấy thì vũ đổi linh phù quá trình, có thể nói vô cùng đơn giản, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Bởi vì Diệp Thần hoàng tuyền thánh thủy, thấm vào lực cực mạnh, là vạn thủy vương, cái này thì vũ đổi linh phù mang theo ao đầm hơi nước, cũng là ung dung bị hoàng tuyền thánh thủy thấm vào, trực tiếp thần phục, trở thành Diệp Thần pháp bảo. Rất tốt! Diệp Thần khá là hài lòng gật đầu một cái, hơn một kiện pháp bảo, liền hơn một phần trợ lực, để cho hắn có lớn hơn chắc chắn, đối kháng nho tổ. Thu hồi thì vũ đổi linh phù sau đó, Diệp Thần trở lại hoàng tuyền thế giới bên trong đi. Nhìn vậy cái âm dương thần điện cường giả thi thể, ánh mắt nhất thời một hồi ảm đạm. Đối phương bỏ mình, hắn nhưng liền tên của đối phương cũng không biết.
Tiền bối, ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết tuyệt Vạn Khư, vì ngươi trả thù. Diệp Thần cắn răng, nội tâm hận ý đang cháy. Rồi sau đó, Diệp Thần chuẩn bị đem thi thể của lão giả, mai táng ở Sa La dưới tàng cây. Nhưng bỗng nhiên lúc này, hắn phát hiện ông lão trong thân thể, tựa hồ có giấu một tấm phù chiếu. Ừ. Diệp Thần ánh mắt động một cái, đem phù chiếu lấy ra, nhưng gặp phù chiếu bên trên, dùng máu tươi viết ba chữ. Huyễn Trần Phong. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là ông già trước khi chết, dùng hết cuối cùng một chút khí lực, viết thành huyết thư. Huyễn Trần Phong, tại sao cái này vị tiền bối, muốn đặc biệt nhắc tới Huyễn Trần Phong? Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Huyễn Trần Phong là Huyễn Trần Yên đạo tràng, trước kia cũng là bởi vì là Huyễn Trần Yên. Diệp Thần mới có thể ở trong ảo cảnh vượt qua vạn năm, đem hủy diệt đạo ấn tu luyện tới 7 tầng thiên. Dưới mắt Huyễn Trần Yên và Diệt Vô Cực, đã mở ra tư tưởng, ở đỉnh núi bên trong ẩn cư, không hỏi thế sự. Nhưng hiện tại, cái này rơi xuống âm dương thần điện ông già, nhưng là cố ý nói tới ngọn núi này. Chẳng lẽ Huyễn Trần Phong và Vạn Khư có liên quan? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên hai vợ chồng, và Vạn Khư thần điện có khắc cốt thù, tuyệt không khả năng có nửa điểm dây dưa dễ má. Như vậy, đây là vì cái gì? Diệp Thần chau mày, xem ra có cần phải lại đi Huyễn Trần Phong một chuyến, dò xét sau lưng nhân quả. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu ông già nói tới, vậy rất có thể, Huyễn Trần Phong vùng lân cận có âm dương thần điện người, nếu không, hắn sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại đầu mối. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không do dự nữa, lập tức biến dạng hư không, đi Huyễn Trần Phong. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị lên đường lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh từ hư không biến dạng tới. Diệp Thần bước chân dừng lại, tay cầm sát kiếm, hồn thể đổi thành, cường đại lực lượng hội tụ toàn thân. Chẳng lẽ đây cũng là Vạn Khư đệ tử? Những đệ tử này mặc dù không có Vạn Khư những cường giả kia như vậy khủng bố, nhưng cũng là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Hắn tuyệt không thể nhỏ coi. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Bất quá đối phương căn bản không phải Vạn Khư đệ tử, mà là Thần Uyên Thái Hư. Mấu chốt Thần Uyên Thái Hư làm sao rời đi Táng Thiên Hải, đột nhiên hạ xuống nơi này. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Thần Uyên Thái Hư chính là mở miệng nói, Diệp Thần, và ta đi một chuyến. Diệp Thần ngẩn ra, nhưng hay là hỏi nói, đi nơi nào? Thần Uyên Thái Hư lời nói ra kinh người nói, Trụ Uyên xảy ra chuyện. Diệp Thần con người đông lại một cái, bước ra một bước, đi tới Thần Uyên Thái Hư bên người, nói Trụ Uyên không phải ở Táng Thiên Hải tu luyện sao, vì sao sẽ xảy ra chuyện? Cái này bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Thần Uyên Thái Hư ánh mắt có chút tự trách, nhưng hiển nhiên sự việc vô cùng khẩn yếu, chỉ có thể nói trên đường ta gặp mặt ngươi giải thích. Diệp Thần gật đầu một cái. Lúc này đi Huyễn Trần Phong có thể phải gác lại, Chu Uyên vẫn là Diệp Thần bằng hữu, Diệp Thần không hy vọng Chu Uyên chết. Thần Uyên Thái Hư như vậy diễn cảm, hiển nhiên Chu Uyên sự việc là mạng người lớn hơn trời việc lớn. Hai người rối rít hướng hư không lối đi đi. Táng Thiên Hải mặc dù quy tắc rất nhiều, nhưng Thần Uyên thành tựu chấp trưởng Táng Thiên Hải thế lực thần bí, tự nhiên có thủ đoạn tiến vào trong đó. Hư không lối đi bên trong, Diệp Thần lạnh lùng nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Thần Uyên Thái Hư thở dài một tiếng, người cũng biết Chu Uyên là võ si, hắn theo đuổi võ đạo trình độ cao nhất, hắn vậy quả thật có thiên phú, có thể hắn thiên phú cuối cùng và ngươi có một chút khoảng cách. Trước sự tình phát sinh, để cho hắn có chút thay đổi, mấy ngày nay, hắn đang điên cuồng tu luyện, hắn thậm chí đem Thần Uyên còn để lại bất kỳ đối với võ đạo có chỗ tốt địa phương cũng đi trước. Nhưng là ngàn không nên vạn không nên, hắn đi chỗ đó. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì? Đây đúng là Chu Uyên tính cách. Long môn bí cảnh sau đó, Diệp Thần cũng không có đi tìm Chu Uyên, chính là không hy vọng chuyện của ngoại giới ảnh hưởng Chu Uyên, nhưng hôm nay xem ra, Chu Uyên vẫn là biết. Hắn thậm chí có chút hối hận, bất chi bất giác đem điều này tinh khiết thiếu niên dẫn tới hắn bàn cờ này bên trong. Người nói không nên đi địa phương, rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần hỏi. Thần Uyên Thái Hư lắc đầu một cái, ta cố nhiên là Thần Uyên Thái Hư. Nhưng đối với chỗ đó, ta biết cũng là vô cùng thiếu. Chỉ biết là nó kêu thập kiếp thần ma tháp, tồn tại ở thời kỳ thái cổ, thời gian này, vực ngoại trải qua vô số hạo kiếp, nhưng thập kiếp thần ma tháp vẫn tồn tại như cũ.
Thần uyên đứng đầu đã từng tiến vào qua, nhưng lại bị một cổ lực lượng trở ngại, chỉ vì làm cho này thập kiếp thần ma tháp có nghiêm khắc hạn chế. Võ đạo bất chánh người, không cách nào bước vào, tâm tư không thuần người, không cách nào bước vào, thiên phú thấp kém người, không cách nào bước vào. Khó khăn nhất chính là tâm tư không thuần, phàm là người, như muốn đi vào cái này thập kiếp thần ma tháp, lại làm sao có thể tâm tư thật thuần khiết đây. Còn có cái gọi là võ đạo bất chánh, hắn cái gọi là đang cùng bất chánh vậy là cái gì giới hạn? Căn bản không có ai biết. Nhiều năm qua như vậy, thần uyên vậy phái người tiến vào trong đó qua, nhưng kết quả đều giống nhau, căn bản không có người có tư cách bước vào. Diệp thần nhìn một cái thần uyên thái hư, hiếu kỳ nói, người cũng không có tư cách bước vào. Chiếu lý mà nói, thần uyên thái hư coi là thượng vực bên ngoài thiên tài trong thiên tài, võ đạo cũng đang, nói không chừng thật có tư cách bước vào. Thần uyên thái hư thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, đúng là như vậy. Những năm gần đây, bởi vì là căn bản không có người có thể bước vào, thần uyên đối với cái này thập kiếp thần ma tháp cũng không có nhiều hơn hạn chế, bất quá hay là đem hắn đưa vào thần uyên nhất chỗ khuất. Tuyệt đối không nghĩ tới, trước đây không lâu, Chu Uyên tìm được cái này thập kiếp thần ma tháp, lại là quỷ dị bước vào trong đó. Hôm nay đã là ngày thứ 10, thậm chí thần uyên đứng đầu mơ hồ cảm giác được Chu Uyên sinh mạng hơi thở đang không ngừng suy thoái, rất có thể ở bên trong xảy ra chuyện. Chúng ta đang suy nghĩ, nếu như Chu Uyên có thể tiến vào trong đó, vậy có phải hay không đại biểu ngươi cũng có thể tiến vào trong đó? Nói tới chỗ này, thần uyên thái hư có chút ngưng trọng nhìn về phía Diệp thần. Ở hắn xem ra, Diệp thần chính là một cái chính cống quái vật. Thực lực, thiên phú, thậm chí còn khí vận, đều là dõi mắt vực ngoại số một số hai tồn tại. Như Diệp thần cũng không được, vậy hắn thật không biết còn có ai có thể. Diệp thần con người đông lại một cái, hắn đã không có lựa chọn. Trước đi xem một chút đi. Một lúc lâu sau, Diệp thần và thần uyên thái hư đi tới một miếng phong cách cổ xưa trước cửa. Cửa toàn thân do đạo tinh chế tạo, thậm chí đạo tinh chất liệu so thiên nhân vực năm đại thiên điện có chất liệu cao hơn rất nhiều. Một chút phong cách cổ xưa lại u huyền hơi thở đập vào mặt. Đứng ở cánh cửa này trước, Diệp thần mơ hồ có một chút dự cảm xấu. Thậm chí, hắn cảm giác được mình trong cơ thể, đan điền và linh khí đều bị áp chế. Thậm chí liền thân xác đều có một loại bị hạn chế cảm giác. Loại cảm giác này, càng giống như là thiên đạo quy tắc áp chế. Thần uyên thái hư bước chân dừng lại, nhìn một cái Diệp thần, nói, ta chỉ có thể đưa tới đây, lại vào đi, ta cũng sẽ bị cổ lực lượng kia cưỡng ép đưa ra, thậm chí sẽ bị thương. Ngươi đi thử một chút đi. Diệp thần, nếu như ở toàn bộ khâu bên trong cảm giác được không đúng, nhất định phải lập tức đi ra. Ngươi ở lâu một giây. Người cường hãn hơn nữa sinh mệnh lực cũng sẽ bị phá hủy. Từ xưa đến nay, thần uyên đã có rất nhiều cao ngạo thiên tài chết nơi này, từ trình độ nào đó mà nói, nơi đây càng giống như là một tòa cấm địa, không cho phép người bất kỳ bước vào cấm địa. Biết chưa? Thần uyên thái hư lời nói như sấm âm ở Diệp thần bên tai nổ vang, đây càng giống như là thiện ý cảnh cáo. Biết. Diệp thần thần sắc khôi phục lãnh đạm, nhìn một cái cửa, liền đưa tay ra, không có dùng quá lực lượng mạnh. Có thể khi tay trưởng chạm được cửa ngay tức thì, cửa chính là mở ra. Bên trong là vọng không gặp cuối hắc ám, chỗ sâu nhất, mơ hồ có một tòa cổ tháp huyền lập trong đó, một ly ly nến đèn, tựa như nói ra cổ xưa và bể dâu. Diệp thần bước vào trong đó, không có nghĩ xem đuổi, ngoài cửa thần uyên thái hư lộ ra một đạo cười khổ, lẩm bẩm nói, quả nhiên, Diệp thần có bước vào trong đó tư cách, chẳng lẽ ta thần uyên nội tình như vậy, thật không cách nào và những tên kia như nhau sao? Nói xong, thần uyên thái hư chính là xếp chân ở ngoài cửa, vận chuyển công pháp, yên tĩnh bảo vệ. Diệp thần đi ước chừng nửa giờ, bước chân dừng lại. Hắn xuất hiện trước mặt một tòa toàn thân xanh đen, long dọn ra điêu văn tháp lớn. Tháp lớn cao 10 tầng, mỗi một tầng cũng có một đạo huyền hắc xiềng xích quấn quanh, huyền hắc xiềng xích không ngừng hướng vòng ngoài diễn xanh, cuối cùng hung hãn cắm rễ trong lòng đất. Mà lòng đất xiềng xích bên trên, cắm từng chuôi kiếm gãy. Cái này kiếm gãy, Diệp thần không nhìn ra bất kỳ phẩm cấp, nhưng Diệp thần nhưng từ kiếm gãy bên trên cảm thấy một cổ kinh thiên võ đạo ý vận. Diệp thần đột nhiên rõ ràng liền Chu Uyên vì sao sẽ đi tới nơi này. Chỉ sợ sẽ là bị cái này từng chuôi kiếm gãy hấp dẫn. Trong này võ đạo đối với bất kỳ một người nào võ si mà nói đều là cám dỗ chí mạng.
Ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng Huyền Hàn Ngọc lên tiếng nói, thằng nhóc, phải cẩn thận, vậy trấn áp xiềng xích và tháp lớn kiếm gãy, bất kỳ một chuôi lai lịch, đều là thời đại thái cổ thần kiếm, ta tuy không biết thần kiếm tên, nhưng có thể khẳng định, và bây giờ võ đạo cùng với kiếm ý có khác biệt một trời. Huyền Hàn Ngọc thanh âm lộ ra một chút sợ hãi và bất ngờ, rất hiển nhiên, cái này tháp lớn tồn tại vậy vượt ra khỏi Huyền Hàn Ngọc nhận biết. Cảm ơn Huyền Tiên Tử nhắc nhở. Diệp Thần hít thở sâu, chẳng biết lúc nào lòng bàn tay đều có một chút mồ hôi, trong tay hắn sát kiếm nắm chặt, nhiều năm qua lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương. Hắn đi tới tầng thứ nhất tháp cửa, vừa định bước vào, một đạo cô gái thanh âm đột nhiên vang lên, luân hồi chi chủ, ngươi vì sao tới đây? Diệp Thần thân thể một lần, tuyệt đối không nghĩ tới, mình còn chưa bước vào, liền bị đối phương xem thấu thân phận. Diệp Thần chế trụ nội tâm rung động, chắp tay nói, vãn bối Diệp Thần đi tìm một chút một người bạn, bằng hữu tên là Chu Uyên, 10 ngày trước bước vào quý tháp, người này đối với ta cực kỳ trọng yếu, xin tiền bối đem đưa ra. Lời nói rơi xuống, là thật lâu yên lặng. Ước chừng sau một nén nhang, cô gái kia thanh âm mới đột nhiên truyền tới. Người nói đúng thằng nhóc kia đi, đáng tiếc, thằng nhóc kia thiên phú võ đạo cực cao, nhưng vi phạm thập kiếp thần ma tháp quy tắc, đem vĩnh viễn nhốt trong đó, xin trở về đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần gương mặt lại nữa lãnh đạm. Vĩnh viễn trấn áp Chu Uyên, cái này so với chết còn khó chịu hơn. Mấu chốt cô gái này cái gọi là quy tắc kết quả như thế nào? Mặc dù không biết trong này chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Thần khẳng định sẽ không để cho Chu Uyên bị vĩnh viễn trấn áp. Diệp Thần bước ra một bước, cất cao giọng nói, tiền bối, xin cho ta bước vào trong đó, bỏ mặc Chu Uyên là bởi vì nguyên nhân gì, ta đều phải đem mang ra khỏi. Các ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều có thể trao đổi. Rất nhanh, trong tháp truyền ra một đạo trong trẻo lạnh lùng nụ cười, thật là người không biết không sợ, luân hồi chi chủ, người thật muốn khiêu chiến thập kiếp thần ma tháp uy tín. Thần Uyên ngàn vạn năm tới cũng không dám mạnh xông thập kiếp thần ma tháp, hôm nay, người bất quá thủy nguyên cảnh liền muốn xông tháp. Đây không phải là không sợ, mà là rốt nát. Diệp Thần một lần, hai tròng mắt bên trong thiêu đốt một chút kiên quyết. Hắn biết chuyện này không cách nào lành, nhưng hắn không có lựa chọn. Đã như vậy, vậy đắc tội. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, tay cầm sát kiếm, hồn thể đổi thành. Vạn sát giả thiên kiếm, cho ta trấn áp. Suy, sát kiếm tuôn ra, lau một cái kinh khủng sát khí chập chờn, lập tức ở trong hư không chấn động. Sát kiếm bên trên, nổ lên đen nhánh âm sát mang khí, sôi trào ra từng đạo phù văn, như muốn che khuất bầu trời. Một kiếm này, vạn sát giả thiên kiếm, là Diệp Thần ban đầu ở vạn khô nơi chôn cất, tự nghĩ ra võ kỹ, uy lực tương đương to lớn. Chiêu kiếm pháp này vừa ra, tầng tầng không gian nổ tung, đại lộ phai mờ, kiếm khí hung hãn tới cực điểm. Nhưng mà, cái này động trời một kiếm, đối với cái này tháp lớn không có chút nào tác dụng. Rất nhanh, vậy lạnh như băng giọng nữ vang lên lần nữa, không biết tự lượng sức mình. Bất quá! Ngươi như muốn cứu thằng nhóc kia, vậy không phải là không có biện pháp. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng nói, biện pháp gì? Phụ nữ kia dừng lại mấy giây, lời nói ra kinh người nói, ngươi để thay thế thằng nhóc này vĩnh viễn trấn áp nơi này. Như thế nào? Cơ hội chỉ có một lần. Diệp Thần hai tròng mắt phun trào ra một chút ngọn lửa, đây không thể nghi ngờ là đùa bỡn mình. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục làm những gì thời điểm. Tháp lớn cửa, đột nhiên mở ra. Rồi sau đó, tầng thứ nhất vô tận trong bóng tối bị trộm đạo ánh nến thắp sáng. Đồng thời, một đạo lồi lõm thích thú cô gái hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần dám khẳng định, người phụ nữ này chính là sau lưng một mực nói chuyện vị kia. Phụ nữ kia tay cầm quạt lông, che kín một nửa gương mặt, khẽ mỉm cười, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi biết không cam lòng, đã như vậy, không ngại gặp bạn ngươi đi. Nói xong cô gái liền xoay người, lộ ra tròn trịa vỉnh lên vật, giãy giụa hướng chỗ sâu đi. Diệp Thần trong lòng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng dưới mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi vào theo. Diệp Thần tiến vào thập kiếp thần ma tháp, nhất thời cảm giác được chung quanh phun trào ra cực kỳ kinh khủng ả khí. Bởi vì trước đây không lâu mình đột phá nhập ma, cho nên đối với ma khí cực kỳ bén nhạy. Cái này ma khí rất mạnh. Chẳng lẽ nơi này tù nhốt so Hồng Thiên Kinh còn kinh khủng hơn tồn tại?
nếu không vì sao sẽ để cho thập kiếp thần ma tháp. Rất nhanh, cô gái bước chân dừng lại, nàng xuất hiện trước mặt một cái to lớn tinh thạch. Tinh thạch phảng phất là một mặt kinh thiên đồ sộ tường, rất có che trời tế cảm giác. Trong tay cô gái quạt lông, nhẹ nhàng vung lên, môi đỏ mỏng phác họa, luân hồi chi chủ, người thật không nhận được ta. Đời trước, ta nhưng mà ngồi ở ngươi trên đùi qua. Đối với như vậy trêu đùa, Diệp Thần thần sắc cũng không biến hóa, nhưng mơ hồ cảm giác, cô gái này tựa hồ thật và đã từng là bản thân có nhân quả dính. Vậy ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây là Diệp Thần trong lòng nghi vấn. Dựa theo thần Uyên Thái Hư lời nói, cái này tháp lớn xuất hiện thời gian cực kỳ rất xưa, mà cô gái này, hẳn là sau đó tiến vào trong đó. Bất quá kết quả là bị khốn, vẫn là cái gì, trong này nghi ngờ quá nhiều. Phụ nữ kia nghe được Diệp Thần lời nói, thân thể mềm mại rõ ràng run lên, rồi sau đó vân đạm phong khinh nói, hết thảy đều là nhân quả thôi. Thập kiếp thần ma tháp, nguyên tắc một trong, người tới chính là khách, ta sẽ để cho ngươi xem ngươi trong lòng lo nghĩ tiểu tử đi. Quạt lông vung lên, vậy tinh thạch đồ sộ tường chính là như truyền ảnh tinh vậy xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong hình một cái cả người là máu thiếu niên đang nằm ở trong góc, trên tay hắn bị từng đạo xiềng xích quấn quanh. Liền liền giữa eo cũng có một đạo xiềng xích như con chăn vậy quấn quanh. Đồng thời, thiếu niên đỉnh đầu lơ lửng một đạo kiếm đạo hư ảnh. Kiếm này đạo như thẩm phán, như thần kiếm, tựa như một khi rơi xuống, thiếu niên và xiềng xích cũng sẽ tiêu tán ở giữa trời đất. Thấy màn này, Diệp Thần hô hấp dồn dập, hốc mắt đỏ tươi, một cổ ngút trời tức giận ở quanh thân hội tụ. Cái này thiếu niên không phải người khác, chính là Chu Uyên. Nhưng tại sao Chu Uyên sẽ như vậy? Hắn không khỏi nhìn về phía phụ nữ kia, gầm hét lên, các ngươi đối với Chu Uyên làm cái gì? Ta khuyên các ngươi lập tức thả Chu Uyên, nếu không, coi như bỏ ra sinh mạng giá phải trả, ta cũng phải đem cái này tháp lớn hủy diệt. Phụ nữ kia tựa như nghe được thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất, cười khanh khách, cười ước chừng 10 giây, mới ngừng lại, luân hồi chi chủ thật là hài hước, đừng nói cái này nhất thế ngươi thực lực, coi như là ngươi đời trước hạ xuống, vận dụng đỉnh cấp lực, cũng không thể đối với thập kiếp thần ma tháp làm gì. Nếu như ta không đoán sai, vực ngoại thiên đạo suy thoái đi. Nhưng ta nói cho ngươi, cái này thập kiếp thần ma tháp thiên đạo, vĩnh viễn đều không cách nào suy thoái. Cái gì? Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng như tung lên sóng gió kinh hoàng vậy. Còn con này một tòa tháp lớn lại cũng có thiên đạo. Đùa gì thế? Nhưng cô gái thái độ và thần sắc, hoàn toàn không giống nói láo. Cái này thập kiếp thần ma tháp rốt cuộc là đồ chơi gì? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, cô gái quạt lông lại lần nữa vung lên, xem ở người ta là bạn cũ phân thượng, sẽ để cho ngươi và thằng nhóc này trò chuyện một chút đi. Rất nhanh. Diệp Thần cảm giác chung quanh không gian quy luật tựa hồ thay đổi, hắn tựa như đưa thân vào Chu Uyên bên người. Chu Uyên, Diệp Thần đột nhiên hô. Vậy bị từng đạo xiềng xích tù khốn huyết y thiếu niên tựa như nghe được cái gì, chật vật mở mắt ra, thấp giọng nói, công tử. Hắn vừa định vùng vẫy đứng dậy, đột nhiên, xiềng xích bên trên phù văn lóe lên, một đạo sấm sét màu tím, thậm chí còn giống như đạo hỏa tồn tại đột nhiên xuất hiện, lại hướng Chu Uyên đi. Sấm sét và đạo hỏa giống như từng cái lôi hỏa rắn, không ngừng quấn quanh Chu Uyên thân thể. Vậy răng độc lại là rất đâm vào Chu Uyên thân thể. Loại đau khổ này là tới từ thân xác, thậm chí thần hồn. Ai có thể chống cự? À! Chu Uyên điên cuồng kêu to lên, loại đau khổ này, coi như hắn muốn cố nén, vậy không nhịn được à? Diệp Thần thấy bức họa này mặt, giống như ngàn đao xuyên tâm vậy, hướng về phía cô gái nói, dừng lại cho ta. Như vậy mà cô gái nhưng giải thích, ta có thể có biện pháp gì? Như ta có thể khống chế những thứ này, ta cũng sẽ không sẽ khốn tại địa phương này. Thằng nhóc này vi phạm thập kiếp thần ma tháp quy tắc, nhất định phải như vậy. Bất quá như đã nói qua, hắn sở dĩ sẽ vi phạm quy tắc, người vậy không trốn thoát liên quan. Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, vậy ứ máu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đang điên cuồng gào thét Chu Uyên, có thể là bởi vì tức giận trong lòng. Diệp Thần lại là một quyền hung hãn đập vào hình ảnh bên trên. Có thể hình ảnh này chỉ bất quá nhẹ nhàng lay động, cũng không có bất kỳ làm tổn hại. Ước chừng mấy giây, Diệp Thần mới dần dần tỉnh táo lại, hắn đối với cô gái nói, người chắc có biện pháp giúp hắn, nói cho ta. Cô gái mới vừa muốn nói cái gì,
đầu kia Chu Uyên nhưng là lại nữa phát ra âm thanh. Hắn thân thể đang run rẩy, kéo xiềng xích từng bước một đứng lên. Hắn bước chân tập tễnh hướng một cái đi về phía, ở Diệp Thần xem ra, tựa như và mình càng ngày càng gần. Chu Uyên bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ngưng mắt nhìn một mặt cổ quái vách tường, cố gắng mở miệng nói, công tử, thật xin lỗi. Diệp Thần tim tựa như bị nắm chặt, cố nén, nói Chu Uyên, ngươi không cần thiết và ta nói đúng không dậy, nói có lỗi với hẳn là ta. Chu Uyên cười, trên mặt đều là máu tươi, khóe miệng vậy đi đôi với một chút máu tươi, công tử, ý ta bên ngoài xông vào thập kiếp thần ma tháp. Ta vốn muốn mượn này mạnh mẽ tự thân, tới bảo vệ ngươi. Đáng tiếc, ta thất bại. Ta không cầu rời đi thập kiếp thần ma tháp, ta chỉ hy vọng công tử từ nay về sau quên Chu Uyên. Chu Uyên bất lực, nhưng cả đời không hối hận, rất vui mừng gặp phải công tử. Công tử để cho ta gặp được bao trùm thiên địa võ đạo, cùng với để cho ta hiểu ý vì sao là Lăng Tiêu. Chu Uyên đã từng hy vọng xa vời qua đi ra vực ngoại, theo đuổi thái thượng thế giới võ đạo, hôm nay nhưng là không được. Phần này nguyện vọng liền do công tử thay thế Chu Uyên thực hiện đi. Ở chỗ này, Chu Uyên hy vọng công tử xem ở chúng ta đã từng là sống chung mặt mũi, thay thế bảo vệ muội muội. Chu Uyên, bái tạ công tử. Chu Uyên chật vật nói xong đoạn văn này, không biết là kiệt lực vẫn là thương thế rất nặng, đột nhiên quỳ trên đất. Hắn dụng hết toàn lực đi cho Diệp Thần dập đầu ba cái. Đây phảng phất là ly biệt. Đoạn thời gian này, Chu Uyên so người bất kỳ đều biết, mình kết cục sẽ là như thế nào. Hắn chẳng muốn đem Diệp Thần dắt kéo vào. Cái này thập kiếp thần ma tháp phức tạp thậm chí có thể vượt qua thiên nhân vực quy tắc. Thậm chí, Chu Uyên còn phát hiện, vực ngoại thiên đạo suy thoái, mà thập kiếp thần ma tháp quy tắc lực nhưng là càng ngày càng mạnh. Như vậy không bình thường sự việc, sau lưng tất nhiên có kinh thiên cục. Thời khắc này Diệp Thần hốc mắt rưng rưng, hắn muốn làm cái gì, nhưng phát hiện mình cái gì cũng làm không được. Thậm chí hắn cũng không được rõ cái này cái gọi là thập kiếp thần ma tháp kết quả là thứ gì. Hắn cố nén hết thảy tâm trạng, đưa bàn tay đụng chạm ở trước mặt hình ảnh bên trên, sau đó gằn từng chữ, Chu Uyên, nếu như ngươi còn cầm ta làm công tử, chỉ tin tưởng ta, ta sẽ đi tới bên người ngươi, đem trên mình ngươi xiềng xích tháo ra, sau đó mang ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta lấy đạo tâm thề. Chu Uyên ngẩn ra, chật vật nói tới đầu, trên đầu máu không ngừng chảy qua ánh mắt, nhìn như có chút dữ tợn. Hắn cười, cười rực rỡ, lại tinh khiết. Công tử, ta tin ngươi. Làm cái này trong suốt thanh âm lúc này rơi xuống, Chu Uyên hình ảnh vậy hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Thần cùng với cái đó cô gái thần bí. Diệp Thần mặt mũi đã khôi phục rửng rưng, nhưng nếu như cẩn thận xem, định có thể phát hiện Diệp Thần trong mắt có một đạo quyết nhiên quang. Người bất kỳ đều không cách nào ngăn cản quang. Diệp Thần nhìn về phía cô gái bên cạnh, hỏi Chu Uyên ở bên trong còn có thể chống đỡ bao lâu. Cô gái có thể cảm nhận được Diệp Thần tựa hồ có biến hóa gì, nhưng là lại không nói ra được, nàng trầm tư mấy giây, nếu như không phản kháng, hắn có thể sống cả đời, nhưng là như phản kháng, hắn chỉ có thể sống một năm. Người ngày hôm nay cho hắn hy vọng, hắn khẳng định lựa chọn người sau, hắn sẽ không bỏ rơi, cho nên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, buông tha đi, đừng nói là ngươi, coi như là nhâm phi phàm tới, vậy không có cách nào. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, cô gái này không chỉ biết mình thân phận, thậm chí liền nhâm phi phàm tồn tại cũng biết. Chắc hẳn người này vào năm đó cũng không phải nhân vật bình thường. Diệp Thần nhắm mắt lại, suy tư mấy giây, rồi sau đó mở ra hai tròng mắt, tiếp tục nói, mặc dù không biết người mục đích và thân phận, nhưng ta có thể cảm nhận được, người muốn giúp ta. Như vậy, ta chỉ hỏi một cái vấn đề. Cô gái có chút bất ngờ, bởi vì giờ khắc này Diệp Thần quá lạnh tĩnh. Bình tĩnh giống như là một cái máy. Vấn đề gì? Cô gái nói. Nếu như ngươi là ta, tiếp theo ngươi đề nghị ta làm gì? Diệp Thần nói xong, vậy con ngươi liền chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Giống như một đầu hung thú nhìn chằm chằm một đầu con mồi, lại giống như một cái nhìn thấu trần thế tăng nhân, ở tượng Phật trước mặt tìm câu trả lời. Cô gái hiển nhiên là bị Diệp Thần trả lời bất ngờ đến, nhưng nàng suy tư một hồi, vẫn là nói, rời đi nơi này. Tạm thời quên chuyện này, đến khi ngươi có nắm chắc lúc đó, lại tới thập kiếp thần ma tháp. Thật ra thì, ngươi bây giờ còn chưa có chân chính nhập tháp, như một khi nhập tháp, ngươi kết quả có thể và Chu Uyên như nhau.
đây là ta đề nghị, người có thể lựa chọn nghe, cũng có thể làm không có nghe gặp. Ngay tại cô gái dự định nói nhiều mấy câu lúc đó, Diệp Thần xoay người đi ra bên ngoài. Khi đi đến thập kiếp thần ma tháp cửa, hắn bước chân dừng lại, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền tới, cảm ơn. Đúng rồi, người kêu gì? Cô gái thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, quả nhiên cái gì đều quên. Năm đó, người từng đưa ta một đóa bạch liên, từ đó về sau, ta liền kêu bạch liên. Diệp Thần gật đầu một cái, rồi sau đó thân thể hoàn toàn biến mất ở thập kiếp thần ma tháp. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là âm dương thần điện cùng với huyết thần trăm ngày ước hẹn. Hắn sẽ không quên chú Uyên, vậy sẽ nghĩ đủ phương cách cứu chú Uyên, nhưng thực lực bây giờ hiển nhiên không đủ. Có lẽ đúng như Bạch Liên mà nói, tạm thời quên chuyện này, có lẽ đối với chú Uyên cùng với đối với mình đều là tốt nhất lựa chọn. Bên ngoài thần Uyên Thái Hư hiển nhiên là cảm giác được Diệp Thần đi ra, hơi ngẩn ra, đứng lên, hiếu kỳ nói, nhanh như vậy. Ngươi không có đi vào. Diệp Thần không có nói gì nhiều, mà là chắp tay nói, ngươi đưa ta đi một chuyến Huyễn Trần Phong. Thần Uyên Thái Hư cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, vậy không nói nhảm, gật đầu một cái, được. Rất nhanh, Diệp Thần và thần Uyên Thái Hư liền là xuất hiện ở Huyễn Trần Phong chân núi. Thần Uyên Thái Hư do dự hồi lâu, hay là hỏi nói, Diệp Thần, ngươi không có sao chứ? Có cần hay không ta làm gì? Diệp Thần cho hắn cảm giác quá lạnh tĩnh. Yên tĩnh qua đầu. Mặc dù bình thường Diệp Thần đều là biểu tình lãnh đạm, nhưng lúc này lãnh đạm tuyệt đối cùng bình thường không giống nhau. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, Vân Đạm Phong khinh nói, không có sao, bất quá lưu một khối đưa tin ngọc bội cho ta, ở tương lai ngày nào đó, ta có thể sẽ liên lạc ngươi tới đón ta. Thần Uyên Thái Hư ngay tức thì rõ ràng liền cái gì? Ném ra một khối phía trên có khắc thần uyên ký hiệu ngọc bội, ban đầu trong bí cảnh ta thiếu ngươi một cái mạng, cho nên, bất cứ lúc nào, ngươi đều có thể tìm ta. Nếu dưới mắt ngươi có phải xử lý sự việc, ta liền cáo từ trước. Diệp Thần gật đầu một cái, chắp tay nói, cảm ơn. Rồi sau đó, thần uyên Thái Hư hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tạm thời đem chú uyên sự việc ném ở sau ót. Chuyện này hắn một người nghĩ biện pháp căn bản không có dùng, đến lúc đó thấy Nhâm Phi Phàm, lại hỏi một câu cái này Bạch Liên và thập kiếp thần ma tháp sự việc làm tiếp dự định đi. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng vị kia âm dương thần điện người vì sao lưu lại Huyễn Trần Phong đầu mối. Rất nhanh, Diệp Thần liền tới đến Huyễn Trần Phong đỉnh núi, hắn còn không đến gần đại điện, trong đại điện lại có đối với trai gái đi ra, chính là Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên. Lúc này Diệt Vô Cực tư tưởng tháo ra, khôi phục trẻ tuổi, lộ vẻ được tinh thần bộc phát, đặc biệt cởi mở, sải bước hướng Diệp Thần đi tới, nói tiểu huynh đệ, ngươi làm sao tới. Hiển nhiên, hắn cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, lập tức ra nghênh tiếp, tỏ vẻ tôn trọng. Diệp Thần chắp tay một cái, nói tiền bối, xin lỗi, quấy rầy hai vị thanh tĩnh, ta thật sự là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Diệt Vô Cực nga một tiếng, khá là kinh dị. Nói, không biết là chuyện gì. Diệp Thần trần chờ một tí, âm dương thần điện chuyện, tự nhiên không thể nói tỉ mỉ, liền nói, ta muốn hỏi thăm một chút, phụ cận đây có thể hay không có người ngoài. Diệt Vô Cực cau mày nói, tiểu hữu thế nào nói ra lời này. Diệp Thần nói, thực không dám giấu giếm, ta có một vị trưởng bối bất hạnh gặp nạn, hắn trước khi chết lưu lại đầu mối, nói cho ta ngọn núi này vùng lân cận, có thể có hắn đồng môn, ta muốn điều tra sau lưng chân tướng. Nghe được Diệp Thần lời này, Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên đều là chân mày cau lại, lộ vẻ được vô cùng là kinh ngạc. Diệt Vô Cực suy tư mấy giây, mới nói, không biết tiểu hữu trưởng bối, là bị ai giết chết, nếu như có cần ta địa phương, ta có thể rời núi, liều mình giúp ngươi. Diệt Vô Cực và Diệp Thần nhân quả, xa xa vượt quá nơi này, nếu không phải Diệp Thần, hắn cũng không khả năng có hôm nay sinh hoạt, càng không thể nào tháo ra tư tưởng. Huyễn Trần Yên mắt đẹp lưu chuyển, cũng là kiên quyết nói, không sai, vợ chồng chúng ta hai người, may mắn được tiểu hữu tương trợ, mới khá lần nữa đoàn viên, chúng ta hôm nay tuy ẩn cư, nhưng chỉ cần tiểu hữu phân phó một tiếng, chúng ta hai vợ chồng nguyện hết sức báo đáp. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, đa tạ hai vị tiền bối, nhưng ta vậy không muốn quấy rầy hai vị thanh tu, chỉ cầu các ngươi giúp ta tra một chút, vùng lân cận nhưng có đặc thù người. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên nhìn nhau, hai người cũng gật đầu một cái, sau đó Diệt Vô Cực liền nói, tốt lắm,
chúng ta cứ việc điều tra chính là, tiểu hữu nếu đã tới, vậy mau mau mời vào, chúng ta vì ngươi tắm một cái phong trần. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy hai người thành khẩn hình dáng, cuối cùng là gật đầu nói, được. Diệt Vô Cực hai vợ chồng dẫn Diệp Thần, tiến vào trong đại điện, mệnh thị nữ dâng lên rượu món. Phòng tiệc, hai người muốn gọi Kỳ Lâm đi ra làm bạn, nhưng Diệp Thần nhân quả chưa dứt, liền uyển ngôn cự tuyệt, trong lòng thầm nói, bé gái, chờ ta trăm ngày ước hẹn đi qua, lại tới tìm ngươi. Nhưng mà, Diệp Thần dừng lại hai ngày, nhưng không kết quả gì. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên phái người đi ra ngoài điều tra, nhưng Huyễn Trần Phong chu vi ngàn dặm bên trong, một phiến hoang vu, cũng không có ngoại nhân nào, càng không bất kỳ chỗ đặc thù. Diệt Vô Cực xin lỗi nói, tiểu hữu, điều tra không có kết quả, thật sự là xin lỗi, Huyễn Trần Phong đạo thống kéo dài mấy chục ngàn năm, nơi đây vùng lân cận tuyệt không người ngoài. Không có sao, nếu quả thật không tra được, vậy coi như xong. Diệp Thần chau mày, muốn không rõ ràng sau lưng nhân quả, nếu vậy Âm Dương Thần Điện ông già, đặc biệt nhắc tới Huyễn Trần Phong, không thể nào một chút quan hệ cũng không có mới được. Đúng rồi, Diệp tiểu huynh đệ, người có nghe hay không qua Yên Vũ Tiên Tôn? Huyễn Trần Yên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Yên Vũ Tiên Tôn? Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng là chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Huyễn Trần Yên nói, Yên Vũ Tiên Tôn, là mưa bụi phúc thiên sương mù, Yên Vũ huyễn mộng thuật lúc ban đầu người tu luyện, cái này Huyễn Trần Phong sớm nhất gọi là mưa bụi đỉnh. Đã từng là nàng đạo tràng, sau đó nàng nói muốn né tránh kẻ thù, mới đưa cho ta. Phải không? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này Yên Vũ Tiên Tôn, lại có thể và Âm Dương Thần Điện có liên quan? Huyễn Trần Yên nói tiếp, ngươi trưởng bối bất hạnh chết, nếu lưu lại đầu mối, nhắc tới Huyễn Trần Phong, rất có thể và Yên Vũ Tiên Tôn có liên quan, nhưng ngươi lại chưa từng nghe qua lão nhân gia nàng danh hiệu. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vậy suy đoán không ra sau lưng nguyên do. Diệp Thần trong lòng động một cái, âm thầm suy diễn thiên cơ, nhưng phát hiện ông già lưu lại huyết thư phủ chiếu, một hồi chấn động, tựa hồ thật cùng Yên Vũ Tiên Tôn có liên quan. Tiền bối, không biết vậy Yên Vũ Tiên Tôn ở nơi nào. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần cũng là động tâm, chỉ muốn lập tức đi viếng thăm Yên Vũ Tiên Tôn. Huyễn Trần Yên nói, Yên Vũ Tiên Tôn tánh tình cổ quái. Cho tới bây giờ không gặp người ngoài, liền ta cũng chưa chắc chịu gặp, người muốn gặp nàng, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần nói, thật là làm như thế nào? Huyễn Trần Yên trầm tư một hồi, nói ta thử một chút mang ngươi đi viếng thăm nàng, nhưng nàng có chịu hay không gặp nhau, vậy sẽ phải xem ngươi vận khí. Diệp Thần tinh thần chấn động, nói, được. Huyễn Trần Yên nhìn về Diệt Vô Cực nói, tướng công, ngươi cùng chúng ta vậy cùng đi. Diệt Vô Cực khoát tay một cái, nói, không được, trong nhà dù sao phải lưu một người trấn thủ, nếu không Yên Tịch Kiếm Linh đột nhiên giết tới, vậy phải làm thế nào cho phải? Được, vậy chúng ta rất mau trở lại. Huyễn Trần Yên trong lòng không đành lòng phân biệt, nhưng cũng không muốn làm Diệp Thần thất vọng, lập tức nói tạm biệt Diệt Vô Cực, mang Diệp Thần rời đi Huyễn Trần Phong. Yên Vũ Tiên Tôn lão nhân ra hắn, hành tung lơ lửng mặc định, bảo là muốn né tránh kẻ thù. Thật may ta tinh thông Yên Vũ huyễn mộng thuật, và nàng hơi thở tương thông, có thể dò xét đến nàng tồn tại. Huyễn Trần Yên và Diệp Thần ngự gió bay đến trên trời, tay một nặn quyết, liền dâng lên từng luồng khói hơi nước khí, cái này từng luồng khói mù, theo gió lay động gian, mơ hồ chỉ hướng một cái phương vị. Là nơi này, đi. Huyễn Trần Yên tròng mắt đông lại một cái, nhất thời dòm ngó thấy sau lưng nhân quả, lúc này biến dạng hư không, mang Diệp Thần lên đường. Không biết vậy Yên Vũ Tiên Tôn, có phải là thật hay không và Âm Dương Thần Điện có liên quan? Diệp Thần trong lòng đập bịch bịch, đi theo Huyễn Trần Yên lên đường, rất nhanh liền đi tới một tòa nở đầy lê hoa trên đảo nhỏ. Chỗ tòa này đảo nhỏ, bầu trời vĩnh viễn là tinh khiết màu xanh da trời, lê hoa cây từng bụi nở đầy, hoa cây gian mưa bụi tràn ngập, tiên khí vần quanh, phong cảnh xinh đẹp, không khí cũng là vô cùng mát mẻ, để cho người hít thở một cái, liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trên đảo nhỏ không, tựa hồ bố trí có trận pháp, là một cái màu trắng nhạt màn hào quang, và hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nếu như không xem chút, rất có thể liền sẽ coi thường. Diệp Thần và Huyễn Trần Yên, ở trên đảo nhỏ không trôi lơ lửng dừng lại. Diệp Thần nhìn xuống đi xuống, loáng thoáng có thể thấy trên đảo nhỏ, có một người mặc đồ tang mềm cô gái yếu đuối,
mang một cái cuốc nhỏ, ở hoa bên cây xúc trước cỏ dại. Huyễn Trần Yên thấy nhu nhược kia cô gái, nhất thời đại hỉ, kêu lên, vãn bối Huyễn Trần Yên, đặc biệt tới thăm Yên Vũ Tiên Tôn tiền bối. Nhu nhược kia cô gái nghe được kêu gọi, ngẩng đầu lên, xem hướng bầu trời. Diệp Thần thấy má của nàng, tươi đẹp tuyệt đẹp, ngạch đầu đội mồ hôi hột, có thể là hạt xương, dính ướt mấy lọn tóc, lộ vẻ được mềm yếu thướt tha. Nhưng cô gái trong mắt, nhưng là mang mãi mãi bể râu cùng vắng lặng, tựa như đầy đủ kinh thế sự phong sương, lãnh đạm bên trong lộ ra thương lạnh. Nàng nhìn thấy Huyễn Trần Yên, lại thấy Diệp Thần, sau đó, nàng lãnh đạm trong tròng mắt, phảng phất con núi lửa bộc phát, hoàn toàn nổ tung bốc cháy, ánh mắt lửa đốt rơi vào Diệp Thần trên mình, lại cũng bỏ không được rời đi nửa điểm, môi đỏ mọng vù vù động, tựa hồ muốn nói gì, hô hấp thở hổn hển, lộ vẻ được vô cùng là kích động. Tiên tôn tiền bối, người đây là... Huyễn Trần Yên thấy một màn này, cũng là lớn là giật mình. Nàng cho tới bây giờ không gặp qua, Yên Vũ Tiên Tôn sẽ lộ ra như thế chấn động hình dáng. Diệp tiểu huynh đệ, người và Yên Vũ Tiên Tôn biết. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Yên Vũ Tiên Tôn nhất định là biết Diệp Thần, nếu không, sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Không, ta không nhận biết nàng, nhưng là... Diệp Thần nhìn về phía Yên Vũ Tiên Tôn, rõ ràng cách trùng trùng khói hơi nước khí, nhưng hắn nhưng là từ đối phương trong tròng mắt, thấy được cái bóng của mình. Hơn nữa, Diệp Thần còn có một loại nhân quả tương liên cảm giác, mình và cái này Yên Vũ Tiên Tôn tới giữa, nhất định có không so tầm thường duyên phận. Thuộc hạ Bạch Nhược Lê, bái kiến tôn chủ đại nhân. Bỗng nhiên, Yên Vũ Tiên Tôn chảy xuống hai hàng nước mắt, chậm rãi quỳ trên đất, hướng Diệp Thần cung kính mảng bái. Giao. Lê Hoa trên đảo cấm chế trận pháp, bỗng nhiên mở ra. Vô cùng mưa bụi sương mù dày đặc, bay lên lên trời, đầy trời bồng bềnh hô trào. Mưa bụi mờ ảo tới giữa, Lê Hoa mát rượi mùi thơm, tràn ngập chân trời, tẩy nhân tâm phổi. Trường phong thổi lên Diệp Thần tóc, áo khoác cũng là vù vù vang dội, hắn nghe được vậy Yên Vũ Tiên Tôn, lại có thể gọi mình là tôn chủ, nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. Tôn chủ, Diệp tiểu huynh đệ. Yên Vũ Tiên Tôn là người kiếp trước người. Huyễn Trần Yên cũng là kinh ngạc tới cực điểm, nàng biết Diệp Thần kiếp trước là luân hồi chi chủ, hiện tại Yên Vũ Tiên Tôn hướng nàng quỳ xuống, chỉ có thể là một cái giải thích. Đó chính là, ở kiếp trước, Yên Vũ Tiên Tôn là luân hồi chi chủ thuộc hạ. Diệp Thần trong lòng mê mang, bộ phận này trí nhớ kiếp trước, hắn nhưng là không có khôi phục, tự nhiên không biết Yên Vũ Tiên Tôn thân phận. Không sai, bụi khói. Ta là luân hồi chi chủ thuộc hạ, ta có chuyện muốn cùng tôn chủ thương lượng, người tạm thời trở về. Yên Vũ Tiên Tôn ngẩng đầu lên, lại không có giấu giếm, hướng Huyễn Trần Yên thẳng thắn. Thì ra là như vậy. Huyễn Trần Yên ánh mắt rung động, khó trách những năm gần đây, Yên Vũ Tiên Tôn một mực khắp nơi tị nạn, lúc đầu nàng chính là luân hồi chi chủ dưới quyền. Luân hồi chi chủ và vạn khư thần điện, có cửu hận thấu xương, vì né tránh vạn khư đuổi giết. Yên Vũ Tiên Tôn dĩ nhiên là cẩn thận. Diệp tiểu huynh đệ, không, luân hồi chi chủ, vậy ta cáo từ trước, không quấy rầy các ngươi. Huyễn Trần Yên không dám lại lưu lại nữa, lập tức nói với đừng rời đi. Tiền bối đi thong thả. Diệp Thần đưa mắt nhìn Huyễn Trần Yên rời đi, lập tức phi thân hạ xuống trên đảo nhỏ. Yên Vũ Tiên Tôn còn quỳ xuống đất, một mặt cung kính hình dáng. Nàng cả người hạo làm, thể chất nhỏ yếu. Ở Lê Hoa mưa bụi bên trong, lộ vẻ được vô cùng lạnh lẽo thanh đáng thương. Tiền bối, cô nương, mau mau xin đứng lên. Diệp Thần không biết xưng hô như thế nào nàng, tâm tình phức tạp, kêu nàng đứng dậy. Tôn chủ, người kêu ta thất thất liền có thể. Yên Vũ Tiên Tôn chậm rãi đứng lên, dưới sự kích động, nước mắt lưu cái không ngừng, chỉ vậy không ngừng được. Thất thất. Diệp Thần nghe được cái này biệt danh, đầu óc một tiếng nổ. Tương quan trí nhớ vậy khôi phục. Lúc đầu cái này Yên Vũ Tiên Tôn, tên thật kêu Bạch Nhược Lê, kiếp trước là Diệp Thần trợ thủ đắc lực. Diệp Thần dưới quyền có luân hồi 6 ma thần, Yên Vũ Tiên Tôn muốn trở thành là cái thứ 7, cho nên biệt danh liền kêu thất thất. Dĩ nhiên, cũng chỉ có luân hồi chi chủ, có tư cách xưng hô như vậy nàng, người ngoài đều phải tôn xưng nàng một tiếng tiên tôn. Tôn chủ, người làm sao tìm được nơi này? Yên Vũ Tiên Tôn trong lòng thật là kích động, năm đó luân hồi chi chủ bố trí chết, nàng liền dấn thân vào đến âm dương thần điện nghiệp lớn bên trong, mưu đồ đối kháng vạn khư, giết ngược ván cờ sau lưng thượng vị giả.
Nhưng, sau lưng những đại nhân vật kia, chân thực cường hãn, không có luân hồi chi chủ chống đỡ, dựa hết vào Yên Vũ Tiên Tôn một người, vô cùng cố hết sức. Những năm gần đây, nàng cũng chỉ có thể khắp nơi né tránh, lại âm thầm đào tạo Âm Dương Thần Điện đệ tử. Là như vậy. Diệp Thần liền đem Âm Dương Ngọc Bội dị động, phát hiện thi thể của lão giả đó, kết quả chúng kẻ địch vòng bộ vân. Vân sự việc, đơn giản nói một lần, nhưng chưa nói thân Đồ Uyển Nhi, chỉ nói mình dựa vào vận khí, may mắn giết ngược chạy ra khỏi. Tôn chủ khí vận, quả nhiên là bao trùm chư thiên, lại có thể giết ngược vạn khư con cờ, thuộc hạ bội phục. Yên Vũ Tiên Tôn vô cùng lộ vẻ xúc động, trong lòng khen ngợi không dứt, đã tưởng tượng ra liền một bước vô cùng mạo hiểm, như sóng tràn bờ chiến đấu hình ảnh, nào nghĩ tới Diệp Thần là dựa vào thân Đồ Uyển Nhi tương trợ, mới có thể tùy tiện thoát thân. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không có giải thích quá nhiều. Yên Vũ Tiên Tôn khen ngợi một hồi, chính là có chút chán nản nói, Trần lão bất hạnh chết, lần này có thể phiền toái, sau này đào tạo Âm Dương Thần Điện thế lực, đem sẽ hơn nữa khó khăn. Vậy không may mắn rơi xuống ông già, họ Trần, ngoài mặt là Sùng Quang Tiên Tông trưởng lão. Ở sau lưng, Sùng Quang Tiên Tông bồi dưỡng luân hồi chi chủ tín đồ, là Âm Dương Thần Điện cấp dưỡng lực lượng. Hiện tại Trần trưởng lão chết, vậy sau này Âm Dương Thần Điện phát triển, đem sẽ hơn nữa bất lợi. Diệp Thần thở dài nói, thật may vậy mấy con cờ, đã toàn bộ chết, chúng ta Âm Dương Thần Điện không có bại lộ. Yên Vũ Tiên Tôn nói, vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp Thần nói, vậy chúng ta trước an táng Trần trưởng lão, làm tiếp thương nghị. Đem Trần trưởng lão thi thể, từ Hoàng Tuyền thế giới bên trong ra đón, liền an táng ở Lê Hoa trên đảo. Cùng tang lễ kết thúc, đã là màn đêm buông xuống. Tôn chủ, mời. Yên Vũ Tiên Tôn mời Diệp Thần đến mình trong phòng, cũng châm một ly hoa trà. Diệp Thần yên lặng uống trà, trong lòng suy nghĩ trăm ngày ước hẹn. Nếu Âm Dương Thần Điện, tạm thời không có bại lộ nguy hiểm, Trần trưởng lão hậu sự vậy đã giải quyết thích đáng, lòng hắn bên trong lần nữa ràng buộc dậy trăm ngày ước hẹn sự việc, suy tính muốn không muốn mang theo Yên Vũ Tiên Tôn xuất chiến. Yên Vũ Tiên Tôn bỗng nhiên nói, tôn chủ, ngươi nếu đã tới, ta có là một phải nói cho ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Yên Vũ Tiên Tôn mắt đẹp ngưng trọng, hơi có điểm thương tiếc nhìn Diệp Thần, nói, ngươi ngàn vạn lần không muốn tham dự nho tổ vào huyết thần cuộc chiến. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, nhất thời kinh hãi, ly trà trong tay bót đích một tiếng, rớt xuống đất, té được nghiền. Ngươi làm sao biết chuyện này? Nho tổ vào huyết thần trăm ngày ước hẹn, không hề xem Đế Thích Thiên Đồ sát thánh đại hội như vậy công khai, là khá là bí mật ân oán cá nhân. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, Yên Vũ Tiên Tôn lại có thể sẽ biết. Yên Vũ Tiên Tôn nói, đây là ngươi kiếp trước tiên đoán, ngươi nếu như tham chiến, nhất định chết. Diệp Thần càng cảm ngạc nhiên, nói ta kiếp trước tiên đoán. Yên Vũ Tiên Tôn nói, ừ, tôn chủ, ngươi kiếp trước và ta, chung nhau lợi dụng Yên Vũ huyễn mộng thuật, chế tạo ảo cảnh, suy diễn sau này đời, năm đó ngươi thần thông quảng đại, suy tính ra trăm ngày ước hẹn, có hai cái kết quả. Diệp Thần nói, hai cái kết quả. Yên Vũ Tiên Tôn nói, không sai, cái đầu tiên kết quả, chính là ngươi bị nho tổ giết chết, còn chưa tới đối kháng vạn khư bước, liền hoàn toàn chết. Cái kết quả thứ hai, là Nhâm Phi Phàm tiền bối cường thế tham gia, cứu đi ngươi, cũng một kiếm tiêu diệt nho tổ thần điện và nữ hoàng thiên cung, kết quả bại lộ tự thân, trước thời hạn bị sau lưng nhân vật lớn để mắt tới, những đại nhân vật kia, vì diệt trừ ngươi, quyết định cùng Nhâm tiền bối đổi một lần một. Nhâm tiền bối chết, người một thân một mình, tiếp tục bước lên đối kháng vạn khư con đường. Diệp Thần nghe được Yên Vũ Tiên Tôn lời này, kinh hãi được không nói ra lời, cả người cũng bối rối. Cái này hai cái kết quả, vô luận cái nào, cũng là không thể tiếp nhận. Cái đầu tiên kết quả rất thảm, trực tiếp bị giết. Cái kết quả thứ hai thảm hại hơn, làm liên lụy Nhâm Phi Phàm. Không nghi ngờ chút nào, Nhâm Phi Phàm thực lực ngút trời. Nếu như hắn toàn lực bùng nổ, một kiếm liền có thể diệt Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung. Nho Tổ lấy vì mình thực lực, có hy vọng thấy Nhâm Phi Phàm bóng lưng, đó là người không biết không sợ, nếu quả thật đánh, hắn có thể hay không tiếp lấy Nhâm Phi Phàm một chiêu đều là vấn đề. Nhâm Phi Phàm không nhúc nhích sát thủ, đối mặt Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong các người, vậy không động dùng toàn lực, chỉ là cố kỵ ván cờ sau lưng các nhân vật lớn thôi. Những đại nhân vật kia là vạn khư thần điện chân chính cao tầng,
là phía sau màn nắm giữ hết thảy tồn tại, liền Hồng Thiên Kinh đều phải cúi đầu, dĩ nhiên là vô cùng đáng sợ. Nhâm Phi Phàm sẽ không dễ dàng bại lộ, nhưng nếu như Diệp Thần gặp nạn, hắn sẽ không để ý hết thảy ra tay, trực tiếp tiêu diệt Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung, giải cứu Diệp Thần tại nguy nan. Mà những đại nhân vật kia, một khi phát hiện hắn bại lộ, vậy sẽ không để ý hết thảy, bỏ mặc quy tắc thiên phạt, liều mạng cực hạn đổi một lần một, cũng phải trước hết giết hết Nhâm Phi Phàm. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm vừa chết, đời này luân hồi chi chủ, mất đi người bảo vệ, tự nhiên khó khăn thành kết quả, uy hiếp không được Vạn Khư tồn tại. Ảo cảnh kết cục, chỉ là ảo cảnh mà thôi, chưa chắc là thật. Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, dĩ nhiên là không dám tin tưởng cái này hai cái kết cục. Tôn chủ, Yên Vũ Huyễn Mộng thuật chế tạo ảo cảnh, căn cơ đến từ thế giới hiện thật, chỉ cần tu vi đủ cường đại, có thể căn cứ ảo cảnh đầu mối, suy diễn vạn cổ đời sau, kiếp trước ngươi, chính là suy đoán ra cái này hai cái kết cục, cảm thấy tiền đồ mong manh, đặc biệt phân phó ta. Nói tới chỗ này, Yên Vũ Tiên Tôn trầm mặc một tí. Diệp Thần nói, đặc biệt phân phó ngươi, nếu không cố hết thảy ngăn trở ta, đừng nhường ta tham chiến có phải hay không? Yên Vũ Tiên Tôn nói, đúng vậy, đây là bố cục một phần chia, ta cũng chưa từng nghe qua bên ngoài có cái gì trăm ngày ước hẹn tin tức, nhưng ngươi tới một cái, ta cũng biết thế cục mở, chúng ta cần bỏ qua một ít thứ. Diệp Thần nói, bỏ qua một ít thứ. Yên Vũ Tiên Tôn nói, không sai, vì đối kháng Vạn Khư, một chút hy sinh là nhất định, cái đó huyết thần, là bạn ngươi, hắn muốn hy sinh, đúng là đáng tiếc, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể để cho hắn chết, nếu không chúng ta đều phải nhập vào, thậm chí muốn liên lụy Nhâm tiền bối. Ngươi nói gì sao, dám lặp lại lần nữa. Diệp Thần ánh mắt nhất thời tức giận, Chu Huyền bị kẹt, là hắn không cách nào ngăn cản, dưới mắt, huyết thần là bạn của hắn, hai người vào sanh ra tử, hiện tại Yên Vũ Tiên Tôn một câu nói. Nhưng muốn hắn vậy buông tha huyết thần, nhìn huyết thần đi chết, cái này quyết không thể tiếp nhận. Tôn chủ thứ tội. Yên Vũ Tiên Tôn rơi lệ quỳ xuống, nói thuộc hạ cũng là vì đại cuộc lo nghĩ, mời tôn chủ nghĩ lại. Đại cuộc lo nghĩ. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng lửa giận lập tức liền dập tắt. Lần này trăm ngày ước hẹn, Nho Tổ đặc biệt cẩn thận, thậm chí mời Huyền Cơ Nguyệt điều động. Nói cách khác. Diệp Thần phải đối mặt Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung hai thế lực lớn, đúng là có rơi xuống nguy hiểm. Nếu như cứng rắn phải đi đến nơi hẹn, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Một khi ảo cảnh kết cục trở thành sự thật, vậy hết thảy đều xong rồi. Hoặc là Diệp Thần chết, hoặc là Nhâm Phi Phàm chết, lại cũng không có vãn hồi chỗ trống. Không, ảo cảnh là ảo cảnh, thực tế thì thực tế, chẳng lẽ chính là một cái Nho Tổ, còn có thể để cho ta khí số tăng tấn. Hoàn toàn chết. Ta không tin. Diệp Thần cắn răng, thủy chung là khó mà tin tưởng. Nho Tổ không được, lại thêm một cái Huyền Cơ Nguyệt đâu. Nếu như hai người cũng không đủ, hơn nữa sau lưng Công Giã Phong, Yên Tịch Kiếm Linh hai cái chim sẻ đâu. Yên Vũ Tiên Tôn lau nước mắt, thanh âm nức nở nói. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, lần này trăm ngày ước hẹn, tuyệt không chỉ là huyết thần và Nho Tổ tranh đấu. Huyền Cơ Nguyệt vậy sẽ dính dấp đi vào. Thậm chí, Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, cũng sẽ ở sau lưng âm thầm rình rập, muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, được bọ ngựa bắt phe, chim sẻ ở phía sau chuyện. Nếu như Diệp Thần đi phó ước nói, nhất định đối mặt ngập trời nguy hiểm. Trong thoáng chốc, Diệp Thần tâm loạn như ma. Không, ta vẫn còn đi, ta đã cùng huyết thần tiền bối thương lượng xong, há có thể lâm trận chạy khỏi. Đại trượng phu chết thì chết vậy, ta không hối hận. Nghĩ ngợi sau một lúc, Diệp Thần ánh mắt đổi được kiên định, nhưng là làm xong quyết đoán. Coi như là có rơi xuống nguy hiểm, hắn đều không thể lâm trận lùi bước. Hắn vậy tin tưởng mình khí vận, tuyệt không phải như thế dễ dàng rơi xuống tồn tại. Thậm chí mỗi một lần sống chết tới giữa, đều là mình nghịch thiên cơ duyên. Nhìn Diệp Thần như vậy cương nghị hình dáng, Yên Vũ Tiên Tôn nán lại hồi lâu. Nói, tôn chủ, ta vẫn là mang ngươi vào ảo cảnh xem, ngươi chính mắt xem kết cục sau cùng, mới quyết định không muộn. Diệp Thần nói, cũng được. Vậy, đắc tội, tôn chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yên Vũ Tiên Tôn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng dắt Diệp Thần tay, và hắn mười ngón tay nắm chặt, hai người bàn tay gian có khói nước tràn đầy sương mù đi ra. Diệp Thần ngẩn người, nói, ngươi làm cái gì vậy?
Yên Vũ Tiên Tôn nói, thuộc hạ tu vi nhỏ, vì ảo cảnh quy luật ổn định, cần trước thời hạn cùng tôn chủ câu thông khí cơ, mời tôn chủ thứ tội. Nói xong tới giữa, Yên Vũ Tiên Tôn liền thân thể cũng dán chặt tới đây, linh khí tràn ngập ra, bao lấy Diệp Thần. Diệp Thần trong lỗ mũi ngửi được một hồi thơm gió, sau đó liền cảm thấy Yên Vũ Tiên Tôn hơi thở, quấn ở trên người hắn. Hắn tuy cảm thấy không ổn, nhưng vì tiến vào ảo cảnh, cũng chỉ tốt kiên nhẫn chấn định trước, thả ra linh khí, cùng Yên Vũ Tiên Tôn hòa hợp. Oanh! Hai người khí cơ một hòa hợp, thì có hàng loạt khói mù mưa khí tràn ngập ra, bao phủ bốn phía, như mộng như ảo. Yên Vũ huyễn mộng thuật, sắc! Yên Vũ Tiên Tôn pháp quyết động một cái, lập tức thi triển ra Yên Vũ huyễn mộng thuật. Diệp Thần chợt cảm thấy đầu một hồi choáng váng, trời đất quay cuồng, ước chừng nửa nén hương thời gian sau này, choáng váng mới thoáng lắng xuống, chung quanh khói mù vậy tản đi, mở mắt vừa thấy, nhưng thấy vô cùng kinh hãi dị cảnh tượng. Trước mắt, là một phiến cung điện phế tích, tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, khói lửa sụp đổ. Phế tích bên trong, có một khối gãy nhào bảng hiệu, in nhô tổ thần điện bốn chữ. Nơi này là nho tổ thần điện, ta đi tới nho tổ thần điện. Diệp Thần rất giật mình, đứng lên nhìn bốn phía, phát hiện mình còn dắt Yên Vũ Tiên Tôn tay, liền vội vàng buông. Tôn chủ, nơi này chính là nho tổ thần điện. Yên Vũ Tiên Tôn gò má một đỏ, xuôi tay đứng ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần ngơ ngác nhìn, không phải nói mình bại sao? Làm sao nho tổ thần điện thành phế tích? Ha ha ha, rốt cuộc giết chết luân hồi chi chủ, quá tốt. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một đạo già nua cười tiếng vang lên, tràn đầy hưng phấn. Rào! Chỉ gặp một đạo thân ảnh, từ trong phế tích phá ra, chính là nho tổ. Cái này luân hồi chi chủ cực kỳ lợi hại, luân hồi huyết mạch nổ, chúng ta thiếu chút nữa thì cho hắn chôn theo. Lại là một bóng người, phá vỡ tường đổ tàn viên, bò ra, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt sợi tóc xốc xếch, áo quần cơ hồ vỡ vụn, cả người khắp nơi vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nho tổ cũng là bụi văng đầy người, mặt đầy dơ bẩn, hình dáng vô cùng là chật vật, nhưng hai người diễn cảm, đều là không che giấu được vui sướng cùng ung dung, tựa hồ giải quyết hết cái gì đại họa trong đầu. Nho tổ than thở một tiếng, nói, luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, đúng là không giống vật thường, nếu như không phải là ta có nguyện vọng thiên tinh hộ thể, ta vậy đã chết, đáng tiếc ta nguyện vọng thiên tinh, đều bị hắn vỡ nát. Huyền Cơ Nguyệt cũng là than thở, nói ta thần La Thiên Kiếm, cũng bị nổ thành sắt vụn, bất quá có thể chu diệt luân hồi chi chủ, vậy coi là không uổng công. Tay nàng bên trong cầm một thanh kiếm, chính là thần La Thiên Kiếm, nhưng thân kiếm một phiến ảm đạm, hiện đầy vết rách, đã thành sắt vụn. Diệp Thần xem được kinh hồn bạt vía, ngơ ngác nói, đây chính là ta kết cục sao? Yên Vũ Tiên Tôn ngạnh tiếng nói, tôn chủ, đây chính là ngươi kết cục, trăm ngày ước hẹn, ngươi chết, trước khi chết tự bạo luân hồi huyết mạch. Muốn cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng, nhưng, kẻ địch đều có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, bọn họ không có chết, ngươi hoàn toàn chết. Diệp Thần trong lòng giật mình, nho tổ có nguyện vọng thiên tinh, Huyền Cơ Nguyệt có thần La Thiên Kiếm, hắn coi như tự bảo, cũng chưa chắc có thể giết chết cái này hai người. Dẫu sao hắn luân hồi huyết mạch, còn không khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái, nếu như khỏe hẳn trạng thái tự bảo, vậy sợ rằng thái thượng chí tôn cường giả, đều khó ngăn cản. Bọn họ tại sao dường như không thấy được chúng ta? Diệp Thần liền đứng ở nơi phế tích, nhưng vô luận là nho tổ vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, tựa hồ cũng không phát hiện hắn. Yên Vũ Tiên Tôn nói, nơi này là ảo cảnh thế giới, thuộc hạ tu vi nhỏ, không dám quá mức đi sâu vào, cho nên là lấy người đứng xem tư thái tiến vào. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, người đứng xem sao? Được rồi, dù sao cũng ảo cảnh, coi như chúng ta thay đổi nơi này kết cục. Vậy không ảnh hưởng tới thực tế thế giới. Dừng một chút, lại hỏi, huyết thần tiền bối đâu? Hắn ở nơi nào? Yên Vũ Tiên Tôn trần chờ một tí, sau đó chán nản nói, hắn ở cho ngươi hạ táng lập bia. Nói xong, Yên Vũ Tiên Tôn vung tay lên, Diệp Thần trước mắt hình ảnh vặn vẹo, không ngừng lóe lên, cuối cùng định cách ở huyết tử ngục. Huyết thần tịch mịch bóng người, trở lại huyết tử ngục bên trong. Toàn bộ huyết tử ngục, tĩnh mịch một phiến, đã không có người sống. Tất cả người, cũng đi theo huyết thần đi phó trăm ngày ước hẹn. Mà hiện tại, chỉ có huyết thần lẻ loi trở về, vậy thì đồng nghĩa với, những người khác đều chết ở nho tổ thần điện.
huyết thần cả người đẫm máu, từng cổ một phép tắc ăn mòn sát phạt quanh quẩn không tiêu tan, hiển nhiên cũng là bị thương rất nặng, hắn lảo đảo bước chân, nhìn vắng lặng tĩnh mịch thành trì, đột nhiên ùm một tiếng quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói. Diệp thần, ta thật xin lỗi ngươi. Sau đó, huyết thần bàn tay run rẩy, từ trong lòng ngực móc ra một khối tàn toái xương. Cục xương này, tràn ngập một đạo lục đạo luân hồi văn lạc, là Diệp thần tự bạo chết sau đó, lưu lại cuối cùng một khối hài cốt. Nhưng mà, huyết thần mai táng khối này hài cốt, là Diệp thần lập bia. Trên tấm bia đá, khắc rõ một hàng chữ. Luân hồi chi chủ vạn cổ. Diệp thần thấy hình ảnh này, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn thật đã chết rồi, chỉ còn lại một khối hài cốt, huyết thần còn thay hắn lập bia tưởng niệm. Ở lẻ loi trước mộ bia, huyết thần tinh thần hoảng hốt, thất hồn lạc phách, ước chừng nán lại 7 ngày. 7 ngày sau đó, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc cố lấy dũng khí, đi tới huyết tử ngục chỗ sâu một phiến thung lũng. Tù ma hạp, huyết long còn bị nhốt ở chỗ này. Huyết thần tiền bối, hẹn hò kết thúc, chủ nhân ta đâu? Huyết long thấy huyết thần tịch mịch bóng người, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn đã chết. Huyết thần đứng yên ở tại chỗ, do dự một tí, rốt cuộc nói ra ngắn gọn lại nặng nề lời nói. Ta chủ nhân đã chết. Huyết long nghe được cái này tin tức, nán lại một tí, cũng không có theo dự liệu tâm trạng mất khống chế, trong mắt là hết sức bình thản thần sắc. Huyết thần thấy hắn bình thản ánh mắt, biết hắn nội tâm đau buồn tới cực điểm, đả kích quá mức to lớn, ngược lại không có tâm trạng hiện ra. Chỉ tiếc ta không thể và chủ nhân cùng chết. Huyết long cười khổ một tí, thân thể khẽ run, quấn quanh ở trên người hắn long hồn oán nghiệp, như ong vỡ tổ mãnh liệt lên, muốn đem hắn đoạt xác. Lòng hắn như cho tàn, không thể kháng ngự, trong mắt dần dần đổi được không rõ ràng, từng tia lệ khí toát ra. Huyết thần vội vàng nói, huyết long, muốn lái một chút, đừng nhường những con rồng kia hồn được như ý, chú ý bị đoạt xác. Ngươi nhất định phải chịu đựng qua đi, sau này và ta liên thủ, thay Diệp thần trả thù. Huyết long thở dài nói, thôi, nếu chủ nhân đã chết, ta sống vậy không có ý gì, coi như giết Huyền Cơ Nguyệt, vừa có thể như thế nào. Chủ nhân ta vậy không thể sống lại. Xin lỗi, huyết thần tiền bối, ta muốn đi xuống cùng chủ nhân ta. Nói xong, huyết long chảy xuống hai giọt nước mắt, cả người bốc dậy đỏ thẫm ánh sáng, rồi sau đó một tiếng nổ, lại là tự bạo mà chết, là Diệp thần chết theo. Toàn bộ tù ma hạp, đều bị nổ thành phế tích. Nổ đợt khí truyền tới, huyết thần liên tiếp lui về phía sau, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Ta hại chết Diệp thần, lại hại chết huyết long, tội nghiệt ngút trời, ta lại có mặt mũi nào tùy tiện còn sống. Một câu nói xong, huyết thần đột nhiên rút kiếm tự vận, cổ máu tươi văng tung tóe, thân thể lệch một cái, ngã nhào trên đất, vậy hoàn toàn chết. Không. Diệp thần toàn bộ hành trình nhìn xong, chỉ hù được tâm đảm câu liệt, ra đầu phát nổ, xông tới muốn ngăn ở huyết thần. Nhưng, hắn một xông tới, hình ảnh chính là vặn vẹo, sau đó tiêu tán. Hắn chỉ là một người đứng xem. Mà nơi này, cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thực tế bên trong, huyết thần và huyết long cũng sống khỏe mạnh. Tôn chủ, đây là cái đầu tiên kết cục, người như tham chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liên quan huyết long và huyết thần, cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Yên Vũ Tiên Tôn thanh âm bi thương, nếu như Diệp thần đi phó ước nói, đây chính là kết cục. Không, sẽ không. Diệp thần trong lòng khó mà tin tưởng. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ, dù sao vị kia huyết thần, cũng là muốn chết, ngươi không bằng buông tha hắn, chỉ ít còn có thể gìn giữ tánh mạng, sau này là hắn báo thù. Bót! Diệp thần nghe được nàng lời này, nhưng là tức giận khó khăn làm, không nhịn được tát qua một cái. Yên Vũ Tiên Tôn gương mặt thanh lệ, nhất thời hiện ra sưng đỏ trưởng ấn, nàng bụng mặt, rơi lệ quỳ xuống, im lặng không lên tiếng. Diệp thần thấy nàng điềm đạm đáng yêu hình dáng, than thở một tiếng, khẽ vuốt gò má mặt nàng, đem nàng đỡ dậy, nói thật xin lỗi, thất thất, ta tạm thời xung động, cái này cuối cùng là ảo cảnh thôi, không phải là thật, trận chiến này ta nếu không tham dự, huyết thần tiền bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không thể vứt bỏ hắn. Yên Vũ Tiên Tôn khóc thút thít, không nói gì nữa. Diệp thần thở dài nói, vậy cái thứ hai kết cục đâu? Ta muốn xem. Yên Vũ Tiên Tôn nói, cái thứ hai kết cục, Nhâm Phi Phàm tiền bối tự mình tham gia, một kiếm giết sạch Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung tất cả người,
bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng cuối cùng hắn bại lộ nhân quả, bị ván cờ người sau lưng, cực hạn đổi một lần một giết chết. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta biết, ta muốn xem. Yên Vũ Tiên Tôn nói, thuộc hạ tu vi nông cạn, không thể tái hiện này cùng hình ảnh, bởi vì Nhâm Tiền Bối và Vạn Khư cuối cùng cường giả, đều là vô cùng cường hãn tồn tại, coi như là ở hư ảo trong thế giới, nói tới bọn họ nhân quả, đều sẽ có khó lường thiên phạt kiếp nạn hạ xuống, thuộc hạ không thể chịu đựng, nếu như tôn chủ muốn xem, có thể tự đi suy diễn. Diệp Thần nói, tự đi suy diễn, vậy phải ta làm sao suy diễn? Thuộc hạ nơi này có một môn giả cửu thiên thần thuật, là tôn chủ kiếp trước lưu lại, tôn chủ chỉ cần tu luyện thành công, là được suy diễn đến ngày xưa ảo cảnh tất cả kết cục. Yên Vũ Tiên Tôn móc ra một phiến ngọc giản này bên trên, có khắc gió lớn lôi bạo bốn chữ. Ta kiếp trước lưu lại cơ duyên sao? Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, cảm thấy một hồi vô cùng kinh khủng phong lôi hơi thở, tựa như một tí nổ, liền có thể san bằng chư thiên, uy năng đặc biệt khủng bố. Yên Vũ Tiên Tôn nói, đúng vậy, cửa này gió lớn lôi bạo, là từ Hy Hoàng lôi ấn bên trong, diễn hóa ra tới giả cửu thiên thần thuật, truyền thuyết tuyên thời xưa, có một vị được gọi là thế gian cấm kỵ nhân vật lớn tu luyện qua, sau đó lưu truyền đến Nhâm Tiền Bối trong tay, cuối cùng Nhâm Tiền Bối đưa cho kiếp trước ngươi. Hy Hoàng lôi ấn, là chân chánh cửu thiên thần thuật, cũng là Nhâm Phi Phàm tuyệt thế thần thông. Thần thông như vậy, long trời lở đất, uy năng khó có thể tưởng tượng, mà gió lớn lôi bạo, chính là từ Hy Hoàng lôi ấn diễn hóa ra tới giả thuật. Tuy là giả thuật, nhưng dẫu sao và cửu thiên thần thuật có liên quan, uy lực cũng là tương đương khủng bố. Thế gian cấm kỵ vậy tu luyện qua. Diệp Thần sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới Hoang Lão. Nếu như Yên Vũ Tiên Tôn nói không sai mà nói, vậy xem ra ở cực kỳ lâu trước kia, Hoang Lão cũng từng tu luyện qua cửa này giả thuật. Được, đa tạ ngươi, Thất Thất, ta sẽ mau sớm luyện thành môn thuật pháp này. Diệp Thần siết chặt gió lớn lôi bạo tu luyện ngọc giản, nói. Yên Vũ Tiên Tôn nói, vậy trăm ngày ước hẹn. Diệp Thần nói, ta tự nhiên phải đi, ảo cảnh là ảo cảnh, thực tế thì thực tế, vô luận kết quả như thế nào, ta đều không thể lùi bước, nếu như bị Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt biết, ta lại có thể lâm trận chạy khỏi, vậy ta vẫn là ngày xưa luân hồi chi chủ. Lòng hắn bên trong đã làm xong quyết định, coi như biết rõ hung hiểm, vậy tuyệt không thối lui. Ảo cảnh kết cục, mặc dù thê thảm, nhưng dẫu sao là ảo cảnh thôi, thực tế sự việc còn không phát sinh, há chịu bởi vì trước mắt hư ảo, mà lâm trận chạy khỏi. Yên Vũ Tiên Tôn thân thể mềm mại chấn động một cái, nhìn Diệp Thần thân ảnh to lớn, cương nghị diễn cảm, ngơ ngác không nói ra lời. Hồi lâu, Yên Vũ Tiên Tôn lau rơi nước mắt, răng cắn môi một cái, nói, được, tôn chủ, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ chống đỡ ngươi, vậy ở ước chiến bắt đầu trước. Ngươi liền ở lại trong ảo cảnh, tu luyện gió lớn lôi bạo, tăng lên thực lực, ta sẽ điều chỉnh ảo cảnh thời gian, tận lực để cho ngươi hơn chút thời gian tu luyện. Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật, có thể chế tạo ảo cảnh, thay đổi thời gian pháp tắc, ban đầu ở Huyễn Trần Yên trong ảo cảnh, Diệp Thần liền vượt qua 10.000 năm, thu được ích lợi không cạn. Hiện tại, Yên Vũ Tiên Tôn vậy bố trí ảo cảnh, có thể là Diệp Thần tranh thủ được càng nhiều hơn thời gian. Diệp Thần đại hỉ. Nói, đa tạ ngươi, Thất Thất. Yên Vũ Tiên Tôn khẽ mỉm cười, nói, phi tôn chủ ra sức, là thuộc hạ bổn phận, bất quá tôn chủ trên mình ngươi, đã có qua một lần Yên Vũ Huyễn Mộng nhân quả dấu vết, sẽ ở trong ảo cảnh tu luyện, áp lực sẽ không so to lớn, ta sẽ vì ngươi điều chỉnh đến thích hợp đúng mực, nếu như ngươi không nhịn được, nhất định phải trước thời hạn đi ra. Diệp Thần nói, ta biết. Lập tức Diệp Thần liền ở lại ảo cảnh bên trong, Yên Vũ Tiên Tôn cháy máu tươi. Gò má hơi đổi được trắng bệch, cả người linh khí cũng điều động, để cho Diệp Thần từ một người đứng xem, hoàn toàn dung nhập vào ảo cảnh trong thế giới đi. Rất nhanh, Diệp Thần chính là tiến vào ảo cảnh bên trong, xuất hiện ở Lê Hoa trên đảo. Lê Hoa đảo bên ngoài thế giới, là hư vô một phiến, vì bảo đảm phép tắc ổn định, Yên Vũ Tiên Tôn chỉ chế tạo ra cái này phiến ảo cảnh, chỉ có Lê Hoa đảo một chỗ, không có những thế giới khác tồn tại. Diệp Thần người ở Lê Hoa trên đảo. Quả nhiên cảm thấy tinh thần áp lực, đột nhiên tăng vọt, như có thái sơn áp đỉnh. Thậm chí mơ hồ để cho hắn không thở nổi. Tôn chủ, có thể chịu đựng sao? Yên Vũ Tiên Tôn nhu nhược bóng người, ở Lê Hoa khói mù bên trong hiện lên, đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng hỏi. Tạm được. Diệp Thần cười một tí, phần này áp lực,
còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong, ngược lại là có thể tiếp nhận. Tôn chủ, thời gian kế tiếp, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi, ngươi có gì phân phó, cứ mở miệng, ta đều có thể thỏa mãn. Yên Vũ Tiên Tôn ôn nhu nói. Được, đa tạ. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, liền ngồi xếp bằng xuống, cầm lên gió lớn lôi bạo ngọc giản, ngưng thần bắt đầu tìm hiểu tới. Có Yên Vũ Tiên Tôn ở bên người, hắn có thể yên tâm tu luyện, cũng không cần lo lắng bị ngoại vật quấy rầy. Gió lớn lôi bạo, là giả cửu thiên thần thuật, dẫn động phong lôi hơi thở, ngưng tụ bàn tay, một chưởng oanh đánh ra, thì có động trời phong lôi nổ, uy thế vô cùng lợi hại. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần chính là chuyên tâm hiểu gió lớn lôi bạo. Lấy hắn năng lực, nếu như là phổ thông thần thông, một cái chớp mắt liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng cái này gió lớn lôi bạo, xuất xứ từ Hy Hoàng lôi ấn, đặc biệt phức tạp, trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng luyện thành. Diệp Thần ở trong ảo cảnh tu luyện ước chừng trăm năm, mới khó khăn lắm mò tới gió lớn lôi bạo ngưỡng cửa. Một môn giả thuật, lại có thể thâm ảo như vậy, nếu như là chân chánh cửu thiên thần thuật, thật không biết sẽ cao thâm đến cái gì bước. Diệp Thần không khỏi được khen ngợi, nghe nói chân chính cửu thiên thần thuật, so giả thuật thâm ảo hơn gấp vạn lần, muốn tu luyện, trừ nhìn thiên phú năng lực, còn muốn xem tự thân võ đạo căn cơ, khí vận sâu cạn vân. Vân, thật không biết Nhâm Phi Phàm tiền bối, là tu luyện như thế nào viên mãn. Diệp Thần bộc phát cảm giác được, Nhâm Phi Phàm mạnh mẽ. Có thể đem Hy Hoàng lôi ấn, tu luyện tới đại viên mãn, Nhâm Phi Phàm thiên phú, dĩ nhiên là không có thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, Nhâm Phi Phàm năm đó và mình lại là như thế nào quen biết. Hai vị thiên tài tới giữa, năm đó kết quả chuyện gì xảy ra? Bất quá, trước thấy kết cục kết quả là thật là giả, nếu như ta đi phó ước nói, Nhâm tiền bối có thể sẽ bởi vì cứu ta, bỏ mình chết. Diệp Thần nghĩ tới vậy cái thứ hai kết cục, bất an trong lòng. Lúc này hắn đã luyện thành gió lớn lôi bạo, kiếp trước luân hồi huyết mạch, tiến một bước hồi phục, có thể tự đi suy diễn trong ảo cảnh kết cục. Gió lớn lôi bạo, tan biến nhân quả, đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vậy không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra gió lớn lôi bạo. Nhất thời, mình mông hư không, vô tận bát hoang, chư thiên phong lôi hơi thở, cuồn cuộn đi Diệp Thần lòng bàn tay hội tụ đi. Diệp Thần trong lòng bàn tay, nhất thời hiện ra một viên to lớn lôi cầu. Viên này lôi cầu, dịch thấu trong suốt, mang một chút màu xanh biếc, tựa như tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy. Mà đây tuyệt đẹp sau lưng, là đáng sợ phá hoại hơi thở, còn có uy áp ngập trời. Ngưng tụ ra viên này lôi cầu, Diệp Thần linh khí, cơ hồ tiêu hao một nửa. Oanh! Lôi cầu oanh tạc ra, rơi vào Lê Hoa đảo bên ngoài trong hư không, nhất thời đưa tới kinh khủng nổ. Khí lãng nổ khắp nơi đụng, tất cả nhân quả gông xiềng, cũng bị phá vỡ. Nháy mắt tức thì, Lê Hoa đảo bên ngoài không gian, không ngừng vặn vẹo, dần dần nổi lên sơn xuyên con sông, cung điện kiến trúc hình ảnh. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đem hình ảnh phong tỏa đến Nho Tổ Thần Điện bên trong. Hắn thấy được Nhâm Phi Phàm bóng người, đứng ngạo nghễ hư không, tay cầm trường kiếm, vô cùng huy hoàng thần dũng. Ở Nhâm Phi Phàm phía dưới, nằm hai cổ thi thể, là Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt. Bọn họ cái này hai vị khí vận người đều đang bị Nhâm Phi Phàm giết chết. Toàn bộ Nho Tổ Thần Điện, cũng được một mảnh phế tích, bên trong thần điện tất cả đệ tử chết hết sức, máu chảy thành sông, thiên địa đỏ nhiễm, hình ảnh đặc biệt khủng bố. Tại đại điện ra, còn có hai cổ thi thể, là Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh. Cái này hai người, cũng bị Nhâm Phi Phàm giết chết, trên khuôn mặt đỉnh cách vô cùng kinh hãi, vô cùng sợ hãi thần sắc. Nhâm Phi Phàm thực lực mở hết, không để ý nhân quả giết người, vậy thì thật là ai cũng không đỡ được, coi như là Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Công Giã Phong, Yên Tịch Kiếm Linh cộng lại, đều phải bị hắn một kiếm trong nháy mắt giết. Đây chính là Nhâm tiền bối thực lực chân chính sao? Xem ra ta còn đánh giá thấp. Diệp Thần vô cùng rung động, sống lưng từng cây một tóc gáy dựng ngược lên, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm không để ý hậu quả, mở đỉnh cấp thực lực, lại là như vậy đáng sợ. Diệp Thần thấy được trong ảo cảnh mình, Huyết Thần, còn có Kỳ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân cùng mấy cô gái, cũng núp ở Nhâm Phi Phàm phía sau, đều là trợn mắt hốc mồm hình dáng. Thằng nhóc, ta vì ngươi chém hết phù tạp, hôm nay ta nguy cơ buông xuống, ngươi đi nhanh đi. Nhâm Phi Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn trong ảo cảnh Diệp Thần, trong mắt khóc chảy máu mắt, vung tay lên,
một cổ kính lực quét ra, đem Diệp Thần các người, toàn bộ đưa đi. Ha ha ha, Nhâm Phi Phàm, người rốt cuộc bại lộ. Ngay tại lúc này, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, gió nổi mây vần, tầng tầng cung điện, từng mảnh tiên cảnh, ở vạn trượng sáng mờ, thiên trọng thụy hà vờn quanh hạ, nổi lên. Chính là Vạn Khư Thần Điện. Ngày hôm nay ngươi và Luân Hồi Chi Chủ, liền chết ở chỗ này đi. Thiên Nữ Công Chúa cũng không cứu được ngươi. Một đạo tràn đầy uy nghiêm, vô cùng ác liệt thanh âm, vang khắp bầu trời. Bầu trời nứt ra, lại có thể sản sinh ra một song song máu đỏ trong mắt, không ngừng mở ra trước, tựa hồ là tìm kiếm chút gì. Rốt cuộc, tất cả trong mắt, ánh mắt đều tụ tập ở Nhâm Phi Phàm trên mình. Thiên kiếm trở về vị trí cũ, Chu Diệt phản nghịch. Vậy vang dội thanh âm, từ Vạn Khư Thần Điện bên trong nổ vang, truyền xuống. Hạ một sát, Thần La Thiên Kiếm và Yên Tịch Thiên Kiếm, đều là thần quang bùng nổ, xông lên bay lên thiên. Huyền Cơ Nguyệt đã chết, Thần La Thiên Kiếm mất đi chủ nhân, Vạn Khư Thần Điện một tiếng kêu gọi, liền có thể khống chế kiếm này. Bất quá thời khắc này Thần La Thiên Kiếm đã phủ đầy vết rách, hiển nhiên không cường thế đi nữa. Nhưng quỷ dị chính là, làm Thần La Thiên Kiếm xuất hiện ở Vạn Khư trên tay, vậy vết rách lại biến mất. Lại là tràn đầy linh khí. Điều này sao có thể? Thiên kiếm đều như vậy, Vạn Khư lại vẫn có thể phục hồi như cũ. Mà Yên Tịch Thiên Kiếm, tuy là Hồng Thiên Kinh binh khí, nhưng vậy bị Vạn Khư nắm trong tay, hơn nữa kiếm linh vậy bỏ mình, tự nhiên cũng là bị Vạn Khư ung dung khống chế. Hai cây thiên kiếm, mũi nhọn bùng nổ đến mức tận cùng, chém thẳng Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm gương mặt biến sắc, hai thanh kiếm này, sau lưng nhưng mà Vạn Khư Thần Điện chí cao cường giả đang thao túng. Mặc dù bị quy tắc ngăn trở, nhưng kiếm khí uy lực mạnh, cũng là khó có thể tưởng tượng. Hai kiếm chém xuống, kiếm khí biến dạng hư không, hàng tỷ nặng không gian sụp đổ, tựa như vũ trụ đại lộ đều phải bạo diệt. Chỉ bằng vào hai cây kiếm, cũng muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên kết ấn, lôi quang lao nhanh, ngàn vạn tầng sấm sét hơi thở, trong nháy mắt hội tụ, ở hắn quanh thân hiển hóa ra rất nhiều sấm sét thiên long. Kỳ Lân, Phượng Hoàng Vân, Vân Huy Hoàng khí tượng, Hy Hoàng lôi ấn, hạ một sát, Nhâm Phi Phàm giấu tay đánh ra, như hàng tỷ thiên lôi nổ, vô cùng lôi uy điên cuồng cuộn sạch đi ra ngoài. Bình bịch bịch, vô số sấm sét nổ, đánh vào Thần La Thiên Kiếm và Yên Tịch Thiên Kiếm trên mình. Hai thanh kiếm này, ô minh một tiếng, ngay tức thì mất đi tất cả ánh sáng, trực tiếp rơi xuống đất, lại là bị Nhâm Phi Phàm đánh tan linh khí thần vận. Tạm thời thành sắt vụn, muốn khôi phục, không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Được, được, tốt, không hổ là Nhâm gia tuyệt thế thiên tài, nếu như ngươi ở lại thái thượng thế giới, nơi nào có thiên nữ công chúa vị trí. Ngày hôm nay nếu không giết ngươi, ngày khác để cho ngươi và luân hồi chi chủ liên thủ, tất thành họa lớn. Lão phu liều mạng đổi một lần một, cũng phải đổi ngươi tánh mạng. Bầu trời bên trong, Vạn Khư Thần Điện vô cùng cung điện kiến trúc. Các loại tiên gia khí tượng, bị Nhâm Phi Phàm Hy Hoàng lôi ấn đánh vào, đều là tan thành mây khói. Nhưng thanh âm kia, cũng không có tiêu tán, ngược lại kiên quyết, tựa hồ làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Sau đó, một đạo tinh mang từ trên trời hạ xuống, ánh sáng bên trong tựa hồ có một đạo ông lão bóng người, nhưng quá mức sáng chói nhức mắt, Diệp Thần vậy không thấy rõ. Hắn chỉ thấy đạo tia sáng này, đáp xuống, rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình. Vô số bóng sáng lưu chuyển. Tựa như ngay lập tức tới giữa, chiến ngàn chiêu. Nhưng ngay sau đó, Nhâm Phi Phàm thân thể, nhưng là đột nhiên phân bố vết rách, rồi sau đó, hoàn toàn chết tiêu tán. Lão kia người giống như vậy. Ở trước khi chết, hắn vẻ mặt như cũ lạnh lùng, tựa hồ đã dự liệu được. Có thể đổi một cái người bầy bố, ta cũng coi là không uổng công. Nhâm Phi Phàm trước khi chết thở dài một tí, vẫy tay để cho Diệp Thần. Huyết thần các người, hoàn toàn rời đi. Những cái kia ván cờ sau lưng chung người cực mạnh, thực lực tự nhiên so Nhâm Phi Phàm cường đại hơn, nhưng bọn họ bị quy tắc hạn chế, không thể tùy tiện hạ xuống thiên nhân vực, hiện tại hạ xuống, muốn giết Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể là cực hạn đổi một lần một. Diệp Thần mắt thấy một màn này, rung động được tột đỉnh. Kết cục này, Nhâm Phi Phàm là hoàn toàn chết. Vạn Khư Thần Điện chung người cực mạnh cửa, vì diệt trừ luân hồi chi chủ. Bóp chết uy hiếp, ý chí cũng là vô cùng khủng bố, lại có thể liều mạng đổi một lần một,
vậy muốn giết chết Nhâm Phi Phàm, giải quyết luân hồi chi chủ một cái mạnh mẽ trợ lực. Đây là khó có thể tưởng tượng quyết tâm cùng dũng khí. Ô, gió thổi qua, Diệp Thần trước mắt ảo cảnh hình ảnh, cũng là hoàn toàn biến mất. Hụ, Diệp Thần ho khan kịch liệt một tí, chỉ cảm thấy khí huyết nghịch xông lên, tạng phủ chấn động, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Tôn chủ, người không có sao chứ? Yên Vũ Tiên Tôn lật đật đỡ Diệp Thần, ôn nhu nói. Không có sao, hụ, nhân quả liên lụy quá lớn, có chút để không chịu nổi. Diệp Thần tim bịch bịch nhảy lên, kinh mạch máu tán loạn, như muốn nổ tung. Cái này một tí suy diễn ảo cảnh kết cục, Diệp Thần cũng là được liền chấn động nghiêm trọng. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng toàn lực bùng nổ Nhâm Phi Phàm, còn có ván cờ sau lưng chung người cực mạnh cửa, bọn họ tồn tại, chính là nói tới một tí, cũng sẽ dung chuyển thiên địa, đánh vỡ càn khôn, chớ nói chi là suy diễn bọn họ kết cục. Thật may kết cục này, kiếp trước luân hồi chi chủ, đã suy diễn qua, Diệp Thần là đạp người xưa bước chân, nếu không, hắn hiện tại đã chết. Ván cờ sau lưng chung người cực mạnh, nơi nào là hắn bây giờ có thể rình rập. Hiện tại, hắn đã thấy tương lai một cái khả năng kết cục. Nếu như hắn đi phó ước nói, Nhâm Phi Phàm rất có thể hạ xuống, cường thế ra tay, thay hắn chém hết tất cả vô tạp, nhưng kết quả chính là, Nhâm Phi Phàm bại lộ, bị Vạn Khư đổi một lần một giết chết. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cũng vừa là thầy vừa là bạn, người sau là hắn cường đại nhất trợ lực, nếu như mất đi Nhâm Phi Phàm, tương lai đường, đem sẽ thành được vô cùng gian hiểm, lại cũng không người có thể chỉ dẫn hắn. Tôn chủ, thôi, trăm ngày ước hẹn, người chớ đi, cái này hai cái kết cục, cũng quá mức bi thảm, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Yên Vũ Tiên Tôn nước mắt lại chảy xuống, nắm Diệp Thần bàn tay, nước mắt từng giọt tuột xuống. Diệp Thần mờ u bàn tay bị nàng nước mắt dính ướt, trong lòng lại là yêu thương, lại là thổn thức, nói, bây giờ cách ước chiến, chỉ còn lại mấy ngày. Tu luyện gió lớn lôi bạo, Diệp Thần ở trong ảo cảnh vượt qua trăm năm, bất quá ở Yên Vũ Tiên Tôn dưới thao túng, thời gian pháp tắc thay đổi, cho nên bên ngoài đi qua thời gian cũng không có như vậy rất lâu. Diệp Thần một mực lưu ý thời gian trôi qua, bây giờ cách trăm ngày ước hẹn, chỉ còn lại mấy ngày. Mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng khóc, ta nhất định sẽ sống trở về. Diệp Thần nhẹ nhàng thay Yên Vũ Tiên Tôn lau sạch nước mắt, hắn hiện đang dòm ngó ảo cảnh kết cục, bị nhân quả cắn trả, khí huyết hỗn loạn không nhẹ, cần chút thời gian điều dưỡng, mấy ngày vừa đủ. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là muốn đi tìm một tí Nhâm Phi Phàm, làm rõ ràng nghi ngờ trong lòng. Yên Vũ Tiên Tôn vành mắt đỏ bừng, nước mắt vô luận như thế nào cũng không ngừng được, trầm mặc không lên tiếng. Nửa ngày sau, Diệp Thần đi tới Thiên Nhân Vực một tòa cự phong bên trên. Cự phong cắm thẳng vào trời cao, vân tiêu bên trong lại là do sấm sét vần quanh. Diệp Thần thật ra thì trong lòng cũng không biết Nhâm Phi Phàm kết quả ở nơi nào, nhưng là hắn tu luyện gió lớn lôi bạo, mặc dù là giả cửu thiên thần thuật, và Nhâm Phi Phàm cửu thiên thần thuật chênh lệch khá xa, nhưng bỏ mặc nói thế nào cũng là đồng nguyên. Hơn nữa trên hai người dính nhân quả, hắn dự cảm sẽ ở chỗ này thấy Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, hai tròng mắt đóng chặt, để cho mình cường đại sinh mệnh lực khôi phục thương thế trên người. Đồng thời, hắn đang đợi Nhâm Phi Phàm. Cái này nhìn như không hợp suy luận chờ đợi, lại có Khương Thái Công câu cá người muốn mắc câu kỳ hiệu. Cự phong bên trên, gió lớn dậy, mây đen phun trào, một vòng luân quỷ dị đỏ thắm huyết nguyệt khó hiểu trôi lơ lửng trời cao. Không biết là ảo cảnh, cũng hoặc là chân chánh tháng. Nhâm Phi Phàm tới. Một đạo to lớn hắn tràn ngập hoang cổ hơi thở chỉ như vậy hạ xuống ở Diệp Thần bên người. Nhâm Phi Phàm rất là tò mò nhìn một cái Diệp Thần, nói, ngươi ở chờ ta. Diệp Thần hai tròng mắt mở ra, lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn chỉ là ôm trước thử một lần thái độ, tuyệt đối không nghĩ tới, thật thấy Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần vội vàng đứng lên, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên ngậm miệng, thần sắc nặng nề. Hắn vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm vậy đạo kết cục, liền trong lòng có chút áy náy. Mặc dù đây cũng không phải là thực tế, nhưng dựa theo thôi diễn thế đi, đích thực sẽ phát sinh. Hắn không hy vọng Nhâm Phi Phàm cần phải trần vậy đạo kết cục. Vô luận như thế nào, đây là hắn và huyết thần sự việc, không thể để cho Nhâm tiền bối nhúng tay vào. Diệp Thần nghĩ rõ ràng hết thảy, ngưng trọng nhìn Nhâm Phi Phàm,
chắp tay nói, Nhâm tiền bối, qua mấy ngày, người có gì an bài? Nếu như Nhâm phi phàm trăm ngày ước hẹn vừa vặn có chuyện cần xử lý, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhâm phi phàm con người híp lại, con người huyết nguyệt không ngừng lưu chuyển, hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên có hứng thú hỏi thăm chuyện ta? Là phát sinh cái gì? Nhâm phi phàm cảm thấy Diệp thần trên người có nồng đậm nhân quả, thậm chí cái này nhân quả quan hệ đến mình. Nhưng hắn không có lựa chọn suy diễn và suy đoán, hắn biết Diệp thần rất ít xuất hiện loại biểu tình này, nếu như Diệp thần không nói, tất nhiên có lý do của hắn. Diệp thần sờ một cái đầu, tiếp tục nói, Nhâm tiền bối, nếu như qua mấy ngày ngươi không có chuyện gì, có thể đáp ứng không ta an tâm tu luyện, không nên nhúng tay bất kỳ sự việc. Nhâm phi phàm tựa hồ đoán được cái gì, lộ ra một đạo nụ cười, thằng nhóc, ngươi chẳng muốn ta nhúng tay ngươi và nho tổ trăm ngày ước hẹn. Diệp thần ngẩn ra, biết chắc không gạt được Nhâm phi phàm, chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái, ưng. Nhâm phi phàm hai tay chắp sau lưng, xoay người, ngưng mắt nhìn vậy đám mây biển, có thể cho ta một cái lý do sao? Diệp thần cưỡng ép chế trụ nói ra kết cục sự việc, nghiêm túc nói, ta trong giấc mộng, mộng gặp ngươi nhúng tay bàn cờ này, bị thượng vị giả phát hiện. Hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên ta hy vọng Nhâm tiền bối bữa trước không nên ra tay. Nhâm phi phàm hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp thần, gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi, tận lực không nhúng tay vào. Nghe được tận lực hai chữ, Diệp thần biết Nhâm phi phàm còn không có hiểu thế cục nghiêm trọng tính, hắn muốn nói cái gì, nhưng huyền hàn ngọc thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Thằng nhóc, ngươi đừng uổng phí thời gian, xem Nhâm phi phàm loại cấp bậc này tồn tại, quyết định của người khác không cách nào ngăn trở. Hắn là ngươi hộ đạo người. Ngươi không nguyện ý vì buông tha huyết thần trở lui xúc, Nhâm phi phàm lại làm sao có thể sẽ buông tha ngươi đâu. Trong ảo cảnh cái đó kết cục, hồi nào không phải Nhâm phi phàm nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Ở hắn nhận biết bên trong, ngươi ý nghĩa tồn tại vượt qua xa hắn. Nếu thật có một ngày, ngươi và Nhâm phi phàm chỉ có thể một người sống sót, vậy thì chỉ có ngươi. Biết chưa? Diệp thần ngay tức thì đọc hiểu huyền hàn ngọc ý, hắn thở dài một tiếng. Lần nữa nhìn về phía Nhâm phi phàm, nhiều một chút phức tạp tình cảm. Hắn Diệp thần có tài đức gì có cái loại này kiếp trước bản thân, lại có tài đức gì có cái này nhất thế lớn mạnh như vậy người bảo vệ. Chẳng biết tại sao, Diệp thần hốc mắt có chút ửng đỏ. Hoặc giả là bởi vì Nhâm phi phàm trong ảo cảnh kết cục, lại hoặc giả là bữa trước thấy Chu Uyên sau liền tâm cảnh có chút chập chờn. Diệp thần ngồi xuống, nhìn về phía vậy đám mây biển, nói, Nhâm tiền bối. Chúng ta năm đó là như thế nào quen biết? Nhâm phi phàm thân thể ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp thần lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Hắn có thể cảm nhận được Diệp thần ngữ khí biến hóa, có chút thương hại, lại có chút nặng nề, càng nhiều là hoài niệm. Trong một cái chớp mắt này, thậm chí để cho Nhâm phi phàm cảm thấy, cái đó ngày xưa luân hồi chi chủ thật trở về. Ước chừng ba tức, Nhâm phi phàm ngồi xuống, lộ ra một đạo đã lâu nụ cười, mở miệng nói. Người ta từng ở một nơi hư không bí cảnh gặp nhau. Khi nhìn thấy người một khắc kia, ta cũng cảm giác thế gian thật có nhân quả. Người ta cũng không nói qua một lời, thậm chí không hề biết lẫn nhau tên chữ, nhưng ở sống chết tới giữa, thậm chí có vượt quá tầm thường ăn ý. Ta ở trên mình ngươi thấy được ta, mà ngươi cũng ở đây trên người ta thấy được ngươi. Chúng ta cũng từng bình thường, cũng đều không tầm thường. Chúng ta mang trong lòng thiên hạ. Mưu toàn thay đổi vô hình kia bên trong tù khốn người đời gông xiềng. Vạn khư cũng tốt, khác cũng được, phàm là có người, thì có giang hồ. Chung có người muốn đứng ra, bảo vệ một khối thiên đường. Người cầm kiếm tuyên bố diệt vạn khư, dẫn nhân quả lôi kiếp. Ta huyết nguyệt đồ thương thiên, nguyện tàn sát hết xem mạng người như cỏ rác người. Thế gian nhất không chịu nổi chính là nhân tính. Ta lúc ấy muốn, như có một ngày ngươi đi. Có lẽ thế gian liền không có người nào cùng ta chân chính cầm rượu nói vui mừng. Nếu nói là quen biết, chúng ta quen biết quá lâu, nhưng vừa xa lạ quá lâu. Diệp thần mơ hồ rõ ràng liền cái gì, nhưng lại có chút hoảng hốt, hắn có thể từ nơi này nói thẳng toái ngữ bên trong đọc hiểu một ít đoạn phim, nhưng không cách nào thấy toàn cảnh, chỉ sợ là Nhâm phi phàm sợ kiếp trước nhân quả để cho một số người phát hiện đi. Bất quá đáp án này, Diệp thần đủ hài lòng. Nhâm tiền bối. Cảm ơn. Diệp thần đột nhiên nói. Nhâm phi phàm có chút bất ngờ, nhưng vừa tựa hồ ở tình lý bên trong, tay phải ở hư không vung lên, một bình rượu liền xuất hiện ở trong tay,
hắn hào hấp một cái, rồi sau đó đưa cho Diệp Thần, rất lâu không uống rượu, qua mấy ngày chính là trăm ngày ước hẹn, coi như là dùng bầu rượu này, chúc ngươi thành công trở về. Diệp Thần nhận lấy bầu rượu, ừng ực uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem bầu rượu ném ở sau lưng. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác mấy ngày này kiềm chế, cũng bởi vì cái này miệng rượu giảm bớt. Cái này hoặc giả liền là bạn. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói, ngươi tựa hồ còn có vấn đề muốn hỏi ta, chỉ cần không quá hơn liên quan tới kiếp trước nhân quả, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Diệp Thần cái này vừa nghĩ đến Chu Uyên sự việc, đây cũng là hắn lần này tới gặp Nhâm Phi Phàm một trong những lý do, hắn nói thẳng, Nhâm tiền bối, ngươi có thể nghe qua thập kiếp thần ma tháp. Nhâm Phi Phàm hiển nhiên là biết thập kiếp thần ma tháp sự việc, diễn cảm cực kỳ cổ quái nhìn về phía Diệp Thần, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái vấn đề này không được, bất quá dưới mắt tới xem, người đã sách sớm tiếp xúc tới thứ này, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Diệp Thần rất rõ ràng, Nhâm Phi Phàm không cách nào quá nhiều tiết lộ thập kiếp thần ma tháp sự việc, chỉ có thể tiếp tục nói, vậy ngươi có biết một cái kêu là Bạch Liên cô gái? Biết, Nhâm Phi Phàm trả lời rất dứt khoát. Có thể nói một chút nàng sao? Diệp Thần nói, Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt lưu chuyển, khá là cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, nói, người phụ nữ này đã từng truy đuổi qua ngươi. Phốc, Diệp Thần thiếu chút nữa thất thố, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một mực thần bí khó lường Nhâm Phi Phàm lại đột nhiên tới đây sau một câu. Nhâm Phi Phàm đưa tay ra, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường, thả nói, không bằng ngươi chính mắt xem đi. Cái này Bạch Liên, ngươi cha nàng. Diệp Thần có chút bất ngờ, mình ban đầu bước vào thập kiếp thần ma tháp thời điểm, đối phương giọng nói vô cùng hắn lãnh đạm, thậm chí có một chút nhạo báng và xa lạ, sau đó mới biết được người phụ nữ này biết mình, hết thảy các thứ này hắn cũng có thể tiếp thụ, nhưng mình cha nàng vậy là cái gì quỷ? Diệp Thần nhắm mắt lại, làm một lần nữa mở ra lúc đó, phát hiện mình thân ở một phiến hoa sen trắng mở chi địa. Hắn biết, đây là Nhâm Phi Phàm muốn cho mình thấy được ảo cảnh. Cách đó không xa, một phiến bạch liên bên trên, có hình một vòng tròn tấm đá, trên tấm đá phủ đầy phù văn, thậm chí mơ hồ có chút giống lục đạo luân hồi bàn, một cái giữa trán lộ ra rừng rưng và cao ngạo thanh niên ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Diệp Thần biết, đây cũng là mình kiếp trước, cái đó bố trí đối kháng vạn khư luân hồi chi chủ. Bất quá từ mặt mũi tới xem, bây giờ luân hồi chi chủ còn rất là trẻ tuổi, thậm chí có thể không có gặp phải khúc trầm yên. Ngay tại lúc này, nước gợn dạo rực. Một cái cả người quần áo trắng cô gái lại từ trong nước đi ra. Đây là một cái vô cùng đẹp cô gái, như băng núi tuyết liên vậy, tràn đầy thánh khiết và đạm nhã mỹ cảm. Mấu chốt nước kia bên trong ngâm nhuộm vóc người, càng làm cho người phù tưởng liên thiên. Diệp Thần biết, đối phương chính là thập kiếp thần ma tháp Bạch Liên. Nhưng mà giờ phút này, cô gái trong mắt thậm chí có vẻ tức giận, đưa tay ra, một chưởng hướng luân hồi chi chủ đi. Ngay tại cô gái tay trắng muốn chạm được luân hồi chi chủ lúc đó, luân hồi chi chủ đột nhiên mở mắt ra, bắt được tay nàng. Cô nương, vì sao như vậy ý định giết người, nếu như ta nhớ không lầm, người ta cũng không quen biết. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền tới, chính là luân hồi chi chủ. Cô gái hai tròng mắt phun trào ra lửa giận, thân thể vừa chuyển, bắp đùi thon dài hung hăng ép xuống, vô tận cự lực phun trào. Không quen biết, nếu không quen biết. Ngươi vì sao phải tước đoạt liên để linh khí? Nơi này vốn là ta chỗ tu luyện, ta ở cái này đã tu luyện trăm năm, hôm nay ngươi phá hoại, thậm chí để cho ta thừa kế đạo thống thất bại trong gang tấc. Luân hồi chi chủ lúc này mới ý thức được vấn đề xuất hiện ở trên người mình, không biết làm sao cười một tiếng, một cái tay khác chạm được cô gái bắp đùi hạ dọc theo, đem vậy vô tận cự lực rất miễn cưỡng tháo xuống. Hai người ra thịt đụng nhau, ngược lại có chút mập mờ. Ở xa xa Diệp Thần tới xem, ngược lại có chút xem cô gái ngồi ở luân hồi chi chủ trên mình. Có lẽ đây chính là ngày đó Bạch Liên trong miệng nói đã từng ngồi ở trên đùi mình đi. Cô nương, xin lỗi, tại hạ cũng không phải là cố ý, hết thảy tổn thất, Diệp mẫu nguyện ý bồi thường. Luân hồi chi chủ tựa hồ vậy nhận ra được động tác có chút bất nhã, một cổ linh khí phun trào, hai người ngay tức thì tách ra. Cô gái cũng là cảm thấy mới vừa rồi ra thì đụng chạm với nhau nhiệt độ. Gương mặt ửng đỏ, nhưng trong mắt vẫn là mang một chút sát ý, bồi thường. Ngươi như thế nào bồi thường? Nói ngược lại là dễ nghe. Luân hồi chi chủ suy nghĩ sâu xa chốc lát,
đem một cái ngọc bội ném ra ngoài, cũng nói, ngọc bội này tên là Huyền Chín Phá Thiên Ngọc, là ta trước đây không lâu ở Ma Hư Hàn đạt được, suýt nữa bỏ ra sinh mạng giá phải trả, hôm nay có lỗi trước, sẽ dùng vật này tới bù mới vừa rồi liều lĩnh. Cô gái bản còn muốn nói điều gì, nhưng làm Huyền Chín Phá Thiên Ngọc chạm được lòng bàn tay, nàng liền cảm giác được ngập trời linh khí tụ đến. Nếu như mượn cái này Huyền Chín Phá Thiên Ngọc tu luyện, mặc dù sẽ so với trước đó tu luyện phiền toái một chút, nhưng trưởng thành tuyệt đối cao hơn cái này phiến bạch liên hạ. Nàng thận trọng nhận lấy Huyền Chín Phá Thiên Ngọc, làm bộ như mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, họ Diệp, coi là ngươi còn có chút thức thời, ngọc bội này cũng không biết thật giả, xem ở ngươi thái độ không tệ, bổn cô nương liền tha thứ ngươi. Luân hồi chi chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Hắn hiển nhiên không muốn cùng người xa lạ dính quá nhiều nhân quả. Nhưng mà luân hồi chi chủ còn không có đi bao xa, phụ nữ kia nhưng là mở miệng lần nữa, ai bảo ngươi rời đi. Linh khí và năng lượng sự việc cũng được đi, mới vừa rồi ngươi sờ ngực ta, xúc ta ra thịt chuyện, vẫn chưa xong. Luân hồi chi chủ không biết làm sao lắc đầu một cái, hắn hiển nhiên biết tự mình ra tay quá mức hào phóng, cô gái này muốn càng nhiều hơn bồi thường. Bất quá hắn vậy gặp qua quá nhiều bộ mặt thành phố, tự nhiên sẽ không để cho đối phương như nguyện. Luân hồi chi chủ năm ngón tay nắm chặt, trắng trong ao sen vậy tránh đi thịnh nhất bạch liên liền bị chém đứt, lại là bay đến luân hồi chi chủ lòng bàn tay. Mới vừa rồi liều lĩnh, là bất ngờ, cái này đóa hoa sen tặng cho ngươi, từ nay về sau, người ta hai không thiếu nợ nhau. Một hồi gió nhẹ thổi qua, vậy hoa sen cuối cùng chậm rãi phiêu rơi vào tay của cô gái bên trong. Diệp Thần bừng tỉnh, xem ra đây cũng là thiếu nữ tên là Bạch Liên từ đâu tới. Luân hồi chi chủ rời đi, mà thiếu nữ nhìn trong tay Bạch Liên rơi vào trầm tư. Đây là nàng lần đầu tiên nhận được hoa. Thế gian cô gái, lại có mấy người không thích hoa. Dù là đây là võ đạo thế giới, nhưng võ đạo dưới, nàng cuối cùng là một cô gái. Luân hồi chi chủ cũng không nghĩ ra, cái này tiện tay tặng cho một đóa Bạch Liên, lại trở thành hai người gông xiềng. Bạch Liên đi theo luân hồi chi chủ, không nói một lời. Luân hồi chi chủ tự nhiên chú ý tới đối phương đi theo, lãnh đạm nói, cô nương, ngươi vì sao đi theo ta? Ngươi không nên và ta dính quá nhiều nhân quả. Bạch Liên không trả lời, cứ như vậy đi theo. Cô nương, xin tự trọng, không cần đi theo nữa Diệp mỗ có chuyện phải làm của mình, ngươi như tùy ý dắt kéo vào, sẽ hối hận. Luân hồi chi chủ nói, lần này, cô gái lại nữ yên lặng, lại là đem vậy Bạch Liên đội ở trên đầu, nói thẳng, võ giả được thiên hạ, người đi ngươi, ta đi ta nơi nào đi theo ngươi. Chẳng lẽ toàn bộ vực ngoại đều bị ngươi mua? Luân hồi chi chủ khí sắc mặt trắng bệch, một phất ống tay áo, miệng mồm lanh lợi. Ngươi muốn cùng liền đi theo, tự gánh lấy hậu quả. Một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm. Người phụ nữ này một mực đi theo luân hồi chi chủ. Từ đầu đến cuối giữ trăm mét trong vòng khoảng cách. Cho đến có một ngày, luân hồi chi chủ bị thương, mà ở nguy cơ sinh tử lúc đó, cái này xa lạ lại cổ quái cô gái lại hắn cản một kiếm. Một kiếm vấn tâm, cô gái quần áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí vậy đóa Bạch Liên cũng giống như biến thành một đóa hoa sen máu. Hai người cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, đi tới một tòa ngôi miếu đổ nát bên trong. Luân hồi chi chủ là Bạch Liên chữa thương. Mà Bạch Liên cho dù vết thương có hủy diệt phép tắc quấn quanh, cuối cùng không nói một lời, quật cường giống như một đứa ngốc. Ngươi kêu gì? Đây là nhiều ngày như vậy, luân hồi chi chủ lần đầu tiên đối với cô gái mở miệng. Cô gái nhìn một cái Bạch Liên, trắng bệch môi khạc ra mấy chữ, Bạch Liên. Luân hồi chi chủ hiển nhiên biết đây không phải là tên thật, nhưng vậy ngầm cho phép Bạch Liên tồn tại. Chí ít Bạch Liên không phải một tên ác nhân, chỉ tiếc. Tùy tiện xông vào hắn thế giới, dính liền nhân quả, muốn sẽ rời đi, cũng khó. Bạch Liên đi theo luân hồi chi chủ dòng dã 3.654 thiên. Thời gian này, Bạch Liên là luân hồi chi chủ cản 37 kiếm. Mà luân hồi chi chủ vậy cứu Bạch Liên 84 lần. Một mực đứng xem Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thụ, cái này góp nhặt từng ngày, Bạch Liên đối với luân hồi chi chủ tình cảm. Nhưng hắn rất biết mình kiếp trước. Sẽ không đối với Bạch Liên động tình. Cho đến thứ 3.655 trời, Bạch Liên đột nhiên lên tiếng, người nguyện ý cùng ta đi một chỗ sao, ta muốn mang người đi gặp một người. Luân hồi chi chủ trầm mặc, sau lưng lục đạo luân hồi bàn hiện lên, ngón tay hơi lay động,
tựa hồ ở xem bói trước cái gì. Đột nhiên, luân hồi chi chủ khạc ra một hơi đỏ bừng máu tươi, sắc mặt đại biến. Bạch Liên cả kinh, theo bản năng muốn đi đỡ luân hồi chi chủ, nhưng lại bị người sau cự tuyệt. Luân hồi chi chủ đứng lên, sâu đậm liếc mắt nhìn Bạch Liên, lui về phía sau mấy bước, lắc đầu một cái, người ta nhân quả quá sâu, từ nay về sau, liền không cần đi theo nữa ta. Bạch Liên hốc mắt ửng đỏ, muốn nói cái gì, nhưng luân hồi chi chủ đã vô tình hướng hư không rời đi, không có để lại một chút hơi thở. Bạch Liên ngây người tại chỗ ròng rã 10 ngày, cuối cùng ánh mắt trống rỗng, hướng một phương hướng đi. Tịch mịch lại buồn tẻ. Nàng biết, nàng thời gian đến, phải trở về. Diệp thần nhìn xong hết thảy các thứ này, cái này ảo cảnh liền dần dần biến mất. Rất nhanh, Diệp thần phát hiện mình trở lại cự phong bên trên, bên người ngồi Nhâm Phi Phàm. Xem xong, Nhâm Phi Phàm hỏi. Diệp thần gật đầu một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn loáng thoáng có thể đoán được cái gì, luân hồi chi chủ có lẽ biết Bạch Liên tên thật sau lưng cất giấu bí mật kinh thiên, mà Bạch Liên trong miệng thấy người có thể cực kỳ trọng yếu, nhưng Bạch Liên dính nhân quả quá sâu. Ở một khắc cuối cùng, luân hồi chi chủ dùng máu tươi xem bói, tất nhiên thấy được Bạch Liên kết cục. Hắn như mình vậy, phải cải biến Bạch Liên vận mệnh, cho nên vô tình rời đi. Nhưng từ Bạch Liên xuất hiện ở thập kiếp thần ma tháp tới xem, luân hồi chi chủ tùy tiện rời đi, vẫn không có cắt mất nhân quả. Bạch Liên vận mệnh cũng không có thay đổi. Cái này hoặc giả chính là mệnh. Mà ở thập kiếp thần ma tháp Bạch Liên xem ra, luân hồi chi chủ cha hắn, là vô tình. Lại là ở sau đó bởi vì yêu sinh hận. Thế gian nhân quả, chính là vô tình như vậy. Nhâm Phi Phàm vỗ vỗ Diệp thần bả vai, nói, Bạch Liên nhân quả, còn dính rất phức tạp một bàn cờ, không nên suy nghĩ nhiều. Dưới mắt, người cần an tâm chuẩn bị trăm ngày ước hẹn. Đi thôi. Diệp thần gật đầu một cái, bất kể là Chu Uyên, vẫn là Bạch Liên, cũng hoặc là vậy không biết lai lịch thập kiếp thần ma tháp, đều là mình không cách nào đụng chạm. Dưới mắt. Chỉ có chiến thắng Nho Tổ thần điện Nho Tổ, mới là mấu chốt. Diệp thần đứng lên, vừa định đối với Nhâm Phi Phàm nói gì, nhưng phát hiện người sau đã tiêu tán ở giữa trời đất, phảng phất từ không có tồn tại qua. Diệp thần cười khổ một tí, hướng Thất Thất Phương hướng đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng nên bế quan. Tiến vào Thất Thất ảo cảnh, có lẽ còn có thể tu luyện lâu hơn, nói không chừng ở trăm ngày ước hẹn trước còn có thể lại đột phá. Mấy ngày sau, ước định thời gian đến. Diệp thần trạng thái thân thể, đã điều chỉnh đến đỉnh cấp. Hắn tinh thần, cũng là vô cùng sống động, ý chí chiến đấu hừng hực. Tốt lắm, ta nên lên đường. Diệp thần khẽ mỉm cười, huyết thần bên kia hẳn cũng chuẩn bị xong, hắn chuẩn bị đi huyết tử ngục, trước cùng huyết thần hội hợp, lại giết trên Nho Tổ thần điện, quyết tử chiến một trận. Yên Vũ Tiên Tôn yên lặng đứng ở Diệp thần bên người, xuôi tay cúi đầu, vành mắt huyễn nhiên muốn khóc. Thất Thất, ta khí vận đang hên, sẽ không rơi xuống, đợi ta trở lại, tháo ra ảo cảnh đi, ta thật phải đi. Diệp thần cười vuốt ve một tí Yên Vũ Tiên Tôn gò má, ảo cảnh kết cục tuy thê thảm, nhưng hắn cảm thấy tự thân khí thế bừng bừng, không có rơi xuống đạo lý. Lần này quyết chiến, Diệp thần không hề muốn mang trên Yên Vũ Tiên Tôn, bởi vì nàng tâm cảnh tâm trạng, chập chờn quá lớn, không thích hợp tham chiến. Được, tôn chủ, chúc ngươi một đường thuận gió. Yên Vũ Tiên Tôn hàm răng cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay khinh động, chung quanh dâng lên từng luồng khói mù, tựa hồ là chuẩn bị phá vỡ ảo cảnh thế giới, để cho Diệp Thần trở lại thực tế đi tham chiến. Ừ, Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng cảm thấy chung quanh khói hơi nước khí, càng ngày càng nồng đậm, không giống như là giải trừ ảo cảnh hình dáng, ngược lại giống như là ở tăng cường. Ngươi làm gì? Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhận ra được không ổn. Tôn chủ! Thật xin lỗi, vì ngươi an toàn, còn có đại cuộc lo nghĩ, ta chỉ có thể vi phạm ngươi ý chí. Yên Vũ Tiên Tôn nước mắt nhỏ xuống, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Luân hồi phù chiếu, Yên Vũ huyễn mộng. Một tấm có dấu lục đạo luân hồi văn lạc phù chiếu, ở Yên Vũ Tiên Tôn trong tay nổi lên, linh khí bốc hơi lên. Suy,